ý kiến của Ứng Đông Lưu làm Văn Quốc Cơ rất hài lòng. Làm bí thư thành Tùy Tân Môn có thể tính tới sự phát triển của Bắc Kinh thậm chí cả nước, đây mới là một vị bí thư đủ tư cách, cũng chỉ có tầm nhìn xa rộng như vậy mới đủ để gánh vác trọng trách bí thư Tân Môn. Anh nói rất đúng, Trung ương đúng là cần có an bài sớm ở việc này, không nên chờ đến khi tích tụ quá lâu mới cân nhắc giải quyết vấn đề. Văn Quốc Cơ hút một hơi như nhớ lại vấn đề gì đó. Đúng rồi, anh công tác ở An Nguyên gần 10 năm, cũng khá quen thuộc đồng chí Triệu Quốc Đống. Anh thấy sao về đồng chí này? Tim Ứng Đông Lưu đập rất nhanh nhưng ngoài mặt lại bình thường. Triệu Quốc Đống, đây là cán bộ trẻ xuất sắc, tôi sau khi tới Tân Môn còn cân nhắc có nên nhờ Trung ương điều cậu ta tới Tân Môn công tác hay không. Tân Môn đang cần cán bộ xuất sắc có cái nhìn đại cuộc và ý nghĩa trống trải như cậu ta. Hơn nữa cậu ta càng lúc càng trưởng thành về chính trị. Tôi lúc ấy hy vọng cậu ta tới hỗ trợ chủ tịch Phong Lập phát triển kinh tế nhưng không ngờ lại bị Ủy ban Kế hoạch Phát triển nhanh chân giành trước. Ứng Đông Lưu không hề che giấu cảm nhận của mình, Văn Quốc Cơ cười một tiếng. Triệu Quốc Đống xuất sắc như vậy sao? Anh hiếm khi khen một cán bộ như vậy. Ừ, phối hợp phát triển, trưởng thành về chính trị, anh là đang nghiền ngẫm tâm tư của tôi nên nói theo ý tôi phải không? Nghe Văn Quốc Cơ nói như vậy, Ứng Đông Lưu cũng nở nụ cười. Thủ tướng, nói như thế nào nhỉ? Ngài có thể tiếp xúc không nhiều, dù sao cậu ta là cán bộ trưởng thành khi tôi làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên. Nói một câu không hề khách khí thì tôi hiểu rõ cậu ta luôn có thể mang tới cho người khác sự vui mừng và kinh ngạc. Trong triển khai công việc chẳng những nắm bắt chính xác cơ hội, lại có thể triển khai công việc một cách sáng tạo, tuyệt đối không đơn giản chỉ am hiểu công tác kinh tế. Hơn nữa cậu ta có thể hợp lý bố trí công việc trung tâm trong từng giai đoạn, phục tùng đại cuộc, về phần trưởng thành chính trị thì đây không phải là đánh giá của riêng tôi. Thủ tướng có thể thấy biểu hiện của cậu ta trong 2 năm qua mà. Ừ, tôi biết. Văn Quốc Cơ gật đầu. Nếu chỉ biết làm mỗi kinh tế thì cán bộ như Triệu Quốc Đống không tạo nhiều cơn sóng như vậy, không thể đi lên bậc thang. Chính bởi vì biểu hiện của Triệu Quốc Đống quá xuất sắc, đương nhiên khuyết điểm cũng rõ ràng đó là tuổi và kinh nghiệm. Những vấn đề đối lập rõ ràng khiến mọi người có ý kiến khác nhau khi sử dụng hắn. Ai cũng nói tuổi không vấn đề gì, trẻ tuổi là tốt nhưng khi sử dụng cán bộ cấp bộ trưởng thì lại không thể không cân nhắc vấn đề này. Con người phải có thời gian tích lũy kinh nghiệm, đây là sự thật khách quan, còn quá trẻ sẽ khiến cho anh cần thời gian để trưởng thành về tâm lý. Đương nhiên đây chỉ là mang tính phổ biến mà thôi. Ủy viên trưởng Lục Kiến Bang rất thưởng thức Triệu Quốc Đống. Hình như là có ấn tượng từ khi Triệu Quốc Đống công tác ở Bộ Năng lượng, cho rằng đây là người đáng bồi dưỡng. Khi phân công một cán bộ cao cấp thì mọi người thường muốn ổn định, nhưng có phải nhất định theo xu thế này không? Văn Quốc Cơ không tán thành quan điểm này. Dù sao sự thật khách quan luôn thay đổi, vừa có tính phổ biến vừa có tính đặc thù. Nếu điều kiện của Triệu Quốc Đống không kém gì mấy người kia thì tại sao nhất định phải lấy tuổi ra để ngăn cản? Xem ra về vấn đề phân công của Triệu Quốc Đống này chỉ có thể chờ đến khi họp bộ chính trị mới quyết định được, đây là hiện tượng rất hiếm thấy. Một cán bộ cấp bộ trưởng mà tranh luận nhiều như vậy đúng là không nhiều ở trong đảng. Văn Quốc Cơ nở nụ cười, điểm này cũng chứng minh Triệu Quốc Đống đã thành công. Ứng Đông Lưu thấy nụ cười trên mặt Văn Quốc Cơ, xem ra vấn đề phân công của Triệu Quốc Đống khiến không ít lãnh đạo cao cấp chú ý. Chỉ là mình chỉ giúp được như vậy. Triệu Quốc Đống có thể bước lên sân khấu kia hay không lại do lãnh đạo. Quyển 19, chương 27. Phó Chủ tịch, Bộ trưởng Khương tới. Nhân viên đi vào báo cáo với một ông lão đang ngồi dưới tán cây quan sát đám cá bơi lội trong hồ. Ồ, Khương Hoa đến à? Mời y vào thư phòng chờ tôi. Phó Chủ tịch vỗ vỗ tay như có chút nuối tiếc vì bị người quấy rầy. Ngồi đi Khương Hoa. Phó Chủ tịch đi vào cười nói. Phó Chủ tịch. Tôi tới báo cáo tình hình các vị khách Myanmar tới nước ta. Lần này khách Myanmar đến với quy cách rất cao, kể cả Chủ tịch Hiệp hội Liên đoàn Đoàn kết và Phát triển Quốc gia cùng với nhiều ủy viên trung ương. Quan trọng nhất chính là ngoài Chủ tịch Hiệp hội Liên đoàn Đoàn kết và Phát triển Quốc gia ra còn có ủy viên UZI. Vị ủy viên UZI này năm trước đã từ chức Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng rồi lên chức, có sức ảnh hưởng lớn ở Hiệp hội Liên đoàn Đoàn kết và Phát triển, năm trước mới tới nước ta. Lúc ấy tôi cũng đi cùng. Khương Hoa giới thiệu qua tình hình một chút. Phó Chủ tịch chăm chú lắng nghe Khương Hoa giới thiệu. Đoàn đại biểu Hiệp hội Liên đoàn Đoàn kết và Phát triển lần này tới Trung Quốc với quy cách khá cao. Hiệp hội Liên đoàn Đoàn kết và Phát triển 2 năm qua vẫn không ngừng phát triển cải tạo, chuẩn bị chuyển hướng từ một tổ chức xã đoàn sang thành chính đảng lớn.
Trên nhiều khía cạnh bọn họ cũng hy vọng học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc, nhất là về xây dựng chính quyền cơ sở và ổn định quốc gia. Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC cũng thường xuyên tiếp xúc với Hiệp hội Liên đoàn Đoàn kết và Phát triển, giúp bên họ về các loại tài nguyên, cũng thúc đẩy quan hệ giữa hai bên. Ừ, tôi biết rồi, bên Myanmar lần này có quy cách rất cao, Trung ương cũng cần có phương án tiếp đón chu đáo. Đối với các nội dung đi thăm và khảo sát do Myanmar đưa ra thì cần cẩn thận nghiên cứu, bố trí an toàn quá trình tiếp đón. Các địa điểm đi thăm vừa phải tính tới khu vực có kinh tế phát triển, cũng cần tới khu vực trạm phát triển ở Tây Bắc, chủ yếu là muốn cho bên Myanmar thấy được quy tắc phát triển, không nên cực hạn là biểu hiện mặt tốt. Tôi cảm thấy vừa nãy anh nói rất có ý nghĩa, bên Myanmar không chỉ muốn xem mặt sáng, bọn họ càng hy vọng thấy được nơi lạc hậu nghèo khó của Trung Quốc chúng ta phát triển lên như thế nào. Bọn họ muốn từ đó học tập kinh nghiệm để áp dụng với trong nước. Khương Hoa lặng lẽ gật đầu, y định nói lại thôi, Phó Chủ tịch thấy thế cười nói. Khương Hoa, anh có đề nghị gì sao? Phó Chủ tịch, theo lý thuyết Ủy ban Trung ương không cần phải đưa ra ý kiến cụ thể về điểm tham quan, chúng tôi chỉ là chuyển ý kiến của khách tới các cơ quan liên quan mà thôi, nhưng lần này tôi cảm thấy nên nói nhiều một câu. Ủy viên UG bên Myanmar năm trước lúc viếng thăm Điền Nam thì khi đó Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Triệu Quốc Đống lúc ấy là trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, Phó Chủ nhiệm Triệu Quốc Đống là người tiếp đón bọn họ. Tôi nhớ lúc ấy Ủy viên UD nói chuyện khá hòa hợp với Chủ nhiệm Triệu. Tôi cũng giới thiệu với Ủy viên UD rằng Chủ nhiệm Triệu là người từng làm bí thư thị ủy thị xã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Trung Quốc. Ủy viên UD rất hứng thú tình hình phát triển của Ninh Lăng, y cảm thấy Ninh Lăng có điểm giống nhiều nơi ở nước họ, chỉ là lúc ấy không có cơ hội thích hợp. Lần này tôi đoán Ủy viên UD có lẽ sẽ đưa ra yêu cầu tới Ninh Lăng. Phó Chủ tịch khẽ nhíu mày, y cảm nhận được ý trong câu nói của Khương Hoa. Bây giờ hội nghị bộ chính trị sắp diễn ra, có nhiều tranh luận về hướng đi sắp tới của Triệu Quốc Đống nhưng không có kết luận. Nếu bên Myanmar lúc này đột nhiên chủ động yêu cầu tới khách sạn Ninh Lăng thì có thể khiến người khác suy nghĩ không? Có những lúc chuyện rất bình thường nhưng lại tạo nhiều dự đoán không cần thiết, ảnh hưởng đến quyết định của Trung ương, thậm chí còn phản tác dụng. Điểm này không thể không nói Khương Hoa khá nhạy cảm. Ừ, tôi biết rồi, anh suy nghĩ rất chu đáo. Chẳng qua bên họ có quyền yêu cầu. Chúng ta không tiện can thiệp. Ngoài ra tôi thấy đây cũng không vấn đề gì, không nên nghĩ nhiều như vậy. Phó Chủ tịch gật đầu nói. Phó Chủ tịch, vẫn là ngài suy xét chu đáo, tôi chỉ lo mang tới vài liên tưởng không cần thiết. Khương Hoa biết ý dừng lời. Khương Hoa rời đi, Phó Chủ tịch vẫn ngồi suy nghĩ. Khương Hoa lo không phải không có lý. Bất cứ động tác nào dù rất nhỏ trước hội nghị bộ chính trị đều sẽ dẫn tới nhiều suy nghĩ. Nếu như thay đổi là người khác có lẽ không ảnh hưởng mấy. Nhưng dính tới Triệu Quốc Đống thì đúng là không thể không cẩn thận suy nghĩ. Bản thân việc Triệu Quốc Đống đi đâu là việc nhỏ, nếu như có việc gì ảnh hưởng tới không khí của hội nghị thì mới là việc lớn. Xem ra cần phải kết thúc vấn đề trước hội nghị bộ chính trị để tránh vài ảnh hưởng không cần thiết. Đối với vấn đề nhân sự lớn mà có tranh luận bình thường đều phải thông qua hội nghị bộ chính trị nghiên cứu, nhưng lần này có lẽ có ngoại lệ. Qua Tĩnh nhận được tin mà cô gần như không dám tin nổi. Không ngờ lại quyết định nhanh như vậy, Triệu Quốc Đống thuộc danh sách đó mà lúc này hội nghị bộ chính trị chưa diễn ra. Chư Hiền thấy vẻ mặt kinh ngạc của Qua Tĩnh nên cười nói. Sao, cảm thấy bất ngờ hả? Ừ, đúng là có chút bất ngờ, hình như lần này khác với tình hình trước đây. Qua Tĩnh gật đầu. Ừ, trong hội nghị thường ủy đã trưng cầu ý kiến của môn nhân về vấn đề này, ý kiến về cơ bản đã thống nhất. Hội nghị bộ chính trị sắp tới chỉ là hình thức, cũng tránh được một vài tranh luận không cần thiết. Chư Hiền mặc dù là ủy viên bộ chính trị nhưng y là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương nên thân phận có khác. Trong vấn đề nhân sự thì y có quyền lên tiếng của mình. Nhưng sau khi hội nghị thường ủy bộ chính trị có quyết định, y cũng nói mình kiên quyết phục tùng ý kiến của tập thể mặc dù y bảo lưu ý kiến của mình. Nhưng tại sao lại thông qua hội nghị thường ủy? Nghiên cứu thảo luận trong hội nghị bộ chính trị không phải càng phù hợp trình tự sao? Qua Tĩnh có chút không rõ. Chư Hiền lúc trước cũng rất khó hiểu, nhưng sau khi Phó Chủ tịch giới thiệu tình hình, y cũng thấy làm như vậy là thích hợp hơn. Nếu vì vấn đề cửa Triệu Quốc Đống mà tạo ra những quan điểm bất đồng và hiểu lầm trong đảng mới là nguy hại. Chư Hiền không giải thích nhiều với Qua Tĩnh, chỉ yêu cầu Qua Tĩnh nhanh chóng làm rõ các ý kiến sau khi hội nghị thường vụ bộ chính trị có kết luận. Đương nhiên bởi vì đã xác định Triệu Quốc Đống vào danh sách, cán bộ trẻ kia nên cũng dính tới nhiều vấn đề, ví dụ như sẽ đi đâu,
Điều này cần phải thông qua hội nghị bộ chính trị quyết định. Triệu Quốc Đống nhận được tin đã là ngày hôm sau. Đoàn đại biểu Myanmar tới Trung Quốc khảo sát nhiều nơi, ngoài Bắc Kinh, Thượng Hải còn muốn tới Tân Môn, Thâm Quyến và tỉnh An Nguyên. Trong những người Myanmar thì Triệu Quốc Đống biết ưa đi, giờ vẫn là ủy viên hiệp hội nhưng vị trí trong chính phủ đã khác nhiều so với năm trước. Bạn bè gặp lại đương nhiên thân thiết, Triệu Quốc Đống cùng Khương Hoa đi cùng cả chuyến đi với đoàn Myanmar. Bên phía Myanmar chuyên môn đưa ra yêu cầu khảo sát một thị xã khu vực đất liền, thậm chí còn điểm danh là Ninh Lăng, tỉnh An Nguyên làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ. Bọn họ sao đột nhiên muốn đến Ninh Lăng khách sạn, dù là Tô Châu, Phô Tích hay Ôn Châu đều có kinh tế phát triển hơn Ninh Lăng, điều này có vẻ không thích hợp. Nhưng phía Myanmar lại giải thích bọn họ muốn tìm hiểu một thị xã sao từ khu vực nghèo cấp quốc gia trở nên đầy sức sống trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ muốn từ đó tìm ra kinh nghiệm cho sự phát triển của quốc gia mình. Yêu cầu này nghe khá hợp tình hợp lý nhưng Triệu Quốc Đống thấy mình về Ninh Lăng có chút không tiện, dễ làm người ta có cảm giác mình đang tạo thế. Mãi tới khi hắn nhận được tin kia, hắn mới biết Trung ương đã sớm cân nhắc vấn đề này rồi. Quyển 19, chương 28. Ninh Lăng đã mở 8 đường bay tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Dương Thành, Thâm Quyến, Hàng Châu, Ninh Dương. Do lượng hành khách vượt quá dự tính lúc đầu nên Ninh Lăng dự định tới cuối năm sẽ tăng thêm 4 chuyến tới Nam Kinh, Tam Á, Côn Châu cùng Nam Ninh. Đám người Triệu Quốc Đống từ Thâm Quyến bay thẳng tới Ninh Lăng. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đông Trại rồi trực tiếp thông qua cửa dành cho khách VIP ra ngoài. Phụ trách tiếp đón chính là Bí thư tỉnh ủy An Nguyên, Lăng Chính Dược cùng Phó Bí thư tỉnh ủy Miêu Trấn Trung. Khương Hoa cùng Lăng Chính Dược khá quen thuộc, dù sao một người là Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương, một người là Phó Bộ trưởng Ủy ban Trung ương CPC, đều là hệ thống thuộc Đảng, bình thường hay tiếp đón các đoàn đại biểu Đảng tới thì Ủy ban Trung ương phụ trách liên lạc và phối hợp, còn Ban Tổ chức Cán bộ cũng thường xuyên tham gia tiếp kiến. Bây giờ Lăng Chính Dược đã lên làm Bí thư tỉnh ủy, còn Khương Hoa lên làm Bộ trưởng Ủy ban Trung ương CPC. Lão Khương, sao đột nhiên nghĩ tới đến thăm An Nguyên chúng tôi vậy? Chẳng lẽ nói Thượng Hải, Thâm Quyến còn không thể làm khách Myanmar cảm nhận được sự phồn vinh của nước ta sao? Hay là phải ở nơi xa xôi như An Nguyên chúng tôi thì Myanmar mới cảm nhận được tình hình thực tế của Trung Quốc? Lăng Chính Dược mặc dù bình thường rất nghiêm túc nhưng gặp người quen cũ thì cũng có thái độ khác. Y có chút khó hiểu tại sao bên Myanmar lại chọn tới thăm An Nguyên, lại còn điểm danh Ninh Lăng. Mai hội nghị bộ chính trị sẽ diễn ra. Lần này khách Myanmar lại đến khách sạn Ninh Lăng, nếu y không phải nhận được tin trước đó Triệu Quốc Đống đã vào danh sách lên làm cấp bộ trưởng thì y nghi ngờ có người muốn tạo thế cho Triệu Quốc Đống. Nhưng mặc dù như vậy y cũng có chút không hài lòng. Đây không phải y hẹp hòi, không muốn người khác nói Triệu Quốc Đống tốt, chỉ là điểm danh khảo sát Ninh Lăng, không nói tới nơi nào khác ở An Nguyên, như vậy y làm bí thư tỉnh ủy có chút khó chịu. Khương Hoa trầm ngâm một chút nói. Ở đây cũng có chút nguyên nhân. Một là do phía Myanmar mặc dù rất hâm mộ sự phát triển của Thượng Hải cùng Thâm Quyến, nhưng bọn họ cho rằng muốn để học hỏi Thượng Hải cùng Thâm Quyến là không thực tế, vì thế bọn họ hy vọng tìm kiếm được điển hình đi lên từ hai bàn tay trắng ở Trung Quốc. Cho nên chọn Ninh Lăng chúng tôi. Trung ương đúng là để mắt tới An Nguyên quá. Lăng Chính Dược rất tự nhiên nói. Không phải do Trung ương đề cử mà là do bên Myanmar chủ động muốn tới Ninh Lăng. Trong này cũng có nguyên do. Khương Hoa giải thích. Nghe Khương Hoa nói xong, Lăng Chính Dược mới hiểu thì ra là vậy. Y làm công tác tổ chức nhiều năm nên biết ảo diệu sau lưng các vấn đề. Phương án nhân sự lần này được thông qua trước khi hội nghị diễn ra, thậm chí còn thông qua điện thoại trao đổi với các ủy viên bộ chính trị trước, điều này không quá phù hợp trình tự bình thường. Mặc dù chưa xác định vị trí cụ thể nhưng nhóm cán bộ trẻ này lên chức coi như được xác định. Là chủ tịch tỉnh hay bộ trưởng thì giờ vẫn chưa có kết luận, nhưng vẫn làm Lăng Chính Dược phải than thở. Nhất là Triệu Quốc Đống nằm trong danh sách này càng làm y phải suy nghĩ. Chẳng qua đối với Lăng Chính Dược mà nói tâm trạng đó chỉ thoáng cái là biến mất. Đối với y mà nói làm như thế nào nắm giữ hiện tại mới là quan trọng nhất. Đoàn đại biểu Myanmar tới An Nguyên khảo sát coi như là khẳng định công việc của An Nguyên. Mặc kệ Ninh Lăng trước đây thế nào nhưng bây giờ cũng nằm dưới sự lãnh đạo của mình. Hơn năm qua Ninh Lăng phát triển khá nhanh, không ai có thể phủ nhận được sự lãnh đạo của tỉnh ủy ở đó. Cùng lúc này Triệu Quốc Đống đang nói chuyện khá vui vẻ với Ua Đi và Miêu Trấn Trung. Đoàn đại biểu Myanmar tới Trung Quốc lần này không đơn giản là xem phát triển kinh tế,
đối với bọn họ mà nói làm như thế nào thông qua kết cấu tổ chức chính trị để thực hiện phát triển kinh tế và duy trì ổn định ấy là điều quan trọng nhất. Phát triển đương nhiên quan trọng nhưng Myanmar càng hy vọng tham khảo kinh nghiệm xây dựng chính quyền cơ sở của Trung Quốc. Làm như thế nào để Hiệp hội Liên đoàn đoàn kết và phát triển Myanmar có thể phát triển nhanh và ổn định từ Trung ương đến địa phương, thực hiện cuộc quá độ từ chính phủ quân sự sang chính phủ dân sự, thực hiện Hiệp hội Liên đoàn đoàn kết và phát triển thành chính đảng lớn, thực hiện việc Hiệp hội Liên đoàn đoàn kết và phát triển xúc tiến sự phát triển kinh tế xã hội của Myanmar. Miêu Trấn Trung cũng giới thiệu sơ qua về việc tỉnh ủy An Nguyệt lựa chọn cán bộ đảng viên đủ đức đủ tài phụ trách công tác kinh tế, hoặc là người am hiểu công tác kinh tế được bồi dưỡng thành đảng viên. Thông qua thực hiện hy mặt này để thực hiện đảng lãnh đạo công tác kinh tế, đồng thời đảng cũng thông qua các quyết định và điều chỉnh nhân sự quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Miêu Trấn Trung còn đưa ra vài ví dụ điển hình điều này làm khách Myanmar rất hứng thú. Sau khi tới Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống ngược lại rất ít lên tiếng. Thân phận của hắn giờ đã khác, hắn chỉ đi cùng đoàn người Myanmar đến Ninh Lăng thị sát. Ở đây Lăng Chính Dược cùng Miêu Trấn Trung mới là chủ nhân, giới thiệu Ninh Lăng là phải do bọn họ. Miêu Trấn Trung cũng thấy Triệu Quốc Đống rất yên lặng, y vốn muốn kéo Triệu Quốc Đống xuống nước, làm Triệu Quốc Đống phụ trách giới thiệu chính nhưng Triệu Quốc Đống suốt ngày né tránh, mà có Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh ở đây nên y cũng không tiện ép quá mức. Quốc Đống, chúc mừng. Từ khách sạn Sheraton đi ra, Miêu Trấn Trung đi sóng vai với Triệu Quốc Đống. Bí thư Miêu, cũng chúc mừng, cảm ơn anh đã quan tâm, chẳng qua bây giờ nói việc này có phải quá sớm không? Trung ương chưa có quyết định chính thức, một ngày như vậy thì vẫn còn là ẩn số. Triệu Quốc Đống gãi đầu, trước mặt mấy người như Miêu Trấn Trung thì nói vài câu khách khí sẽ làm người ta không thoải mái, không bằng tỏ vẻ hào sảng hơn. Còn ẩn số gì nữa? Chỉ cần bản thân cậu không có vấn đề thì sẽ không có chuyện gì khác nữa. Miêu Trấn Trung nói rất có lý. Triệu Quốc Đống cười cười, hắn đương nhiên biết Miêu Trấn Trung nói là thật. Hội nghị Bộ Chính trị mặc dù chưa diễn ra nhưng ý kiến đã sớm thành lập, các thường vụ Bộ Chính trị đã thống nhất ý kiến thì sao có thể có chuyện nữa. Bây giờ có một vấn đề khó Triệu Quốc Đống. Sau đây mình sẽ ở vị trí nào? Là Bộ trưởng hay Chủ tịch tỉnh? Nếu là Bộ trưởng thì mình sẽ đến bộ nào làm Bộ trưởng? Nếu là vế sau thì mình tới tỉnh nào? Đối với câu trả lời cho vấn đề này, Triệu Quốc Đống bây giờ hoàn toàn không biết, ngay cả qua tính cũng không biết. Trung ương trước đó chỉ thảo luận mình vào danh sách hay không, chưa dính tới vị trí cụ thể. Lần điều chỉnh nhân sự này có mấy tỉnh và bộ sẽ điều chỉnh. Trong đó có chủ tịch các tỉnh như An Nguyên, Tân Nam, tỉnh Quải. Còn bộ gồm có Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Lâm nghiệp, vào lúc này ai tới đâu thì cũng không thể biết nổi. Có lẽ trong lòng mỗi người có một cảm giác mơ hồ nhưng Triệu Quốc Đống lại không biết gì cả. Thấy Triệu Quốc Đống chỉ cười cười không nói, Miêu Trấn Trung thở dài một tiếng. Khi mình tới An Nguyên thì Triệu Quốc Đống mới làm phó thị trưởng Hoài Khánh, chỉ không đầy 10 năm hắn đã tới vị trí cấp bộ trưởng, tiền đồ còn sáng hơn mình. Anh không thể dùng vận mệnh hay năng lực để giải thích một người lên chức nhanh như vậy. Tần Hạo Nghiên phải đi, Miêu Trấn Trung biết khả năng mình kế nhiệm gần như không có. Mà khả năng Triệu Quốc Đống về An Nguyên cũng rất nhỏ. Theo Miêu Trấn Trung thấy Triệu Quốc Đống có thể tới tỉnh Tân Nam có kinh tế khá kém làm chủ tịch tỉnh, hoặc làm bộ trưởng ở Bộ Lâm nghiệp. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, tình hình cụ thể chỉ chờ 2 ngày tới là biết thôi. Quyển 19, chương 29. Tranh luận ở hội nghị Bộ Chính trị cũng không kịch liệt như tưởng tượng, ít nhất sự lãnh đạm bên ngoài khiến người bình thường không nhìn được ảo diệu trong đó. Vấn đề nhận chức của tranh luận là tâm điểm tranh luận. Bắt đầu từ việc có thể lọt vào nhóm cán bộ lên cấp bộ trưởng hay không đều là tranh luận về Triệu Quốc Đống. Nhưng tranh luận, là nhân vật ở tầm này nên mọi người đều phân tích được và mất khi bổ nhiệm. Cá nhân tôi cho rằng đồng chí Triệu Quốc Đống nên tới công tác ở Bộ Năng lượng. Từ kinh nghiệm trưởng thành của đồng chí Triệu Quốc Đống chúng ta có thể thấy đồng chí này trong hơn 10 năm công tác thì chỉ có 1 năm rưỡi công tác ở trên bộ, thời gian làm ở cơ quan thuộc tỉnh mới có 3 năm. Đồng chí này có nhiều kinh nghiệm công tác ở cơ sở, lúc công tác ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng thể hiện sự sáng tạo trong triển khai công việc. Nhưng đối với một cán bộ trẻ mà nói, tôi cảm thấy cần rèn luyện nhiều hơn, cũng muốn tăng thêm nhiều kinh nghiệm trong các phương diện như vậy sẽ có lợi cho sự trưởng thành. Đồng thời đồng chí Triệu Quốc Đống tới Bộ Lâm nghiệp cũng có thể mang lại luồng không khí mới cho Bộ Lâm nghiệp, toàn diện thúc đẩy công tác cải cách lâm nghiệp. Thái độ của Trư Hiền vẫn ôn hòa mà kiên quyết. BF ngoài thoạt nhìn là phân tích qua tình hình của Triệu Quốc Đống mà thôi.
có thể được thảo luận trong hội nghị bộ chính trị đã là không hề đơn giản, mỗi vấn đề đều khiến mọi người suy nghĩ sâu xa, nhất là bổ nhiệm nhân sự càng làm người ta chú ý. Một vị trí biến động sẽ khiến nhiều vị trí khác biến động. Chư Hiền rất mong lần điều chỉnh nhân sự này có thể tiến hành theo ý đồ của ban, mặc dù Qua Tĩnh không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của y, nhưng trong hội nghị ở ban thì y vẫn thành công khiến ý đồ của mình được thông qua. Chỉ là phương án này khi trình lên Phó Chủ tịch thì không được Phó Chủ tịch tỏ thái độ rõ ràng. Phó Chủ tịch chỉ yêu cầu y trực tiếp đưa phương án lên hội nghị thảo luận. Tô Giác Hoa khẽ lắc đầu, quan điểm của Chư Hiền không được đa số người tán thành, hơn nữa còn thể hiện việc cố chấp với ý kiến của mình. Chư Hiền một phần nói ra ưu thế của Triệu Quốc Đống, cũng chỉ ra nhược điểm của Triệu Quốc Đống. Nhưng khi được lọt vào danh sách này thì lại khác. Nếu Trung ương đã quyết định đặt bọn họ lên vị trí này thì không đơn giản là rèn luyện, đây là phụ trách một phương, dù là ở các bộ hay tới địa phương đều là có trách nhiệm phụ trách chứ không phải là hỗ trợ. Lúc này nói tới gì mà rèn luyện tăng kinh nghiệm, thực ra chính là biến tướng bác bỏ ý định của Trung ương. Chư Hiền vẫn cho rằng Triệu Quốc Đống chưa trưởng thành, còn cần rèn luyện, như vậy chẳng lẽ cấp bộ trưởng còn là rèn luyện sao? Đối với vấn đề phân công, đồng chí Triệu Quốc Đống có không ít tranh luận, tôi nói ra suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy tranh luận là việc tốt, ít nhất nói rõ đồng chí Triệu Quốc Đống làm không ít công việc mới tạo ra nhiều tranh luận như vậy. Như vậy có thể phỉ xem tranh luận về đồng chí này tập trung chính ở đâu. Tôi nghe xong đồng chí Chư Hiền giới thiệu chủ yếu tập trung tại hai phương diện, đó là vấn đề tuổi và thời gian công tác của đồng chí Triệu Quốc Đống. Thực ra đây là một suy nghĩ về giới hạn năm công tác, 16 năm công tác thoạt nhìn ngắn hơn nhiều so với các cán bộ khác ở cùng cấp độ này. Nhưng có thể mọi người đều thấy đồng chí Triệu Quốc Đống tuy có số năm công tác không dài nhưng lý lịch lại khá phong phú, ở từng vị trí gần như đều có biểu hiện tốt. Hơn nữa cũng từng làm việc ở cơ quan cấp tỉnh và cấp bộ, tôi thấy kinh nghiệm công tác phong phú đủ để bù cho số năm công tác. Trong hội nghị bộ chính trị, Tiền Việt luôn là người nói rất bình thản nhưng đầy lý lẽ làm nhiều người tán thành. Đồng chí Chư Hiền cũng nhắc đến vấn đề thứ hai, chủ yếu là khi đồng chí Triệu Quốc Đống công tác ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam có tác phong làm việc thẳng thắn, thiếu nghệ thuật công tác cũng khiến cho nhiều người chê trách. Ngoài ra Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển cũng có vài phản ánh. Tiền Việt gần từng tiếng. Tôi cảm thấy vấn đề này cần phải chia thành hai mà cân nhắc. Vấn đề chê trách và phản ánh rốt cuộc là từ nguyên nhân gì, tôi thấy cần nói rõ. Chư Hiền rất bình thường. Y biết Tiền Việt hài lòng với Triệu Quốc Đống, nếu không Triệu Quốc Đống sao có thể tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Tiền Việt đưa ra vấn đề cũng đúng trọng tâm, tranh luận về Triệu Quốc Đống chủ yếu là trong hai năm vừa qua. Nhất là khi Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam. Chư Hiền cũng biết mình đưa ra chuyện biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Điền Nam nhất định sẽ bị Điền Nam cũng chính là Thái Chánh Dương phản đối mãnh liệt, cũng có thể khiến Ninh Pháp có ý kiến. Trước đó y đã nói chuyện với Ninh Pháp nhưng không ai thuyết phục được ai. Vì thế y vẫn dựa theo suy nghĩ của mình mà nói. Hơn nữa tình hình thực tế chính là vậy. Trong thời gian Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam đã có nhiều phản bác, đây là sự thật không thể chối cãi. Mình cũng không thêm bớt gì. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương, y có trách nhiệm và nghĩa vụ nói ra hết, y không e ngại ai đó mà ngậm miệng không nói chuyện. Tình hình Điền Nam có thể có không ít đồng chí biết rõ. Mấy năm trước Điền Nam do vấn đề kết cấu mà phát triển chậm. Sau khi chiến lược phát triển phía Tây được Trung ương thông qua, Điền Nam trở thành đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng giữa nước ta với khu vực Đông Nam Á. Nam Á, có thể nói Điền Nam nghênh đón cơ hội phát triển chưa từng có. Ở tình huống đó thì kết cấu và thể chế vốn có nhất định là không thích hợp, phải điều chỉnh. Đồng chí Thái Chánh Dương trong hai năm đầu làm bí thư tỉnh ủy Điền Nam đã làm nhiều công việc. Chẳng qua trong năm 2005 nhân sự Điền Nam biến động khá lớn. Có thể ở vài thay đổi nhân sự ban tổ chức cán bộ Điền Nam chưa chắc đã làm theo trình tự bình thường. Nhưng tôi nghĩ cần phân tích theo thực tế, mục đích và kết quả là như thế nào, có đạt được mục đích và hiệu quả đặt ra không? Sự thật chứng minh đợt điều chỉnh nhân sự lớn trong năm 2005 ở Điền Nam là cần thiết và kịp thời. Từ năm 2006 đến nay tình hình phát triển của Điền Nam đủ chứng minh được điểm này. Giọng điệu của Tiền Việt thoáng cái trở nên kích động, y đây là muốn nói ra quan điểm, thái độ của mình. Biểu hiện của đồng chí Triệu Quốc Đống ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì không cần tôi nói nhiều. Tôi được Quốc vụ viện phân công quản lý Ủy ban Kế hoạch Phát triển, tôi rất hài lòng với thái độ dám gánh vác trọng trách khó khăn của đồng chí Triệu Quốc Đống ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Mà thành tích Triệu Quốc Đống đạt được rất rõ ràng,
chúng ta cũng thấy phản ứng tốt đẹp của dư luận với các chính sách của Trung ương trong vài lĩnh vực. Tôi còn muốn nói một điểm chính là cán bộ muốn làm việc khó tránh khỏi đưa tới một ít tranh luận, nhất là người muốn chủ động triển khai công việc, phá vỡ kết cấu cũ thì càng có không ít người phản đối, đó là rất bình thường. Thái độ rõ ràng của Tiền Việt làm các ủy viên Bộ Chính trị phải cẩn thận suy nghĩ, nhất là mấy câu nói cuối cùng càng quan trọng hơn. Nếu dùng cán bộ ở vị trí nào thì chính là thể hiện sự tin tưởng, như vậy cán bộ đó triển khai công việc anh cũng cần ủng hộ và giải thích, không nên nghe thấy gió là nói mưa. Mà thái độ của Tiền Việt cho thấy y không đồng ý Triệu Quốc Đống làm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, y có khuynh hướng để đối phương đi tới vị trí càng quan trọng hơn. Thái độ này khá vi diệu, trong nhóm cán bộ sắp điều chỉnh đã có vài người gần như xác định rõ ràng, mà có vài người lại chưa được xác định. Nhất là thêm Triệu Quốc Đống vào đây càng khiến cục diện hỗn độn hơn. Ý kiến của một vài ủy viên cũng rất quan trọng cho nên Chư Hiền cũng có chút căm tức. Tiền Việt nói như vậy sẽ làm rối loạn một vài tư tưởng, ý kiến của ban, làm ba khá bị động. Tổng Bí Thư nhìn Phó Chủ tịch hiểu ý gật đầu nhấp ngụm trà bỏ bút xuống. Tôi nói vài câu, về việc điều chỉnh vị trí của đồng chí Triệu Quốc Đống, tôi cảm thấy vẫn có tranh luận, đây không phải chuyện xấu. Nói rõ đảng ta khi đối đãi một cán bộ đều phân tích sâu sắc, cũng chứng minh tính nghiêm túc khi phân công công việc của một cán bộ. Vừa nãy đồng chí Chư Hiền nói rất đúng, một cán bộ trưởng thành cần rèn luyện ở nhiều phương diện và thời gian nhất định để rèn luyện tích lũy, chỉ có như vậy mới nâng cao năng lực lên được, để quan sát một cán bộ đã trưởng thành chưa, có thể đảm nhiệm trọng trách mà tổ chức giao cho hay không. Tôi cho rằng cần dựa theo nguyên tắc cơ bản của đảng để phân tích, đó là cầu thị. Quyển 19, chương 30. Chư Hiền lặng lẽ cúi đầu như đang viết gì đó. Thực ra y đang rất buồn bực. Phong ba trong vấn đề của Triệu Quốc Đống vượt quá tưởng tượng của y. Phó Chủ tịch mặc dù không tỏ rõ thái độ nhưng Chư Hiền cũng biết Phó Chủ tịch có khuynh hướng đồng ý Triệu Quốc Đống xuống địa phương. Phó Chủ tịch là người rất chính trực, không võ đoán, muốn dùng phương thức trao đổi để đạt thành công thức chung. Dù là không được như vậy cũng có ý lấy nguyên tắc tập trung dân chủ để đưa ra quyết định. Đây là lần thứ hai mình không cùng ý kiến với Phó Chủ tịch về Triệu Quốc Đống. Lần trước khi Triệu Quốc Đống làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì mình đưa ra ý kiến không đồng ý, Phó Chủ tịch lại khá uyển chuyển lên tiếng bảo mình đi hỏi ý kiến Thủ tướng, căn cứ ý kiến của Thủ tướng mà đưa ra quyết định. Kết quả Thủ tướng đồng ý với ý kiến của Tiền Việt, cuối cùng Triệu Quốc Đống thuận lợi qua cửa. Chư Hiền không muốn thấy tình hình này xảy ra, nhưng làm trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương thì y phải kiên trì nguyên tắc của mình. Mình không có thành kiến gì với Triệu Quốc Đống. Lúc trao đổi với Ninh Pháp, Chư Hiền cũng nói rõ thái độ của mình. Y cho rằng Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, biểu hiện trong công việc thường nóng nảy, gấp gáp, cần rèn luyện ở vị trí hiện tại. Mặc dù Trung ương quyết định điều chỉnh hắn cũng cần phải rèn luyện một thời gian ở vị trí tương đối bình yên. Mà theo Chư Hiền thấy thì bộ năng lượng là khá thích hợp. Dù sao chỉ là cơ quan mang tính chỉ đạo, hầu hết là tiến hành đưa ra chính sách và giám sát các tỉnh. Nhưng GB xem ra có không ít người không tán thành quan điểm của mình, Chư Hiền có chút mệt mỏi. Từ mấy vấn đề mà đồng chí Chư Hiền đưa ra có thể thấy dị nghị về đồng chí Triệu Quốc Đống chính là độ tuổi và kinh nghiệm công tác có thể nào thiếu sách lược và kinh nghiệm khi xử lý công việc trung tâm và sự kiện lớn hay không. Triển khai công việc có thể nóng lòng cầu thành, có thể có cái nhìn đại cuộc không? Phó Chủ tịch phân tích khá chính xác suy nghĩ của mọi người, ngài nói ra khiến không ít ủy viên gật đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng có chút do dự ở vấn đề này. Nếu trước đó hỏi ý kiến việc lên chức của Triệu Quốc Đống thì bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng xác định Triệu Quốc Đống tới vị trí nào thì cần cẩn thận cân nhắc. Đây là trách nhiệm với đảng với quần chúng nhân dân, đồng thời cũng là trân trọng Triệu Quốc Đống. Cán bộ còn trẻ như vậy, tiền đồ tốt đẹp như vậy, nếu như bởi vì an bài không thỏa đáng mà có vấn đề thì sẽ tạo hậu quả nghiêm trọng. Ở vấn đề này tôi thực ra cảm thấy có thể do quỹ tích trưởng thành của đồng chí Triệu Quốc Đống tạo ra. Nhìn biểu hiện công tác của đồng chí Triệu Quốc Đống, nhất là thành tích công việc ở cấp sở và cấp phó tỉnh, tôi cảm thấy thông qua thực tế để phân tích và phán đoán càng khách quan hơn. Phó Chủ tịch giơ tài liệu trong tay lên. Đây là bản giới thiệu chi tiết về các cán bộ được đề bạt, mỗi vị ủy viên cũng có một phần. Bên trong giới thiệu cụ thể một cán bộ từ thời còn đi học tới tham gia công việc. Cũng bao gồm ý kiến của ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật, thanh tra với mỗi cán bộ khi đề bạt. Chẳng qua khi tới cấp độ nhất định thì phân tích cụ thể về tài đức, năng lực của cán bộ cụ thể hơn, đủ để nói rõ đồng chí này tại sao đều có thể vượt qua người khác mà lên. Tiếng dở tài liệu không ngừng vang lên, thực tế mọi người đã sớm biết sơ qua về lý lịch thành tích của cán bộ,
lần này xem chủ yếu là thể hiện sự coi trọng mà thôi. Điều chỉnh nhóm người này mọi người không có ý kiến gì nhiều, nhưng việc phản đối Triệu Quốc Đống tới làm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp thì có nghĩa đợt điều chỉnh nhân sự này sẽ có biến hóa rất nhỏ, cũng phải xem ban tổ chức cán bộ trung ương ứng phó như thế nào. Tổng Bí Thư nhìn quanh một vòng, ứng viên này tạo tranh luận lớn như vậy làm ngài có chút bất ngờ, ngài vốn nghĩ trước đó phối hợp giao tiếp sẽ không có vấn đề gì lớn, không ngờ đặt ở vị trí gì cũng có xón gió. Ngài có thể hiểu là hai bên không ai chịu ai, nếu không được có thể dùng nguyên tắc tập trung dân chủ để giải quyết. Nhưng làm người chủ trì thì ngài cho rằng chưa cần đi tới bước đó. Tổng Bí Thư đang cân nhắc thì người bên cạnh giơ tay lên ra hiệu, Tổng Bí Thư gật đầu biết đối phương có ý kiến muốn trình bày. Tổng Bí Thư, tranh luận về đồng chí Triệu Quốc Đống đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Theo tôi thấy thì đồng chí này là nhân vật mang tính đại biểu. Năng lực và cá tính thậm chí nhân cách đều rất đột xuất, nhưng cũng tồn tại khuyết điểm rõ ràng. Có thể tưởng tượng một cán bộ 37 tuổi, công tác chưa đầy 16 năm thì kinh nghiệm công tác và lý lịch vẫn phải có chênh lệch so với các đồng chí khác. Đương nhiên Phó Chủ tịch đề cập thì mọi người cũng có thể thấy, đúng là đồng chí này có lý lịch khá phong phú, ở trình độ nhất định sẽ bù đắp cho khuyết điểm. Sầm Quốc Xuân chỉnh chỉnh gọng kính trên mũi rồi nói tiếp. Tổng Bí Thư, tôi thấy có phải nên dành thời gian nghỉ trưa để mọi người cân nhắc chu đáo rồi lại tiếp hành nghiên cứu tiếp không? Ừ, ý kiến của đồng chí Sầm Quốc Xuân tôi thấy có thể. Sắp tới giờ ăn trưa rồi, nhân lúc nghỉ trưa mọi người cân nhắc một chút mấy nội dung mà chúng ta nghiên cứu hôm nay, chiều tiếp tục. Tổng Bí Thư gật đầu đồng ý đề nghị của Sầm Quốc Xuân. Lão Chu, xem ra mọi người có tranh luận không nhỏ về đồng chí Triệu Quốc Đống. Tổng Bí Thư lúc nào cũng có phong cách nhẹ nhàng, nho nhã, dù là Chu Khánh An nổi tiếng là người kiêu ngạo cũng phải thừa nhận người bạn nhiều năm này có nhiều điểm hơn mình. Tôi thấy không phải là tranh luận không nhỏ mà là mọi người đều băn khoăn khi sử dụng cán bộ trẻ, lo có vấn đề. Chu Khánh An mỉm cười nói. Tổng Bí Thư, tôi cũng có thể hiểu tâm trạng của mọi người. Dù sao muốn nắm giữ một tỉnh sẽ gặp nhiều vấn đề rất khó đoán trước, cần một cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm phong phú, tính cách trầm ổn phụ trách thì mới làm Trung ương yên tâm. Thực ra thời gian qua tôi vẫn cân nhắc việc sử dụng Triệu Quốc Đống. Tôi cũng suy nghĩ có nên để Triệu Quốc Đống làm ở bộ nào đó 2 năm hay không. Nhưng tôi cảm thấy cán bộ cao cấp của chúng ta bây giờ thường lấy ổn định làm ưu thế, nhưng từ góc độ nào đó thiếu quyết đoán thì sẽ thiếu sáng tạo trong công việc. Cán bộ lãnh đạo có can đảm thăm dò, sáng tạo thường là cán bộ có cá tính khá đột xuất, ở vài phương diện còn khiếm khuyết. Nhưng tôi cảm thấy có thể dùng cán bộ này tốt thì sẽ kích thích sự phát triển của địa phương và tạo hiệu ứng kiểu mẫu. Nếu như có thể cân nhắc chu toàn ở bộ máy phối hợp thì có lẽ sẽ đạt được hiệu quả rất tốt. Tổng Bí Thư im lặng không nói. Chu Khánh An cân nhắc còn sâu hơn mình đôi chút. Theo thời đại thay đổi, đảng cũng cần phải có thay đổi, không chỉ đơn thuần là cầu ổn định mà còn cần phải có đổi mới, thay đổi. Là lãnh đạo quốc gia, Tổng Bí Thư vừa phải cân nhắc ý kiến trong đảng, cũng cần cân nhắc yêu cầu càng lúc càng cao của quốc gia cũ xã hội đối với đảng và chính phủ. Phải kết hợp nhiều điểm lại với nhau để phát huy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, khiến Trung Quốc phát triển thêm nữa. Lão Chu, tôi đồng ý với anh. Như vậy đi, tôi sẽ cùng đồng chí Vĩnh Xuyên và đồng chí Chư Hiền trao đổi, đặc biệt nói về quan điểm của anh. Tôi cảm thấy bọn họ có thể hiểu nỗi khổ tâm của anh. Tổng Bí Thư hít sâu một hơi. Chúng ta đang đi về phía trước không phải là nhìn một bước hoặc ba bước trước mặt mà phải nhìn 5-10 bước. Không lo gần sẽ có họa xa. Nếu chúng ta không tiến tới, cứ thỏa mãn với hiện tại thì sẽ lạc hậu với xã hội và thời đại, sẽ bị thế giới toàn cầu hóa vứt bỏ. Đúng thế Tổng Bí Thư, đôi khi tôi cũng từng nghĩ như vậy. Xã hội chủ nghĩa chính là tư tưởng đổi mới, là kết hợp tình hình trong nước và sự phát triển của thời đại. Mà xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là quá trình không ngừng đổi mới, cần không ngừng phong phú và hoàn thiện trong thực tế. Đây là đảm bảo cho sức sống của đảng ta. Chu Khánh An cũng thở dài một tiếng. Quyển 19, chương 31. Cốc trà run lên, nước bắn ra chảy lên bàn. Lăng Chính Dược hít sâu một hơi bỏ cốc trà xuống. Y cố gắng làm mình bình tĩnh lại nhưng không thể. Y rất không hài lòng với tâm trạng kích động của mình, có đến mức như vậy không? Không phải là có chút bất ngờ thôi sao? Triệu Quốc Đống làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh thì sao chứ? Một thằng mới 37 tuổi xuất thân bình thường thì có thể gánh vác trọng trách gì? Lăng Chính Dược vô thức có chút tức giận, Trung ương đây là nghĩ như thế nào mà đưa Triệu Quốc Đống về An Nguyên. Thực ra khi Triệu Quốc Đống lọt vào danh sách kia, hắn chỉ biết Triệu Quốc Đống sợ không đơn giản tới cấp bộ,
mặc dù là thái độ của Chư Hiền kiên quyết tới đâu, mặc dù hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương nhưng hắn chỉ là một ủy viên bộ chính trị, nhiều lắm có sức ảnh hưởng hơn ủy viên khác ở vấn đề nhân sự mà thôi. Nhưng khi phân công một cán bộ cấp bộ trưởng thì bình thường đều là do bộ chính trị hình thành nhất trí mới được. Điều chỉnh nhân sự lần này không bình thường, đầu tiên Triệu Quốc Đống vào danh sách đã có nhiều tranh luận. Theo Lăng Chính Dược thấy mặc dù Triệu Quốc Đống được lãnh đạo Trung ương tin tưởng nhưng muốn tới phía Nam thì hắn cho rằng Triệu Quốc Đống rất có thể tới Kiềm Nam, nếu nói như cao tầng coi trọng hơn thì tới tỉnh Tần làm chủ tịch tỉnh là lớn nhất. Nhưng tỉnh có kinh tế mạnh như An Nguyên thì Lăng Chính Dược cho rằng không thể, nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống đã quay về An Nguyên. Tại sao có thể như vậy? Triệu Quốc Đống tại sao sẽ quay về An Nguyên? Trung ương sao lại cân nhắc như vậy? Chư Hiền gọi điện thông báo với lý do đầy hợp tình hợp lý. Miêu Trấn Trung rất có thể sẽ đi sau đại hội đảng, nhân sự An Nguyên thay đổi quá lớn nên cần một đồng chí quen thuộc tình hình An Nguyên gánh vác trọng trách. Triệu Quốc Đống còn trẻ, kinh nghiệm công tác có thể còn thiếu, đề nghị Lăng Chính Dược cần phải giúp đỡ Triệu Quốc Đống nhiều hơn. Lăng Chính Dược không thể tin nổi. Theo hắn biết thì Triệu Quốc Đống nếu không tới Bộ Lâm Nghiệp thì nên tới Kiềm Nam. Chư Hiền mặc dù chủ trương Triệu Quốc Đống tới Bộ Lâm Nghiệp nhưng Lăng Chính Dược biết nhiều người không đồng ý với Chư Hiền. Không ít người cho rằng tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống thích hợp công tác ở địa phương hơn. Đến địa phương càng phát huy ưu thế của Triệu Quốc Đống hơn. Kể cả mấy người Tiền Việt cùng Ninh Pháp đều cho rằng Triệu Quốc Đống nên tới tỉnh có điều kiện kém đôi chút như ở Kiềm Nam làm chủ tịch tỉnh. Có thể do biểu hiện của mình ở An Nguyên trong năm qua không làm Trung ương hài lòng không? Lăng Chính Dược thầm hỏi đôi chút. Mình làm ở An Nguyên khá thuận tay, Trung ương cũng khá tín nhiệm mình. Trung ương về cơ bản đồng ý việc an bài nhân sự của Long Ứng Hoa, Tề Hoa và Trần Anh Lộc. Năm trước tốc độ phát triển của An Nguyên không quá chậm, về cơ bản duy trì ổn định, tổng thể mà nói tình hình coi như tốt đẹp. Hình như không phải vì nguyên nhân này, vậy vì nguyên nhân gì? Có một khả năng đó là Trung ương muốn bồi dưỡng cán bộ trẻ như Triệu Quốc Đống, Trung ương muốn đưa bọn họ tới vị trí quan trọng vừa là thêm trọng trách vừa là rèn luyện. Tên Triệu Quốc Đống này quá may mắn nhưng chỉ dùng may mắn để giải thích là quá trái lương tâm. Lăng Chính Dược còn không đến mức như vậy nhưng không thể không nói tên Triệu Quốc Đống này luôn vượt qua những bước rất quan trọng và khó khăn. Nhưng tại sao Triệu Quốc Đống lại tới An Nguyên? Mấy vị cán bộ khác hoặc là tới bộ hoặc là đến Kiềm Nam, Tây Hải, tỉnh Tần hoặc là Cam Lũng, các tỉnh có kinh tế kém phát triển hơn làm chủ tịch tỉnh. Chỉ riêng Triệu Quốc Đống đến An Nguyên là tỉnh có kinh tế mạnh. Thật sự là do năm qua cán bộ An Nguyên điều chỉnh quá lớn, cần một cán bộ quen thuộc tình hình An Nguyên, hay là vì biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng quá chói mắt nên Trung ương hy vọng hắn phát huy được tiếp. Lăng Chính Dược sợ rằng ở vế sau chiếm đa số, điều này làm cho hắn không thoải mái. Cục diện Ninh Lăng vẫn tốt nhưng 1-2 năm qua tốc độ tăng trưởng giảm nhanh, năm nay có lẽ chỉ khoảng trên dưới 20%, đương nhiên vẫn phát triển khá nhanh. Chẳng qua so sánh với Thông Thành, Đường Giang thì Ninh Lăng kém xa. Điều này làm Lăng Chính Dược có chút đắc ý. Hắn rất hy vọng Thông Thành cũng có thể phục chế ra một Ninh Lăng mới. Lăng Chính Dược cũng đánh giá Lô Vệ Hồng rất cao, mà biểu hiện của Lô Vệ Hồng không uổng kỳ vọng của hắn. Suy nghĩ loanh quanh một vòng, Lăng Chính Dược lại một lần nữa quay về trên người Triệu Quốc Đống. Không ngờ được, mình và hắn vẫn không thoát được liên hệ. 3 năm trước hắn còn dẫy dụa lên cấp phó tỉnh bây giờ đã lấy thân phận quyền chủ tịch tỉnh để quay lại. Trong đó có nhiều người giúp đỡ Triệu Quốc Đống, Qua Tính, đương nhiên còn có Ứng Đông Lưu, Ninh Pháp cùng Tô Giác Hoa. Hắn về An Nguyên, mình chỉ sợ phải đánh giá lại chiến lược mà mình đã đề ra, ở nhiều vấn đề cần phải có thái độ châm trước hơn nữa. Ôi, không thể nghi ngờ Triệu Quốc Đống về sẽ tạo ra điểm xấu cho cục diện đang tốt đẹp ở An Nguyên, không biết Trung ương cân nhắc sao về điểm này. Chẳng qua bây giờ oán giận cũng vô nghĩa, càng quan trọng hơn là phải bình tâm đối diện với tình hình trước mắt. Long Ứng Hoa biết được tin này cũng không thể tin nổi. Mãi tới khi từ văn phòng Lăng Chính Dược về văn phòng hắn, hắn vẫn chưa có phản ứng từ tin tức kia. Triệu Quốc Đống làm quyền chủ tịch tỉnh, sao lại như vậy, không phải nói hắn sẽ làm bộ trưởng bộ năng lượng sao? Từ miệng bí thư Lăng nói ra nhất định không thể sai sót. Hội nghị bộ chính trị mặc dù chưa kết thúc nhưng Long Ứng Hoa đoán có lẽ chuyện đã xác định nên bí thư Lăng mới có thể báo cho mình biết. Nhưng sao lại biến hóa lớn như vậy? Nghĩ tới trước đây Triệu Quốc Đống đánh bại mình để đoạt chức thường vụ tỉnh ủy An Nguyên, bây giờ hắn lại thành thủ trưởng của mình, Long Ứng Hoa không biết mình nên dùng tâm lý gì để đối mặt. Mặc dù đã chơi phải chịu, được làm vua thua làm giặc,
mình cũng không tính là thua, không tính là giặc, nhưng vận mệnh trêu ngươi, cứ kết hợp hai người lại với nhau. Cửa có tiếng động, Long Ứng Hoa không để ý lại vang lên, Long Ứng Hoa tức giận nói. Vào đi. Chủ tịch Long, thị trưởng Hạ tới. Thư ký cẩn thận quan sát vẻ mặt sếp, gõ cửa lần đầu sếp không để ý, nếu là người khác thì y dừng lại, nhưng thị trưởng Hạ là nhân viên cũ của sếp, quan hệ mật thiết nên y không thể không kiên trì gõ lần hai. Hạ Hồng là phó thị trưởng thường trực Vĩnh Lương, là nhân viên cũ của Long Ứng Hoa. Lúc Long Ứng Hoa làm bí thư thị ủy Vĩnh Lương, Hạ Hồng là thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy. Mặc dù Long Ứng Hoa lên trung ương, Hạ Hồng vẫn duy trì quan hệ với Long Ứng Hoa, bị cho là tuyệt đối trung thành với Long Ứng Hoa. Sau khi Long Ứng Hoa về An Nguyên, Hạ Hồng đầu năm được tuyển thành phó thị trưởng, làm phó thị trưởng thường trực Vĩnh Lương. Hạ Hồng coi như là ngôi sao mới nổi trên địa bàn Vĩnh Lương. Chủ tịch, tôi có việc gì không? Bí thư Đậu bỏ tôi hỏi ngài một chút, xem ngài có rảnh không? Hôm nay bí thư Đậu muốn mời ngài cùng cục trưởng viên cục bảo vệ môi trường ngồi một lát. Hạ Hồng khá tùy tiện trước mặt Long Ứng Hoa, nhưng y rất nhanh thấy vẻ mặt Long Ứng Hoa không quá tốt. Đậu tái viễn không biết gọi điện cho tôi sao? Tôi hôm nay không vui, hôm khác đi. Long Ứng Hoa liếc nhìn Hạ Hồng. Đậu tái viễn mới tới Vĩnh Lương chưa lâu, đang làm quen tình hình. Hạ Hồng và thị trưởng Lam Quang không quá hòa hợp nhưng quan hệ tốt với Đậu tái viễn. Sao vậy chủ tịch, sáng họp tôi thấy tâm trạng của ngài rất tốt, có ai chọc ngài sao? Long Ứng Hoa lúc làm bí thư thị ủy Vĩnh Lương, Hạ Hồng làm trưởng ban thư ký nên hai người có quan hệ mật thiết. Bây giờ Long Ứng Hoa về An Nguyên và theo sát Lăng Chính Dược, mà Hạ Hồng cũng đi theo Long Ứng Hoa tham gia mấy bữa tiệc có bí thư Lăng cho nên mơ hồ biết vài điều. Long Ứng Hoa thở dài một tiếng nói. Chủ tịch Tần lập tức sẽ đi, An Nguyên chúng ta sẽ đổi chủ tịch tỉnh. Ồ, đây không phải tin gì mới, tin Tần Hạo Nghiên phải đi truyền ra đã lâu nhưng ai tới vẫn không xác định, vẫn nói là bí thư thứ nhất trung ương đoàn xuống, cũng có nói là phó chủ tịch thường trực tỉnh thích tới, nhưng vẫn chưa xác định. Hạ Hồng nghe Long Ứng Hoa nói như vậy, lại nhìn vẻ mặt của Long Ứng Hoa thì y biết chỉ sợ vị chủ tịch tỉnh mới kia không làm người ta vui vẻ. Ai vậy chủ tịch? Hắc hắc, một người sợ là không ai nghĩ ra được. Long Ứng Hoa lạnh nhạt nói. Hạ Hồng suy nghĩ thật nhanh, y lúc trước từ Long Ứng Hoa nghe vài thứ, giờ nghe Long Ứng Hoa nói như vậy, trong đầu hắn xuất hiện một cái tên. Triệu Quốc Đống. Quyển 19, chương 32. Tương Uẩn Hoa chú ý Dương Kính Quang ngồi cạnh mình nghe điện mà ánh mắt khá giật mình và phức tạp, thất thần trong vài giây, rồi lại như vui mừng hoặc là cười tự giễu. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Dương Kính Quang đã khôi phục bình thường. Cuộc tạo đàm xây dựng hệ thống tín dụng toàn tỉnh được tổ chức ở khách sạn Phỉ Thúy, hội nghị do thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Dương Kính Quang chủ trì. Phó bí thư tỉnh ủy Miêu Trấn Trung, phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Tần Kiên, phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, Tương Uẩn Hoa cùng với các người phụ trách các đơn vị tài chính, bảo hiểm, chứng khoán ở An Đô cùng với một bộ phận lãnh đạo các thị xã phụ trách tài chính tham gia hội nghị lần này. Tương Uẩn Hoa đã từ chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phó chủ tịch tỉnh chuyên chức của hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh. Y phụ trách mảng tài chính nên hội nghị lần này do Tương Uẩn Hoa tham gia. Giám đốc chi nhánh ngân hàng nhân dân An Đô đang lên tiếng, Tương Uẩn Hoa ngồi cạnh Dương Kính Quang. Tương Uẩn Hoa thấy Dương Kính Quang nghe điện xong hình như có nhiều cảm xúc, tay không ngừng xoay bút giống như trong lòng không yên vậy. Dương Kính Quang cũng cảm nhận được ánh mắt của Tương Uẩn Hoa ngồi bên. 3 phút trước y nhận được tin tức mới nhất, hội nghị bộ chính trị chiều nay đã quyết định Triệu Quốc Đống làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh An Nguyên. Tin này làm cho Dương Kính Quang có chút chấn động. Dương Kính Quang nghe xong không biết cảm xúc của mình là như thế nào, không thuần túy là cao hứng vui sướng, cũng không phải là bất mãn, không phải phẫn nộ hoặc là mất mát. Nói như thế nào nhỉ, cẩn thận suy nghĩ thì có chút cực kỳ hâm mộ ghen ghét, càng nhiều là than thở. Chẳng qua thực tế mà nói Triệu Quốc Đống quay về An Nguyên thì đối với mình là phó chủ tịch thường trực tỉnh không biết là phúc hay họa. Lăng Chính Dược không thích mình mấy, mình từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy sang làm phó chủ tịch thường trực tỉnh có lẽ Lăng Chính Dược cũng có thái độ lạnh nhạt, vừa hy vọng mình có thể đi ra để hắn bố trí người thích hợp, mặt khác cũng có chút cảnh giác khi mình tới vị trí hiện nay. Một năm qua Tần Hạo Nghiên gần như bỏ mặc công việc, có lẽ đối phương biết mình sẽ đi, không hy vọng có nhiều căng thẳng với Lăng Chính Dược. Nhưng buông tay như vậy làm cho Dương Kính Quang là phó chủ tịch thường trực khá chật vật. Rất nhiều công việc Tần Hạo Nghiên bây giờ cũng không tỏ rõ thái độ, hoặc phê chuyển sang cho mình, làm mình tự quyết định.
Nhưng nhiều công việc nếu kết quả không làm tỉnh ủy hợp ý thì cũng đều do mình trực tiếp sang tỉnh ủy phối hợp giao tiếp, áp lực công việc của Dương Kính Quang là cực lớn. Lăng Chính Dược còn hàm xúc một chút nhưng Miêu Trấn Trung không e ngại nhiều, y có gì nói đó làm Dương Kính Quang rất khó xử. Chính xác mà nói trong thời gian này bên ủy ban tỉnh có cảm giác như không có người cầm đầu, tay bên tỉnh ủy lại thò sang khá dài. Rất nhiều công việc vốn là của ủy ban nhưng tỉnh ủy lại chỉ trỏ. Hơn nữa Long Ứng Hoa cũng đi lại gần với tỉnh ủy, có thể nói Dương Kính Quang như lấy trứng chọi đá. Tần Hạo Nghiên phải đi đã sớm được xác định, hầu hết mọi người ở tỉnh đều biết, ngay cả Tần Hạo Nghiên có đôi không không giấu điểm này. Nhưng ai tới kế nhiệm vẫn còn là ẩn số, có nhiều lời đồn đại, ứng viên ẩn giấu không ngừng hoạt động và có không dưới 5 người. Nhưng có một điểm mọi người rõ đó là chủ tịch tỉnh mới sẽ từ ngoài tới. Triệu Quốc Đống vào danh sách lên cấp bộ trưởng cũng làm Dương Kính Quang rất hâm mộ. Lúc y gọi điện nói chuyện với Ứng Đông Lưu cũng nói đùa muốn Triệu Quốc Đống sang Tân Môn mời khách trước sau đó về An Nguyên mời khách, cuối cùng lên Bắc Kinh mời khách. Nhưng Ứng Đông Lưu hay là Dương Kính Quang cũng thật không ngờ kết quả cuối cùng Triệu Quốc Đống lại về An Nguyên. Khó khăn của việc này lớn hơn rất nhiều so với năm đó Triệu Quốc Đống từ Bộ Năng lượng quay về Ninh Lăng. Nhưng chuyện không ai nghĩ là thật lại biến thành sự thật, Triệu Quốc Đống cứ như vậy nghênh ngang về An Nguyên. Tương Uẩn Hoa ở bên có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, Dương Kính Quang biết việc này. Mà tin Triệu Quốc Đống về An Nguyên cũng không giấu được bao lâu, có lẽ trong đêm nay người có tin tức linh thông nhất định sẽ biết. Cho nên Dương Kính Quang trầm ngâm một chút rồi nhỏ giọng nói. Chủ tịch Tương, nói cho anh một tin tốt. Ồ, tin gì tốt? Tương Uẩn Hoa có chút khó hiểu, Dương Kính Quang và y không có bao quan hệ. Nhưng Tương Uẩn Hoa biết Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang này có quan hệ rất tốt. Chẳng qua tin tốt trong mắt Dương Kính Quang là gì, chẳng lẽ nói Triệu Quốc Đống đi tới vị trí tốt sao? Tương Uẩn Hoa cũng không ngờ tới Triệu Quốc Đống sẽ về An Nguyên. Tin rất tốt, do về An Nguyên làm chủ tịch tỉnh. Dương Kính Quang rất tự nhiên nói. Vừa có quyết định vào chiều nay. Hả, thật sao? Tương Uẩn Hoa vui mừng nói. Tin tức là chính xác sao chủ tịch Dương? Sao không giống lời đồn vậy? Chính xác hay không thì tối nay sẽ rõ. Chắc không sai được, chuyện này anh nói sẽ có người nghe lầm sao? Dương Kính Quang trêu chọc. Hay là anh hỏi Quốc Đống một câu, chẳng qua không chừng cậu ta bây giờ cũng không dám chắc như chúng ta. Tương Uẩn Hoa bình tĩnh lại, Dương Kính Quang nói không sai, chuyện này do hội nghị bộ chính trị quyết định, có lẽ mọi người biết tin đều là lén truyền ra. Mặc dù không nói là tuyệt mật nhưng dù sao chưa chính thức thông qua con đường hành chính, mặc dù biết đây là chắc chắn nhưng chưa có tin tức chính thức thì cũng còn nhiều ẩn số. Ha ha, nếu là thật thì đây là chuyện đáng mừng. An Nguyên chúng ta cũng cần một người giỏi sáng tạo để triển khai công việc. Tính đi tính lại thì Quy Hô là thích hợp nhất. Nhất là hai năm qua An Nguyên chúng ta biến động quá lớn, Trung ương chọn một người quen tình hình An Nguyên thì có thể nói là lựa chọn anh minh. Dương Kính Quang không nhịn được sự vui mừng trong lòng, mặc dù y đã làm tới cuối trên con đường làm quan nhưng có thể thấy nhân viên cũ của mình đạt đến bước này thì sao có thể không vui được. Ừ. Thật hy vọng Quốc Đống có thể sớm về một chút. Trong thời gian này tôi đúng là quá mệt mỏi, cậu ta về tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dương Kính Quang cười nói. Chủ tịch Dương, Triệu Quốc Đống mặc dù rất có nhiệt tình nhưng là kinh nghiệm còn thiếu nhiều, không có anh giúp đỡ thì tôi thấy cậu ta không dễ làm được gì. Còn phải nhờ mấy người các anh hò hét giúp cậu ta. Tương Uẩn Hoa cũng hiểu được có chút khác thường. Dù sao Dương Kính Quang vốn coi như là lãnh đạo của Triệu Quốc Đống. Bây giờ thoáng cái đổi lại, tâm lý này phải điều chỉnh lại, cũng muốn một ít thời gian và quá trình. Chỉ mong Dương Kính Quang có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Dương Kính Quang cũng cảm nhận được ý trong mắt Tương Uẩn Hoa, y cười nói. Chủ tịch Tương, bây giờ chúng ta còn có thể gọi một tiếng Quốc Đống, mấy ngày nữa khi Quốc Đống chính thức nhận chức thì phải đổi giọng, ít nhất phải thêm hai chữ chủ tịch trước Quốc Đống. Mắt Tương Uẩn Hoa sáng lên, Dương Kính Quang đang cho thấy thái độ, chuyện trước kia là trước đây. Bây giờ là bây giờ. Tần Hạo Nghiên dựa lưng vào ghế yên tĩnh ngồi đó. Y mở mắt nhìn quanh, tất cả vừa quen vừa lạ. Mình ở đây mấy năm thậm chí trong không khí còn có mùi quen thuộc nhưng đã đến lúc mình đi. Bắt đầu từ năm trước Tần Hạo Nghiên đã thả lỏng mình, luôn thấy mệt mỏi, uể oải. Đây không hoàn toàn là vì áp lực của Lăng Chính Dược gây ra, mà là ở mãi một nơi nên thấy mệt nhọc. Mình từ lúc công tác vẫn ở An Nguyên, chưa từng rời khỏi An Nguyên. Thậm chí chưa có cơ hội quá độ chút nào ở cấp bộ. Tần Hạo Nghiên đứng lên đi tới trước cửa sổ nhìn người ra vào bên kia đường.
ai cũng bận rộn, chỉ có một mình y là thấy vừa thoải mái vừa tịch mịch. Có lẽ bọn họ cũng biết được tin, bây giờ mọi người đang chú ý tới người thay thế mình rồi sẽ trở thành quá khứ. Triệu Quốc Đống đúng là một nhân vật, không biết lúc này Lăng Chính Dược nghĩ như thế nào, là ảo não hay mong chờ. Tần Hạo Nghiên nở nụ cười, mình rời khỏi An Nguyên mới có thể nghênh đón cục diện càng náo nhiệt hơn. Quyển 19, chương 33. Tin Triệu Quốc Đống về An Nguyên chỉ trong vòng vài tiếng sau khi hội nghị bộ chính trị kết thúc đã truyền khắp An Nguyên. Đây như tia chớp giữa trời quang quanh quẩn trên bầu trời làm cả An Nguyên dậy sóng. Nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì hắn nhận được tin còn muộn hơn cả bên ngoài. Tới An Nguyên, tin này truyền tới làm Triệu Quốc Đống ngây ngất, không phải nói có thể muốn tới Kiềm Nam sao. Thậm chí ngay cả Liễu Đạo Nguyên buổi trưa còn gọi tới chúc mừng nói lần này hai người có thể cùng một chỗ làm lên sự nghiệp. Đương nhiên đây chỉ là thời gian mang tính quá độ, Liễu Đạo Nguyên cũng phải rời khỏi Kiềm Nam, chẳng qua đây là chuyện sau đại hội đảng, cụ thể tới vị trí gì thì còn chưa rõ. Nghe nói có thể làm bí thư tỉnh ủy một tỉnh Duyên Hải, khả năng Liêu Đông và Ký Trung là khá lớn, nhưng bây giờ nói chuyện này vẫn còn sớm. Chính mình nếu thật sự tới Kiềm Nam cũng có hơn nửa năm cộng tác với Liễu Đạo Nguyên, coi như giúp mình đứng vững ở Kiềm Nam. Triệu Quốc Đống thậm chí cũng nghĩ nếu mình thật sự tới Kiềm Nam thì nên quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Kiềm Nam như thế nào. Mặc dù chỉ là bộ khung nhưng Triệu Quốc Đống cũng hy vọng mình có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái, như vậy cũng có thể nhanh chóng dung nhập vào công việc của Kiềm Nam. Nhưng vận mệnh trêu ngươi, khi hắn nghĩ mình sẽ tới Kiềm Nam thì cuối cùng lại là An Nguyên. Về An Nguyên, Triệu Quốc Đống cũng không biết đây là họa hay phúc. Về An Nguyên thoạt nhìn thì đẹp. So sánh với An Nguyên thì Kiềm Nam kém cả về trụ cột kinh tế, sự nghiệp xã hội, nhưng đây không hẳn đã là việc tốt. Ninh Lăng có trụ cột kém nhưng mình lại sáng tạo thành tích huy hoàng ở đó. Trụ cột cao cũng có nghĩa mình cần phải có quy hoạch càng khoa học hợp lý, sáng tạo hơn thì mới có thể có thu hoạch, đối diện áp lực công việc cũng lớn hơn. Muốn lập tức tạo được thành tích là không thực tế, mà càng làm Triệu Quốc Đống thấy áp lực chính là cục diện chính trị của An Nguyên. Triệu Quốc Đống không cho rằng mình là cán bộ trưởng thành từ An Nguyên, giờ về An Nguyên là có ưu thế trời ban. Lăng Chính Dược đến An Nguyên hơn năm, y đã thành công điều chỉnh cơ cấu chính trị của An Nguyên, vững vàng khống chế thế cục. Chính xác mà nói Tần Hạo Nghiên biểu hiện thoáng đạt trong năm qua không vì biết mình phải đi, mà là thấy thế lực yếu. Lăng Chính Dược từ ban tổ chức cán bộ trung ương đi ra nên vận dụng quyền lực rất thành thạo, người bình thường không thể so sánh. Hơn nữa bí thư tỉnh ủy cũng có ưu thế. Tần Hạo Nghiên suy nghĩ cho ngày sau nên quyết định nhường một bước, đây là hành vi rất sáng suốt. Vậy còn mình có thể lấy lui làm tiến như Tần Hạo Nghiên không? Không. Phương pháp thích hợp với Tần Hạo Nghiên nhưng mình không thể. Mình nếu chọn cách giống Tần Hạo Nghiên đó chính là bị đẩy ra bờ, không phù hợp tính cách của mình xuống địa phương cũng vô nghĩa. Mình xuống địa phương chính là làm ra sự nghiệp, dù là ở đâu, dù đối mặt khó khăn gì thì vẫn cần cố gắng. Triệu Quốc Đống không nhịn được hút một hơi điều chỉnh tâm trạng của mình. Mặc dù tin này mới lén truyền ra nhưng hội nghị bộ chính trị thông qua thì về cơ bản đã là quyết định. Bây giờ chẳng qua chỉ chờ một vài bộ ngành họp xong là mình sẽ nhận chức. Cũng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà thôi, vận mệnh của nhiều người sẽ thay đổi. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ tin truyền ra nhanh đến thế. Mình nhận được tin chưa đầy tiếng thì đã có người gọi điện tới chúc mừng. Người gọi tới đầu tiên là Trương Hoành Vĩ. Chỉ là bây giờ mình mới xác định hướng đi, còn xa mới nói tới cái khác. Chẳng qua Trương Hoành Vĩ coi như là người duy nhất mà mình có thể trao đổi thoải mái ở ủy ban ngoài Âu Dương, Triệu Quốc Đống cũng không khách khí với hắn, chỉ nói đối phương không nên có suy nghĩ quá nhiều, mình sẽ để ở trong lòng, một khi điều kiện tới sẽ lập tức cân nhắc. Trương Hoành Vĩ muốn đi cùng mình tới An Nguyên, ý này đối phương sớm nói ra, cũng từng lén đề cập với mình. Triệu Quốc Đống cũng hiểu Trương Hoành Vĩ là người thích hợp. Y ở ủy ban nhiều năm, dù là về tầm mắt, đầu óc đều tốt. Hơn nữa càng khó được chính là nhiều quan điểm của Trương Hoành Vĩ khá giống mình, đối phương nhận xét vấn đề khá khách quan. Ở ủy ban kế hoạch phát triển rất nhiều người tài, ví dụ như Cục trưởng Cục Vận hành Kinh tế Khổng Tường Long đến bộ khác làm phó bộ trưởng cũng thừa sức, nhưng ở ủy ban kế hoạch phát triển thì anh phải nằm chờ cơ hội. Trương Hoành Vĩ muốn sớm nhảy khỏi ủy ban cũng là kế hoạch tốt. Ít nhất tới địa phương anh có thể thực hiện được gì đó, có cơ hội lên chức. Trương Hoành Vĩ cũng có con đường của mình, y cần chính là lời hứa của mình. Trương Hoành Vĩ ở ủy ban nhiều năm có thể đi tới cán bộ cấp cục trưởng thì không thể không có nguyên nhân. Triệu Quốc Đống chưa bao giờ nghe việc này nhưng Trương Hoành Vĩ nhất định có điểm tự tin.
thời gian ở ủy ban kế hoạch phát triển có một năm là quá ngắn, mặc dù Triệu Quốc Đống rất hy vọng mình sớm đi xuống một chút nhưng hắn cảm thấy nếu có thể ở ủy ban kế hoạch phát triển 2 năm thì sẽ có tác dụng lớn hơn nữa cho sự trưởng thành của mình. Làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển chưa chắc đã được như đứng đầu bộ khác nhưng ở góc độ nào đó mà nói thì học được nhiều hơn nhiều. Bây giờ nghĩ việc này đã không có tác dụng mấy, ở tình huống đã có quyết định, Triệu Quốc Đống biết mình bây giờ cân nhắc bàn giao công việc như thế nào. Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Liêu Đông điều tới ủy ban kế hoạch phát triển làm phó chủ nhiệm, đây có lẽ là thay thế mình. Đêm nay nhất định có nhiều người không thể ngủ nổi. Đại ca, không ngờ được Quốc Đống chỉ mất hơn 10 năm mà đi xong bậc thang mà chúng ta mất hơn 20 năm để đi. Anh nói có phải quá quỷ dị không? Em không biết nên hình dung ra sao về Quốc Đống nữa. Lưu Thác biết được tin Triệu Quốc Đống sẽ tới An Nguyên trước Lưu Nham một bước. Trong hội nghị Bộ Chính trị hôm nay tranh luận về hướng đi của Triệu Quốc Đống là tâm điểm lớn nhất, nó hơn xa so với bất cứ thảo luận nhân sự nào đã từng diễn ra ở hội nghị Bộ Chính trị, cũng làm vô số người thấy hứng thú. Một người như vậy sao đi được tới bước này? Các ủy viên Bộ Chính trị có lẽ mơ hồ biết được nhưng đối với các ủy viên Trung ương Đảng bình thường mà nói thì có vẻ quá xa lạ. Ngoài mấy nơi Triệu Quốc Đống từng công tác, ở các khu vực khác như Hoa Nam, Hoa Đông, Hoa Bắc, Đông Bắc đều không có ấn tượng mấy về Triệu Quốc Đống. Ít nhất ở Đông Bắc không bao người biết tới Triệu Quốc Đống, điểm này Lưu Thác biết rõ. Quốc Đống thành công đương nhiên là có lý. Tranh luận trong hội nghị Bộ Chính trị cũng là đại biểu cho một xu thế, Trung ương khi phân công cán bộ sẽ nghiêng về cán bộ trẻ, còn có một điểm chính là chú trọng năng lực sáng tạo. Cán bộ chỉ cầu ổn định càng lúc càng không thích ứng với xã hội, Trung ương cần cán bộ có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, năng lực ứng biến mạnh, dám làm. Cán bộ như vậy mới có thể chính xác nhất nắm bắt được dư luận, nhanh chóng đưa ra phản ứng. Điều này cũng phản ánh Trung ương rất chú trọng dân tình. Lưu Thác ở bên kia trầm ngâm một lúc rồi từ tốn nói. Mà những gì Triệu Quốc Đống làm mấy năm qua đã phù hợp với ý của Trung ương. Quyển 19, chương 34. Lưu Nham im lặng một lúc mới nói. Quốc Đống đúng là có sự nhạy cảm hơn người thường, năng lực nắm bắt vấn đề người bình thường cũng không thể so sánh. Nhưng cậu ta tới An Nguyên lần này chưa chắc đã là việc tốt. Chú lo gì? Lưu Thác hỏi. Còn có thể lo gì nữa chứ? Anh cũng từ ban tổ chức cán bộ Trung ương đi ra, Lăng Chính Dược là người như thế nào anh còn không biết sao? Quốc Đống lên chức thành thường vụ tỉnh ủy An Nguyên không phải bị hắn cản trở sao? Nếu không phải do ứng đông Lưu kiên quyết thì có lẽ đã có vấn đề. Có khúc mắc này chỉ sợ dù là Quốc Đống hay Lăng Chính Dược đều khó có thể giải, hoặc là nói trong lòng bọn họ dù muốn mở nút này nhưng mặt mũi ai muốn mất chứ? Lưu Nham lạnh nhạt nói. Sợ rằng không hoàn toàn là vì nguyên nhân này. Lăng Chính Dược mặc dù không rộng lượng nhưng cũng tuyệt đối không thể nói hẹp hòi. Có thể làm phó trưởng ban thường trực lâu như vậy thì không có lòng dạ sao được. Lưu Thác trầm ngâm nói. Quan trọng nhất là ý tưởng, quan điểm và tính cách của hai người này. Lăng Chính Dược vốn chủ yếu làm bên tổ chức, bên đảng, anh còn không rõ ý tưởng về công tác kinh tế của hắn. Nhưng theo tình hình một năm qua ở An Nguyên thì không thể không nói hắn không có ý tưởng. Vấn đề là ý nghĩ của Quốc Đống đã có chút biến hóa sau hơn năm làm việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Sau khi tới An Nguyên kiểu gì chẳng muốn làm sự nghiệp. Hai người này có thể hòa hợp hay không cũng khó nói. Ngoài ra tính cách cả hai đều cứng rắn, đây là mồi lửa ngầm, nếu có vấn đề không nhất trí thì dễ tạo thành xung đột. Quốc Đống mới xuống sợ là cần thời gian làm quen chứ. Lưu Nham có chút do dự. Khó nói. Dù Quốc Đống ẩn nhẫn nhưng bất mãn tích tụ trong lòng mà bộc phát ra thì càng hỏng hơn. Lưu Thác vô thức lắc đầu. Nếu là anh thì thể hiện ngay từ đâu còn hơn tích oán lâu ngày. Đây là kinh nghiệm làm chủ tịch tỉnh của anh. Lưu Nham cười hỏi lại một câu. Coi như vậy nhưng chưa chắc áp dụng được với mọi người. Cuối cùng phải xem chính Quốc Đống mà thôi, chuyện này không ai giúp được hắn. Lưu Thác thở dài một tiếng. Đi quá NSNS chưa chắc đã là việc tốt. Cũng may Quốc Đống từ An Nguyên đi ra nên đây vừa có lợi vừa hại, nhưng theo anh thấy lợi nhiều hơn hại, đi một bước xem một bước vậy. Triệu Quốc Đống nằm trên giường mãi không thể ngủ được. Lưu Nhược Đồng cũng không ngủ được. Triệu Quốc Đống đi về đâu luôn làm cô quan tâm. Năm qua khi Triệu Quốc Đống ở Bắc Kinh, thời gian cô ở nhà không nhiều lắm, khó khăn lắm mới xử lý xong mấy việc gấp định ổn định lại thì hắn đi. Đây có phải do duyên phận giữa mình và hắn có vấn đề không? Lưu Nhược Đồng thở dài một tiếng, từ sau lần đó tình cảm đôi bên tiến vào thời kỳ đông lạnh,
không phải thoáng cái rơi vào hầm băng mà là lạnh dần đi. Lưu Nhược Đồng từ không biết hai chữ hối hận đã dần hối hận không biết sao đêm đó mình lại nói một câu như vậy. Bao giờ anh chính thức xuống? Lưu Nhược Đồng khẽ nói. Có thể nhanh thôi, có lẽ là ngày kia, chậm nhất là tuần sau, không thể kéo quá dài. Chuyện Trung ương quyết định thường làm rất nhanh, không cho bên ngoài nhiều thời gian đồn đại, tránh tạo thành ảnh hưởng không cần thiết. Triệu Quốc Đống đưa tay ra sau đầu. Bây giờ không phải mọi người đều biết rồi sao? Triệu Quốc Đống cảm thấy câu hỏi của Lưu Nhược Đồng hơi lạ. Mọi người em nói là ở phạm vi gì? Nếu chỉ là người bị ảnh hưởng về lợi ích thì anh đoán có lẽ đã biết, ra khỏi phạm trù này thì chưa chắc. Chuyện không liên hệ với bọn họ thì bọn họ không chắc đã chú ý. Quốc Đống, đến An Nguyên có phải nằm ngoài dự đoán của anh không? Em cả thấy anh có chút hưng phấn, kích động lại có vẻ lo lắng bất an. Lưu Nhược Đồng bình tĩnh nói. An Nguyên thật sự tốt như vậy sao? Trung ương để anh tới An Nguyên là có mục đích gì? Sao Trung ương lại để anh tới An Nguyên mà không phải nơi khác? Một loạt câu hỏi của Lưu Nhược Đồng làm Triệu Quốc Đống run lên, tim hắn cũng chấn động. Nó làm hắn tỉnh táo hơn, hai mắt sáng hơn. An Nguyên tốt hay không phải xem từ góc độ nào. Theo anh thì An Nguyên có thực lực kinh tế thuộc nhóm đầu cả nước, dân số cũng thuộc nhóm đầu. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Trung ương căn cứ nguyên nhân gì thì anh không thể biết nhưng không nằm ngoài mấy nhân tố. Anh từ An Nguyên đi ra, quen thuộc tình hình An Nguyên. Bộ máy An Nguyên năm qua biến hóa quá lớn nên cần một cán bộ quen tình hình địa phương phụ trách, đây là thứ nhất. An Nguyên đang ở thời kỳ phát triển rất quan trọng, cần phải có đột phá, sáng tạo, đây là thứ hai. Lăng Chính Dược xuất thân bên tổ chức đảng, kinh nghiệm lão luyện, tính cách trầm ổn, còn anh nổi tiếng về làm kinh tế, tuổi còn trẻ có sự quyết đoán, sông sáo, Trung ương hy vọng anh và Lăng Chính Dược sẽ bù đắp cho nhau, đây là thứ ba. Đương nhiên cũng không nằm ngoài việc Trung ương đưa anh về An Nguyên để rèn luyện. Anh có mâu thuẫn với Lăng Chính Dược, hai bên hợp tác coi như là thử thách với anh. Lưu Nhược Đồng không nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ phân tích được như vậy, về cơ bản bao gồm tất cả khả năng. Từ giọng của hắn thì cũng cho thấy hắn sớm chuẩn bị tư tưởng. Quốc Đống, anh cảm thấy anh có thể nhanh chóng mở ra cục diện không? Lưu Nhược Đồng suy nghĩ một chút rồi quyết định nhắc hắn. Anh đã cân nhắc những vấn đề khó khăn mà anh sẽ gặp phải chưa? Triệu Quốc Đống vui vẻ, Lưu Nhược Đồng có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy. Chẳng lẽ nói anh lại nhăn nhó mặt mày là thay đổi tất cả sao? Anh chẳng lẽ không có chuẩn bị gì sao? Lưu Nhược Đồng cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải người hành động thiếu lý trí. Chuẩn bị, ồ, chiều nay vừa biết tin, em bảo anh chuẩn bị như thế nào? Chuẩn bị gì? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Suy nghĩ nhất định là có nhưng dù sao anh cũng rời khỏi An Nguyên 2 năm, hơn nữa chức thường vụ tỉnh ủy trước đây chỉ là cho có, phạm vi công tác của anh chỉ ở Ninh Lăng. Nhưng lần này lại khác, ta cảm giác được áp lực rất lớn, nhưng dù lớn đến đâu anh cũng phải chống lại. Đây mới là Triệu Quốc Đống, Lưu Nhược Đồng ngược lại yên tâm hơn đôi chút. Cô hy vọng có thể thấy Triệu Quốc Đống chính thức mà không phải là một quan chức không ngừng thay đổi bộ mặt. 14 thành phố, thị xã của An Nguyên anh thực ra chỉ miễn cưỡng tính là công tác ở Ninh Lăng và Hoài Khánh, mà căn cơ ở Hoài Khánh của anh không sâu, thậm chí có thể nói là chạy thoáng qua mà thôi. Mà người khiến anh thua cuộc rời khỏi Hoài Khánh bây giờ là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Ngoài ra còn có một đối thủ thua anh khi tranh chức thường vụ tỉnh ủy giờ lại là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh. Mà Lăng Chính Dược lại làm bí thư tỉnh ủy, em nói cục diện sẽ như thế nào? Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phải cười khổ một tiếng vì câu nói của mình. Đây còn chưa tính Miêu Trấn Trung, Tề Hoa cùng với Quan Kinh Sơn, Tào Ninh đều có quan hệ không quá tốt với hắn. Tình huống xấu như vậy sao? Trung ương chẳng lẽ chưa tính tới việc này? Lưu Nhược Đồng lại lo lắng. Cô không ngờ Triệu Quốc Đống lại có nhiều đối thủ như vậy ở An Nguyên. Trung ương đương nhiên cân nhắc điểm này, ưu thế lớn nhất chính là Lăng Chính Dược cũng hy vọng làm ra thành tích ở An Nguyên, mặc dù mục tiêu cụ thể có thể anh và Lăng Chính Dược không nhất trí, nhưng cả hai đều muốn làm việc thật. Có điểm này làm cơ sở khiến hai người ít nhất phải duy trì sự hài hòa ngoài mặt. Đây là điểm có lợi nhất đối với anh. Triệu Quốc Đống hơi chỉnh vị trí cho mình nằm thoải mái nhất. Ngoài ra Dương Kính Quang là phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng là hỗ trợ lớn nhất với anh. Trưởng ban tuyên giáo Hắc Mộng Hiệp cùng phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương cũng có quan hệ khá tốt với anh nghĩ bọn họ cũng có thể giúp anh không ít. Tình hình cũng không quá xấu như em nghĩ đâu. Nhưng em cảm thấy trong thời gian tới anh sẽ rất bị động. Lưu Nhược Đồng khẽ hít sâu một hơi,
cô cảm thấy trong lòng Triệu Quốc Đống là trái tim không chịu tịch mịch, hắn muốn cuộc sống có nhiều khiêu chiến. Bị động và chủ động cho đến bây giờ đều là luân phiên thay đổi, cũng là quá trình làm người ta mong chờ và hưởng thụ sao. Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt cười nói. Quyển 19, chương 35. Tăng Quyền Quân đứng trước cửa sổ thấy xe Audi của Triệu Quốc Đống tiến vào sân. Y nhìn đồng hồ rồi bảo thư ký đi mời Triệu Quốc Đống tới văn phòng mình. Thư ký có chút kinh ngạc, trước đây đều là gọi điện thoại tới, nhưng lần này sao xếp lại đổi khác. Hắn đương nhiên không dám hỏi nhiều, vội vàng đi ra. Ý kiến của Hội nghị Bộ Chính trị, Chư Hiền đã truyền đạt lại tới cho Tăng Quyền Quân. Làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Triệu Quốc Đống là phó chủ nhiệm nên Tăng Quyền Quân đương nhiên có tư cách biết đến đầu tiên. Việc Triệu Quốc Đống làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh An Nguyên làm Tăng Quyền Quân phải than thở. Hố khổng lồ người khác cả đời có lẽ không thể vượt qua nhưng Triệu Quốc Đống chỉ mất 3 năm đã qua, đây là chênh lệch. Triệu Quốc Đống đã không phải Triệu Quốc Đống ngày xưa, đã là con rồng bay lên trời, nhảy ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Tăng Quyền Quân có đôi khi không nhịn được lo lắng thay cho Lăng Chính Dược. Tăng Quyền Quân đương nhiên biết bản lĩnh của Lăng Chính Dược. Nhưng Tăng Quyền Quân vẫn cảm thấy lo lắng, xê hẳng lẽ Triệu Quốc Đống về An Nguyên còn có thể đè ép Lăng Chính Dược sao? Nghe thì hoang đường nhưng Tăng Quyền Quân đúng là có trực giác này. Triệu Quốc Đống nếu là một người nếu như hòa hợp thì nhiều vấn đề không phải không có cửa thương lược, nhưng nếu như thích cứng rắn thì chỉ sợ không dễ ăn. Triệu Quốc Đống không phải người dễ dàng bị áp chế. Điều này cũng có nghĩa lực phản kích là rất lớn. An Nguyên nếu muốn xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương thì có lẽ không ai muốn thấy. Hai lãnh đạo chủ yếu mới điều chỉnh không lâu. Triệu Quốc Đống tuy không phải được tốt thì chỉ sợ khả năng khống chế chính trị của Lăng Chính Dược cũng bị nghi ngờ. Tăng Quyền Quân tin Lăng Chính Dược cũng hiểu điều này cho nên hóa giải vấn đề như thế nào là điều Lăng Chính Dược cần suy nghĩ. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh vào trụ sở, hầu hết mọi người ở trụ sở này còn chưa biết kết quả hội nghị Bộ Chính trị hôm qua. Bọn họ thấy Triệu Quốc Đống đều gật đầu chào như trước, cũng không có gì khác lạ. Triệu Quốc Đống cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Văn phòng vẫn như bình thường. Âu Dương Cẩm Hoa đi pha loại trà Triệu Quốc Đống thích nhất, trà Trúc Diệp Thanh. Mặc dù có đôi khi hắn thay đổi khẩu vị uống Phổ Nhị hoặc Bích Phụ Sơn nhưng bình thường hắn thích uống trà xanh, Trúc Diệp Thanh, Bích Loa Xuân. Có lẽ lát nữa Tăng Quyền Quân sẽ gọi mình tới để nói chuyện. Tối qua Tăng Quyền Quân không gọi điện cho mình cũng có nghĩa sáng nay sẽ có cuộc nói chuyện chính thức. Là lãnh đạo trực tiếp của mình bây giờ, Tăng Quyền Quân có quyền lợi biết tin trước, hơn nữa đây không phải điều bí mật gì cả. Mình cũng nên nói chuyện với Âu Dương Cẩm Hoa. Triệu Quốc Đống cũng không xác định được ý nghĩ của Âu Dương Cẩm Hoa, nhưng hắn hy vọng Âu Dương Cẩm Hoa có thể cùng mình tới An Nguyên. Làm việc chung trong một năm, Triệu Quốc Đống đã thích thư ký này. Dù là về công việc hay cuộc sống thì Âu Dương Cẩm Hoa đều làm hắn hài lòng, nhất là Âu Dương Cẩm Hoa nắm được quan điểm tâm tư của mình trong công việc, đây là điều hiếm có. Âu Dương, ngồi đi. Triệu Quốc Đống gọi Âu Dương Cẩm Hoa vào. Âu Dương Cẩm Hoa có chút kinh ngạc, bình thường bây giờ sếp đều xử lý văn bản và không thích người quấy rầy, sao hôm nay khác vậy? Chẳng lẽ sếp thật sự sẽ đi? Làm thư ký của Triệu Quốc Đống, Âu Dương Cẩm Hoa đương nhiên nghe được đủ loại tin đồn. Ví dụ như có tin sếp sẽ sang Bộ Lâm nghiệp làm bộ trưởng, cũng có nói sếp sẽ tới Kiềm Nam làm chủ tịch tỉnh. Các tin đó không ngừng chui vào tai Âu Dương Cẩm Hoa, nhưng y có thể khẳng định sếp sẽ lên chức. Triệu Quốc Đống có thể lên chức đương nhiên là việc tốt. Vấn đề là Âu Dương Cẩm Hoa gặp khó khăn. Nếu Triệu Quốc Đống sang Bộ Lâm nghiệp làm bộ trưởng thì không vấn đề gì, dù sao vẫn ở Bắc Kinh, không ảnh hưởng mấy với mình, đi theo sếp là được. Nhưng sếp tới Kiềm Nam thì sao? Giống như mình không cần suy nghĩ vấn đề này, làm thư ký tự nhiên sếp đi đâu, thư ký theo đó, chỉ cần sếp không có an bài đặc biệt thì tự nhiên sẽ làm theo ý sếp. Chẳng qua Âu Dương Cẩm Hoa có cảm giác nếu sếp thật sự ra khỏi Bắc Kinh sợ là sẽ hỏi ý của mình. Mình thì không sao cả nhưng Quách Hiểu thì sao? Quách Hiểu khác mình, cô là người bao giờ, cô nhất định không muốn rời khỏi Bắc Kinh tới bất cứ đâu, dù là Thượng Hải cũng không muốn. Âu Dương Cẩm Hoa còn đang suy nghĩ sang năm sẽ kết hôn với Quách Hiểu nhưng bây giờ lại gặp việc này. Sếp nếu đến Kiềm Nam thì nhất định không phải chuyện 2-3 năm, không chừng là 10 năm, 8 năm. Lúc này sếp mới là quyền chủ tịch tỉnh, sau khi được bầu ít nhất phải làm một khóa, sau đó theo thông lệ kế nhiệm chức bí thư. Vậy là hết hai khóa. Mình đương nhiên không thể vẫn đi theo làm thư ký cho sếp, nhưng sếp tới Kiềm Nam, mình đâu thể ở lại Bắc Kinh, nhất định là đi theo sếp đến Kiềm Nam.
vậy mình khổ sở bao lâu như vậy mới có thể vào Bắc Kinh rồi cứ thế đi hay sao? Quách Hiểu có thể tiếp tục duy trì tình cảm với mình không? Hai hôm nay Âu Dương Cẩm Hoa vẫn suy nghĩ việc này, nhưng chuyện này hắn không dám hỏi sếp, không dám nói với Quách Hiểu, nhất là chuyện mới là tin đồn, chưa có kết quả cuối cùng. Làm thư ký thì biết giữ mồm là yêu cầu tối thiểu. Cho nên khi đồng nghiệp ở văn phòng nói đùa vài câu, Âu Dương Cẩm Hoa cũng chỉ có thể cười cười lắc đầu tỏ vẻ không biết gì cả. Triệu Quốc Đống thấy Âu Dương Cẩm Hoa khá câu nệ ngồi xuống, còn khẩn trương hơn trước vài phần. Hắn cười thầm trong lòng, có lẽ đối phương cũng là nghe được một vài tin đồn về mình, chẳng qua làm thư ký của mình, Âu Dương Cẩm Hoa chưa từng đề cập việc này với mình, Triệu Quốc Đống rất hài lòng với việc này. Âu Dương, có phải là đoán được chuyện tôi muốn nói với cậu không? Triệu Quốc Đống cười nói. Âu Dương Cẩm Hoa giật mình, xem ra sếp thật sự sẽ đi, mà nhìn bộ dạng không phải là tới bộ lâm nghiệp. Chủ nhiệm, trong thời gian này tôi nghe được không ít lời đồn đều liên quan tới ngài, nhưng tôi không tiện hỏi nhiều. Âu Dương Cẩm Hoa nở nụ cười nhưng y thấy mặt mình rất cứng. Ồ, sao tôi không biết nhỉ? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng ở ủy ban người suy đoán hướng đi của mình chỉ là cán bộ lãnh đạo, bên dưới phải mơ hồ mới đúng. Ngài bình thường đâu chú ý mấy tới nhân viên bên dưới thảo luận. Bọn họ thảo luận đều là lén trao đổi mà thôi. Ồ, vậy bọn họ cảm thấy tôi có thể đi đâu? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Hắn đang cân nhắc nói chuyện với Âu Dương Cẩm Hoa như thế nào. Hắn cũng biết Âu Dương Cẩm Hoa và Quách Hiểu có tình cảm tốt, Quách Hiểu gốc Bắc Kinh, Quách Hiểu có thể đồng ý để Âu Dương Cẩm Hoa cùng mình tới An Nguyên không? Có người nói ngài tới bộ lâm nghiệp, có người nói ngài đến Kiềm Nam. Âu Dương Cẩm Hoa dừng một chút. Chủ nhiệm, ngài có phải tới Kiềm Nam không? Ồ, sao hỏi như vậy? Cậu sao biết tôi không phải đến bộ lâm nghiệp? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Ngài chính thức nói chuyện với tôi như thế nào thì hơn phân nửa không phải tới bộ lâm nghiệp, nếu không ngài chỉ cần nói với tôi một tiếng là được, tôi đương nhiên sẽ đi theo ngài. Chỉ khi ngài rời khỏi Bắc Kinh, lại nghĩ tới chuyện của tôi và Quách Hiểu nên ngài mới gọi tôi vào như thế nào? Âu Dương Cẩm Hoa thật thà nói. Ồ, tôi chính là muốn nói chuyện này với cậu, cậu đoán không sai, tôi sẽ rời khỏi Bắc Kinh nhưng không phải là Kiềm Nam mà là đến An Nguyên. Cho nên tôi muốn hỏi ý cậu. Cậu có muốn theo tôi tới Kiềm Nam không? Triệu Quốc Đống trực tiếp nói. Đến An Nguyên tiếp tục làm thư ký cho tôi. Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ bố trí cho cậu. Cậu cứ suy nghĩ, chẳng qua tôi hy vọng cậu có thể cùng tôi tới An Nguyên. Quyển 19, chương 36. Âu Dương Cẩm Hoa cũng không biết mình ra khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống như thế nào. Về tới phòng mình y phải uống hai cốc nước to vào bụng mới làm tâm trạng mình dần bình tĩnh lại. Mình có phải là quá xúc động không? Âu Dương Cẩm Hoa thầm hỏi mình nhưng rất nhanh hắn đã bác bỏ câu trả lời này. Không có mấy câu nói của sếp, hắn cũng sẽ chọn tới An Nguyên. Chẳng qua sếp nói vài câu khích lệ khiến nhiệt huyết trong lòng hắn trào lên. Y vỗ ngực quyết định đi xuống, nhưng bây giờ hắn cần đối mặt với Quách Hiểu, đối mặt với người nhà Quách Hiểu. Nhà Quách Hiểu chỉ có mình cô, sao có thể chấp nhận một con rể ở tỉnh ngoài. Khi Âu Dương Cẩm Hoa cẩn thận gọi điện báo qua tình hình với Quách Hiểu, bên kia lập tức nói một tràng dài. Một lúc lâu sau Âu Dương Cẩm Hoa mới thử dò xét hỏi. Em, ý của em là ủng hộ anh tới An Nguyên. Nói linh tinh, cơ hội tốt như vậy người khác cướp còn không được, sếp có thể nói như vậy nhất định là để mắt tới anh còn không biết mà thể hiện quyết tâm, thể hiện lòng trung thành ư. Quách Hiểu ở bên kia nói rất thanh thúy. Anh ở ủy ban kế hoạch phát triển làm gì, sếp anh không phải nói rồi sao? Nam Nhi chí tại bốn phương. Anh muốn làm sự nghiệp thì không bằng nhân lúc này đi xuống, chẳng lẽ còn định đợi tới năm 40 tuổi mới xuống ư? Nhưng mà lần này anh đi sợ mất vài năm, nhà em. Âu Dương Cẩm Hoa yên tâm không ít nhưng vẫn phải nói thêm. Bố mẹ em không vui thì sao chứ? Em tìm chồng đâu phải là bọn họ tìm chồng. Bọn họ có thể quản chúng ta cả đời sao? Anh không cần suy nghĩ việc nhà em sẽ nói rõ với bố mẹ. Sếp bảo anh đi, anh phải đi. Về phần việc hai chúng ta thì hoãn lại một chút cũng không sao, cùng lắm thì em sang An Nguyên cùng anh. Quách Hiểu nói làm Âu Dương Cẩm Hoa nóng mặt, ngay cả Quách Hiểu cũng nhìn vấn đề xa như vậy, thế mà mình còn mãi suy nghĩ về chuyện tình cảm, lo Quách Hiểu sẽ phản đối. Cũng may lúc trước mình đã tỏ thái độ, nếu mình do dự không quyết đoán không chừng sếp sẽ có đánh giá khác về mình. Quốc Đống, ngồi đi. Tăng Quyền Quân tươi cười thấy Triệu Quốc Đống vào liền ra đón, bắt tay rồi chân thành nói. Chúc mừng,
tôi sớm đoán lão đệ là nhân tài, nước ở ủy ban kế hoạch phát triển quá nông không thể chứa được con rồng này, quả nhiên là vậy. Lời nói có ý trêu chọc của Tằng Quyền Quân làm Triệu Quốc Đống nóng mặt. Tằng Quyền Quân là người như thế nào? Mặc dù hắn không chủ chính một địa phương nhưng cũng từng làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tô nhiều năm, tới ủy ban kế hoạch phát triển công tác không ít năm, câu này có thể nói là đủ khách khí. Chủ nhiệm, ngài nói quá rồi, đây cũng là do Trung ương ưu ái mà thôi, tôi bây giờ vẫn còn hoảng hốt, ngủ cũng không ngon. Lúc này nói gì đó đều là dối trá, không bằng anh phóng khoáng một chút còn có thể làm đối phương có ấn tượng tốt đối với anh. Có thể làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển một năm là vinh hạnh của tôi cũng làm tôi được lợi rất nhiều. Tằng Quyền Quân thở dài một tiếng trong lòng, nói thật giai đoạn đầu y và Triệu Quốc Đống không quá hòa hợp. Nhưng bắt đầu từ việc chỉnh hợp ngành thép khiến quan điểm hai người dần tới gần. Sau chương trình đối thoại đạt hiệu quả tốt đẹp, Tằng Quyền Quân càng có ấn tượng tốt hơn về Triệu Quốc Đống. Y vốn định năm nay sẽ thêm trọng trách cho Triệu Quốc Đống, đưa mấy vấn đề khó giải quyết và sâu sắc hơn cho hắn. Ví dụ như chỉnh hợp ngành than, bây giờ xem ra chỉ có thể kỳ vọng vào vị phó chủ nhiệm thay thế Triệu Quốc Đống mà thôi. Quốc Đống lão đệ, giữa tôi và cậu không cần khen nhau như vậy nữa. Chúng ta có thể cộng tác với nhau một năm, mặc dù thời gian hơi ngắn nhưng đó cũng là duyên phận. Tôi tuy lớn hơn vài tuổi nhưng ở nhiều phương diện cảm thấy còn cần học hỏi lão đệ. Ngày sau lão đệ xuống địa phương nếu có gì cần thì cứ mở miệng. Lời này Tằng Quyền Quân nói khá chân thành làm Triệu Quốc Đống xúc động. Tằng Quyền Quân mặc dù có quan hệ sâu xa với các tập đoàn nhà nước nhưng y biết nắm giữ phương hướng, nguyên tắc, dù sao bây giờ là thời đại đa nguyên hóa về lợi ích, mỗi một quần thể, mỗi một tầng lớp đều có những lợi ích khác nhau. Trong cục diện chính trị và kinh tế càng lúc càng phức tạp, anh muốn duy trì thăng bằng giữa áp lực và ảnh hưởng khắp nơi thì không thể không có một đôi vai cứng chắc và tấm lòng rộng rãi. Tằng Quyền Quân có thể làm đến mức này đã rất đáng khen. Chủ nhiệm, lời tôi vừa nói là thật lòng. Tuyệt đối không có ý nịnh bợ. Tôi lúc ở địa phương thì cảm thấy Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia là chúa tể, có thể liếc nhìn bốn phương nhưng chính thức tới vị trí này mới biết sự cay đắng, ngọt bùi trong đó. Rất nhiều chuyện chỉ khi tiến vào mới cảm nhận được rõ tình hình thực tế. Một năm qua tôi luôn lo sợ như đi trên miếng băng mỏng. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Nhưng tôi cảm thấy năm qua rất đáng giá, cái khác không nói. Chỉ riêng đứng ở góc độ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển là có thể học được không ít, biết cách nhìn vấn đề ở góc độ vĩ mô, đây là điều mà làm việc ở địa phương không thể có được. Lão đệ nói rất đúng, công việc của Ủy ban Kế hoạch Phát triển liên quan tới quốc kế dân sinh, đầu tư hàng trăm triệu, có thể nói mỗi một quyết định, mỗi một ý kiến đều liên quan tới lợi ích của hàng chục hàng trăm ngàn hộ dân. Chúng ta cân nhắc vấn đề cũng không thể trong ngắn hạn. Chúng ta cần phải có quy hoạch tổng hợp mang tính lâu dài. Đồng thời chúng ta cũng không thể bỏ qua vấn đề thực tế mà quần chúng nhân dân quan tâm nhất. Làm như thế nào tổng hợp, thăng bằng không phải việc dễ dàng. Chúng ta cũng chỉ có thể tiến dần từng bước cải cách mà không hy vọng một lần là xong. Nhưng chúng ta cũng không thể lấy lý do vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến ông mà nao núng không tiến. Quốc Đống nói thật tôi rất hy vọng năm nay cậu và tôi phối hợp để làm nhiều công việc. Ôi, đều nói không bữa tiệc nào không tàn, bữa tiệc của chúng ta có phải tan quá sớm không? Trong giọng Tằng Quyền Quân đầy vẻ nuối tiếc, bất luận là ai khi làm việc với nhau thì giai đoạn đầu sẽ không hòa hợp, khi bắt đầu hòa hợp lại phải tách ra, đây là điều không ai muốn. Triệu Quốc Đống có lẽ không phải người bạn tốt, mình và hắn chưa nói tới là thống nhất, hài hào, nhưng Triệu Quốc Đống là một trợ thủ đắc lực. Chỉ cần mình nắm vững quyền chủ đạo, Triệu Quốc Đống có thể phối hợp làm việc với mình là đủ. Chủ nhiệm, tôi xuống địa phương thì về sau sẽ có nhiều lúc làm phiền ủy ban. Lúc ấy hy vọng chủ nhiệm giúp đỡ và chỉ bảo nhiều hơn, cũng xin mời chủ nhiệm lúc rảnh thì tới An Nguyên làm khách, chỉ đạo sản nghiệp phát triển kinh tế xã hội của An Nguyên chúng tôi, để chúng tôi có thể làm tốt hơn. Triệu Quốc Đống rát hào phóng mời Tằng Quyền Quân, đây thoạt nhìn là vượt quyền, ít nhất bây giờ Trung ương chưa có văn bản bổ nhiệm chính thức nhưng Tằng Quyền Quân có thể cảm nhận được hùng tâm bừng bừng của hắn. Tằng Quyền Quân thầm nghĩ không biết Lăng Chính Dược có thể ở chung với tên Triệu Quốc Đống này không? Đừng có giả vờ với anh mày. Tôi biết cậu lúc này chỉ muốn bay ngay về An Nguyên, sắn tay làm việc. Đây không phải là muốn áo gầm hồi hương sao? Lôi Hướng Đông vừa cười vừa chăm chú nhìn Triệu Quốc Đống. Trong mắt Triệu Quốc Đống lộ ra một tia lửa, điều này giống như đàn ông thấy phụ nữ đẹp, giống như anh nắm quyền to và muốn làm được gì đó. Quyển 19, chương 37. Triệu Quốc Đống chỉ cười cười nhấp ngụm rượu rum mà không nói gì. Hắn nhìn xung quanh. Câu lạc bộ Mỹ Châu vẫn như cũ,
Cuộc sống ở Bắc Kinh giống như có khoảng cách rất xa với hắn, mỗi lần đều cảm thấy mình muốn dung nhập vào hoàn cảnh này thì mình lại đi, mà lần này đi chỉ sợ còn lâu hơn so với lúc từ bộ năng lượng về Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống không thích không khí trầm lắng ở câu lạc bộ Trường An, cũng không thích vẻ nho nhã giả tạo ở câu lạc bộ Trung Hoa, nhưng thật ra hắn thích phong cách đơn giản, rộng rãi và phóng khoáng ở đây. Mà câu lạc bộ này thi thoảng tổ chức một vài sự kiện cũng rất phù hợp hứng thú của hắn. Cậu đừng ra vẻ trước mặt tôi xem cậu có thể nhịn được bao lâu, không phải là muốn tỏ vẻ trước mặt tôi sao? Không phải hy vọng tôi hỏi xem cậu có kế hoạch mưu lược gì sao? Được, hôm nay tôi không nói nữa, làm Bồ Tát mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, uống rượu. Lôi Hướng Đông cười cười nhìn Triệu Quốc Đống, không thèm để ý tới hắn nữa mà tự cầm chén lên uống. Lôi ca, có cần như vậy không? Muốn đâm tôi thì cũng phải có lý do đầy đủ một chút chứ. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười nói. Tôi có biểu hiện gì giống như muốn xắn tay áo làm loạn sao? Sao, chỉ anh được lên chức còn tôi không thể về An Nguyên ư? Lôi Hướng Đông làm giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế không lâu thì Quốc vụ viện bổ nhiệm hắn làm chủ tịch công ty đầu tư Trung Quốc, công ty tài chính Trung ương cũng thành công ty con của tập đoàn đầu tư Trung Quốc. Triệu Quốc Đống vốn có thể cũng thay mặt Ủy ban Kế hoạch Phát triển trở thành một người điều hành của tập đoàn đầu tư Trung Quốc này. Nhưng thực tế do công việc của Triệu Quốc Đống có điều chỉnh nên tạm thời Phó Tuyền thay mặt Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia làm người điều hành tập đoàn. Vốn nghĩ cậu có thể tới tập đoàn tôi, chúng ta cũng có thể có nhiều đề tài nói chuyện, không ngờ cậu lại nhảy ra ngoài. Tôi không quen mấy với Phó Tuyền, đúng là đáng tiếc. Tôi thật ra cảm thấy cậu nếu có thể tiếp tục làm thêm 2 năm ở QW thì càng thích hợp hơn. Đương nhiên có cơ hội phải nắm bắt, về An Nguyên lần này là phúc hay họa là do chính cậu nắm bắt. Người ngoài nói không tính. Kiêu Kiêu trầm ngâm một chút. Tôi vốn nghĩ nếu anh tiếp tục làm ở Ngân hàng Phát triển Quốc tế thì các công ty An Nguyên đi ra nước ngoài có phải được nhờ một chút hay không, bây giờ thì không mong đợi gì rồi. Triệu Quốc Đống cũng trêu chọc. Thực lực của tập đoàn đầu tư Trung Quốc rất hùng hậu, anh định làm như thế nào? Tôi có một đề nghị đó là nếu thấy tài chính đủ nhiều thì mua vàng, chỉ lãi không lỗ. Tập đoàn đầu tư Trung Quốc không phải Ngân hàng Trung ương, không có nghĩa vụ này. Lôi Hướng Đông thuận miệng nói nhưng lập tức cảnh giác hỏi. Cậu cảm thấy vàng sẽ tăng giá mạnh hay là USD sẽ giảm giá? Xu thế tăng giá bây giờ còn không rõ sao. Chỉ riêng giá nhà thay đổi cũng đủ để kéo giá vàng tăng lên rồi. Về phần đồng USD giảm giá trị thì cũng là một xu thế. Theo USD giảm giá thì giá hàng hóa sẽ tăng lên, còn có thể tiếp tục thúc đẩy giá vàng tăng. Vì thế tôi mới nói mua vàng bây giờ chỉ lãi không lỗ. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Cho nên cậu mới hết sức ủng hộ các công ty tài nguyên đi ra nước ngoài. Lôi Hướng Đông gật đầu. Nhưng đi ra như ong vỡ tổ cũng có chút mạo hiểm. Không đi ra thì sau này phải trả giá lớn hơn nữa. Bây giờ có lẽ mất chút học phí nhưng ra xem sớm vẫn tốt hơn ra muộn mà. Triệu Quốc Đống không muốn tranh luận ở vấn đề này. Lôi Hướng Đông vẫn có suy nghĩ như lúc làm ở Ngân hàng Phát triển Quốc tế. Lo công ty Trung Quốc đi ra nước ngoài với quy mô quá lớn sẽ tạo áp lực rất lớn cho Ngân hàng Phát triển Quốc tế, lo rằng xuất hiện mạo hiểm. Lôi Hướng Đông suy nghĩ một chút, y làm chủ tịch tập đoàn đầu tư Trung Quốc cũng gặp áp lực rất lớn. Dự trữ ngoại hối của quốc gia không ngừng tăng lên, cũng mang lại áp lực lớn cho quốc gia. Trước mắt thoạt nhìn Trung Quốc chỉ có thể mua trái phiếu Mỹ, trái phiếu các quốc gia châu Á không thể dựa vào. Mà quỹ tài chính khổng lồ như vậy không tìm được nơi thích hợp để dùng thì sớm muộn cũng có vấn đề. Mua vàng theo lời Triệu Quốc Đống nói cũng là một biện pháp nhưng chỉ dành cho bộ phận rất nhỏ, nếu mua quá nhiều chỉ sợ sẽ khiến giá vàng quốc tế tăng cao, điều này chỉ có thể tiến dần từng bước. Quốc Đống, cậu lần này về An Nguyên có ý định gì không? Lôi Hướng Đông chuyển đề tài. Nói thật, bây giờ hai mắt một bên sáng một bên tối, tình hình không rõ, cũng chưa nói tới ý định gì. Chẳng qua có một điểm tôi cảm thấy hình thức phát triển và công việc trung tâm hiện có của An Nguyên cần phải điều chỉnh một cách thích hợp. Chẳng qua tôi đoán khó khăn là rất lớn, chưa chắc được nhiều người chấp nhận. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Nhưng có một số việc phải làm thì tôi sẽ cố hết sức. Cậu bi quan như vậy sao? Ít ra cậu cũng là phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, chẳng lẽ ngay cả chút quyền tự quyết cũng không có? Lôi Hướng Đông có chút kinh ngạc, y cảm thấy Triệu Quốc Đống hình như quá lo lắng. Đây là điều hiếm thấy. Triệu Quốc Đống chưa nhận chức mà đã nhụt chí sao? Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống cũng ý thức chuyến đi về An Nguyên này sẽ rất khó khăn? Hắc hắc, quyền tự chủ đương nhiên là có nhưng phải xem ở việc gì.
Có vài thứ anh sẽ gặp vô số người phản đối, bọn họ cũng đều cho rằng mình là chính xác, điều này cũng không sai. Chủ yếu là theo thời đại phát triển, nhận thức cũng cần thay đổi theo. Lấy ví dụ về bảo vệ môi trường và phát triển, những năm 80, 90 thì bảo vệ môi trường chỉ là vỏ bọc, tất cả phải phục vụ phát triển kinh tế, phát triển mới là đạo lý cứng nhất. Nhưng bây giờ xem ra từ phát triển cần phải hiểu theo cách khác, đó là duy trì phát triển liên tục và khoa học. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng ý nghĩ phát triển của Tăng Quyền Quân còn chưa hoàn toàn điều chỉnh, hoặc là nói quan điểm và lý luận đã bắt đầu có điều chỉnh nhưng áp dụng vào thực tế vẫn theo lối tư duy cũ, cho nên quan niệm khác nhau, sẽ có mâu thuẫn. Lôi Hướng Đông gật đầu tán thành quan điểm của Triệu Quốc Đống. Quan điểm cần thay đổi theo thời đại phát triển, nó giống như dự trữ ngoại hối và mậu dịch vậy. Lúc đầu mọi người cũng cảm thấy có nhiều lợi ích nhưng theo kinh tế phát triển, dự trữ ngoại hối tăng mạnh, chênh lệch mậu dịch rất cao nên ảnh hưởng trái dần hiện ra. Tiêu dùng trong nước không tăng mấy, dự trữ ngoại hối gặp áp lực rất lớn, làm như thế nào giải quyết vấn đề này đã là khó khăn trước mắt mà Trung ương cần giải quyết. Thấy hai người kia không? Người đàn ông da trắng mũi cao mắt nam cầm điếu xì gà trong tay rồi lạnh nhạt nói. Ồ, thấy, sao vậy? Người đối diện cũng da trắng nhưng trẻ hơn chút có chút kinh ngạc nhướng mày. Anh biết hai người bọn họ không? Người đàn ông trung niên nói. Ồ, không nhận ra. Đối phương có chút xấu hổ lắc đầu nói. Trong mắt tôi thì người da vàng đều giống nhau. Ha ha, đúng là như vậy, nói vậy bọn họ nhìn chúng ta cũng là như thế. Người đàn ông lớn tuổi hơn coi như một nhân vật có quyền thế bậc nhất giới kinh tế Trung Quốc, giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế Trung Quốc, nhưng bây giờ hắn đã sang làm chủ tịch tập đoàn đầu tư Trung Quốc. Tập đoàn đầu tư Trung Quốc, nghe nói chưa? Người Trung Quốc vừa mới thành lập tập đoàn do nhà nước khống chế cổ phần với thực lực tài chính hùng hậu, hy vọng thông qua đầu tư để thực hiện tăng giá trị tài sản. Người đàn ông trung niên híp mắt như suy nghĩ gì đó. Người còn lại hình như là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Trung Quốc, nghe nói hắn sẽ nhanh chóng xuống địa phương, đây là người có năng lực hô phong hoán vũ trong chính phủ Trung Quốc. Là kẻ khuyến khích công ty Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài, đồng thời cực lực phản đối tập đoàn nước ngoài tiến vào Trung Quốc. Đối phương cũng có chút ấn tượng về Triệu Quốc Đống. Chủ nghĩa dân tộc của người này quá cao. Tôi nghe nói việc chỉnh hợp ngành thép Trung Quốc lần này tạo thành cơn gió lốc, ảnh hưởng đến cả quặng sắt. Việc này cũng có quan hệ với hắn. Hắn kiên quyết phản đối tập đoàn nước ngoài tiến vào ngành thép Trung Quốc. Anh nói không sai, quyết định việc này chính là Bộ Thương mại Trung Quốc, chẳng qua anh nói đúng, tên này có sức ảnh hưởng rất lớn. Người đàn ông trung niên hài lòng gu. Qua lại với đám quan chức Trung Quốc vừa phải cứng nhưng cũng phải mềm. Bọn họ thích thể diện nhưng lại thích chiếm lợi, mặc kệ là quan chức hay tư nhân đều vậy. Tên kia cũng thế sao? Đối phương hỏi tới. Ồ, người đàn ông trung niên á khẩu, từ các tin tức thu được thì tên Triệu Quốc Đống kia rất khó đối phó, có tính bài ngoại trời sinh. Cũng may hắn đã rời khỏi Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Trung Quốc. Người đàn ông trung niên nhún vai nói. Tên này có chút không giống nhưng cũng may hắn không thể tiếp tục gây phiền phức cho chúng ta nữa. Vì tin tức đáng mừng này tối nay chúng ta uống nhiều một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 19, chương 38. Mấy ngày này Triệu Quốc Đống luôn ở trong trạng thái hưng phấn, hắn không muốn như vậy nhưng không ngừng có đồng nghiệp, bạn bè đến gặp, không ngừng có điện thoại gọi tới, đây là giai điệu chính trong mấy ngày cuối cùng làm việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển của Triệu Quốc Đống. Ngay cả Tăng Quyền Quân cũng chuyên môn dành cho Triệu Quốc Đống đủ thời gian xử lý mấy việc này. Dù sao cũng là cán bộ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, ít nhiều cũng làm Ủy ban Kế hoạch Phát triển nở mày nở mặt. Triệu Quốc Đống rất muốn dành chút thời gian tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội mấy năm qua của An Nguyên. Ngoài ra hắn cũng muốn dựa trên tình hình thực tế của An Nguyên mà cân nhắc các vấn đề mà An Nguyên đang gặp phải cùng với cách giải quyết. Đây là điều mà Chủ tịch tỉnh cần cân nhắc, nếu không anh vừa nhận chức hai mắt đều tối, không biết gì thì sẽ bị người quay vòng vòng. Triệu Quốc Đống không muốn như vậy, cũng không cho phép xuất hiện tình huống đó. Chỉ là mấy ngày này có quá nhiều việc, hắn vừa muốn viết các suy nghĩ của mình ra. Cũng muốn trình bày vài quan điểm của mình với Tăng Quyền Quân. Về phần Tăng Quyền Quân có tiếp nhận hay không lại là việc khác. Triệu Quốc Đống cũng hiểu trước khi đi thì nghĩa vụ của mình là nói thẳng quan điểm, hắn tin Tăng Quyền Quân sẽ biết cân nhắc lợi hại mà đưa ra lựa chọn. Về phần khác hắn cũng muốn tổng hợp công việc trong tay để đưa cho người thay thế mình, đây cũng là việc rất quan trọng. Nhiều việc như vậy nên hắn đành gác các chuyện khác lại.
bên phía An Nguyên cũng có không ít người liên lạc với hắn. Nhưng mấy người kia cũng khá bình tĩnh và lý trí. Dù là Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh hay là Lỗ Năng, Tăng Lệnh Thuần cũng biết Triệu Quốc Đống về lần này thì Lăng Chính Dược sẽ thấy như thế nào. Sẽ có cử động gì? Triệu Quốc Đống về An Nguyên về lâu dài mà nói là có ích cho mọi người, nhưng trong thời gian ngắn nhất là trong 1 năm rưỡi tới lại là nguy hiểm. Thực lực của Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược có chênh lệch khá lớn. Lăng Chính Dược đã hoàn thành bố cục của hắn, mà Triệu Quốc Đống đã rời khỏi An Nguyên 2 năm, dù căn cơ ở Ninh Lăng vẫn còn nhưng sức ảnh hưởng của hắn An Nguyên là khá mỏng, điểm này ai cũng thấy rõ. Đương nhiên đây không phải cuộc chiến tranh giành lãnh địa thời phong kiến, mà đây là có tranh chấp về lợi ích và quan điểm mà thôi. Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược có tranh chấp cũng chỉ có thể tiến hành dưới tình huống không ảnh hưởng tới đại cuộc, đồng thời cũng phải cố gắng tránh việc tạo thành bất lợi cho mình. Triệu Quốc Đống cũng vẫn suy nghĩ mình sẽ gặp tình huống gì khi về An Nguyên. Dương Kính Quang từng là lãnh đạo giúp mình rất lớn, bây giờ lại thành trợ thủ số 1 của mình. Mà mấy người Miêu Trấn Trung, Đinh Sâm, Tề Hoa cũng từng là lãnh đạo của mình, Trần Anh Lộc, còn có Khang Nhân Lương cùng Long Ứng Hoa, hình ảnh của mấy người này cũng đã trở nên mơ hồ, ngày sau bọn họ sẽ thành đồng nghiệp với mình. Loại đồng nghiệp này không là đồng nghiệp đơn thuần như lúc mình làm thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy Ninh Lăng nữa. Lúc ấy mình ở phía dưới, những người kia đều có thể có cảm giác ưu việt trước mặt mình thì còn có thể quan hệ hài hòa. Nhưng bây giờ mình là người đứng thứ 2 trong tỉnh, tất cả phải xác định lại một lần nữa, có lẽ sẽ mang tới ảnh hưởng trái chiều. Cho nên nói mình về An Nguyên từ góc độ nào đó mà nói thì hại nhiều hơn lợi, nhưng nhân tố này không phải không thể thay đổi. Theo thời gian trôi qua, mâu thuẫn về tâm lý sẽ dần khôi phục bình thường, tiến tới trở thành quán tính. Chẳng qua thời gian đó kéo dài bao lâu thì hắn chưa rõ. Các quan chức lên cấp bộ trưởng thực ra đã sớm được khách sạn, cán bộ các cấp đều có trình tự khách sạn chuyên môn, hàng năm cũng tiến hành khách sạn. Bởi vì 2 năm qua Triệu Quốc Đống liên tục được điều chỉnh nên dù là ban tổ chức cán bộ trung ương hay là ủy ban kỷ luật trung ương đều nắm rõ tình hình Triệu Quốc Đống như lòng bàn tay. Bản thân Triệu Quốc Đống không vấn đề gì nhưng tình hình từng thành viên trong gia đình Triệu Quốc Đống không thể không xếp vào phạm vi mấy cơ quan kia chú ý. Người phụ trách khảo sát của ban tổ chức cán bộ trung ương cùng ủy ban kỷ luật trung ương khi tìm hiểu về 3 em trai, 1 chị gái và bố mẹ Triệu Quốc Đống, bọn họ rất giật mình. Triệu Quốc Đống trước khi tới ủy ban kế hoạch phát triển đã bảo bố mẹ từng bước rút cổ phần khỏi tập đoàn Thiên Phu, giao cổ phần cho 3 người em và chị gái, đương nhiên chia cũng có trọng điểm. Thực ra việc này cũng không ảnh hưởng mấy tới tập đoàn Thiên Phu, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói cũng là chuyện tốt. Cổ phần của một tập đoàn tập trung quá mức cũng không đúng mừng. Nhất là ở tình huống tập đoàn Thiên Phu có công ty con lên thị trường chứng khoán thì kết cấu cổ phần phân tán càng làm mọi người yên tâm hơn. Nhưng tình hình của 3 người em của Triệu Quốc Đống vẫn đủ để làm cán bộ phụ trách khảo sát choáng váng. Triệu Trường Xuyên cùng Triệu Đức Sơn từ 8 năm trước đã có tên trong danh sách Forbes bảng thượng nhân vật liễu, mặc dù bởi vì tập đoàn Thương Lãng không lên thị trường chứng khoán, ít tuyên truyền nên bên ngoài không biết mấy về tình hình của tập đoàn Thương Lãng. Ngoài việc tập đoàn Thương Lãng có nước suối chiếm vị trí bá chủ trong ngành kinh doanh nước suối ra thì cũng chỉ biết mấy năm qua Thương Lãng phát triển thêm các sản phẩm thực phẩm chức năng, các cái khác trở nên mơ hồ. Chẳng qua là em của Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống sắp lên tới cấp bộ trưởng nên được ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật trung ương đặc biệt khảo sát. Đối với chuyện này Triệu Quốc Đống không để ý tới. Thương Lãng bắt đầu thành lập từ những năm 90, lúc ấy hắn chẳng qua làm việc ở khu khai phát huyệt. Thương Lãng lại khởi phát ở Tân Châu, sự phát triển không liên quan mấy tới hắn. Trên thực tế khi hắn lên cấp phó tỉnh thì tình hình này đã sớm được ban tổ chức cán bộ trung ương cùng ủy ban kỷ luật trung ương biết được. Mấy năm qua Triệu Quốc Đống cũng cố gắng kéo khoảng cách với Thương Lãng và Thiên Phu. Ngày 24 tháng 4 năm 2007, Trung ương miễn chức ủy viên đảng ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia của Triệu Quốc Đống, bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên. Cùng lúc đó Quốc vụ viện miễn chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia của Triệu Quốc Đống. Ngày 26 tháng 4 năm 2007, trong hội nghị lần thứ 25 Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh An Nguyên, Tần Hạo Nghiên từ chức Chủ tịch tỉnh, mà Triệu Quốc Đống được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh, quyền Chủ tịch tỉnh. Ngày 27 tháng 4 năm 2007, trong kỳ họp 27 Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 10 đã quyết định bổ nhiệm Tần Hạo Nghiên làm Bộ trưởng Bộ Giao thông. Thời gian từ khi hội nghị bộ chính trị kết thúc đến lúc Triệu Quốc Đống được tuyển làm phó chủ tịch tỉnh, quyền chủ tịch tỉnh chỉ có 1 tuần. Nó tạo thành một cơn sóng rất lớn ở An Nguyên. Tuy có người vui mừng,
cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người nghiến răng nghiến lợi. Ngày thứ hai sau khi Trung ương tuyên bố Triệu Quốc Đống làm phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên, hắn bay về An Đô. Cùng đi với hắn còn có phó trưởng ban thường trực Trung ương Quách Kính Cường. Khi qua tỉnh làm phó trưởng ban thường trực, Quách Kính Cường cũng lên chức tự ủy viên đảng ủy thành phó trưởng ban. Lần này do y tới tuyên bố quyết định bổ nhiệm Triệu Quốc Đống cũng cho thấy sự coi trọng của Trung ương. Quách Kính Cường cũng không lo cuộc tuyển cử ngày hôm sau. Dù Lăng Chính Dược có không hy vọng Triệu Quốc Đống đến An Nguyên như thế nào thì cũng không thể có vấn đề gì ở việc này. Kết quả hội nghị tiến hành rất thuận lợi, không có bất cứ gì phải lo lắng. Trong cuộc gặp mặt của các thường vụ tỉnh ủy, Lăng Chính Dược đầy phong độ, vừa nhiệt tình vừa lạnh nhạt, tất cả phù hợp với chừng mực của một bí thư tỉnh ủy. Vừa thể hiện chào mừng Triệu Quốc Đống tới An Nguyên công tác, cũng thể hiện y rất tự tin về cục diện chính trị của An Nguyên. Triệu Quốc Đống cũng rất bình tĩnh, mưa gió không hiện ra ngoài mặt, cũng không xuất hiện sau đó, tất cả phải chờ hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần đầu tiên. Mà vấn đề phân công của lãnh đạo bên chính quyền cũng là điểm đáng xem. Nhưng Triệu Quốc Đống cho rằng mấy vấn đề này sẽ không có bao phong ba, chủ yếu là ở Đại hội Đảng tỉnh tháng 6. Quyền 19, chương 39. Đại hội Đảng tỉnh An Nguyên duy trì cùng bước tiến với Đại hội Đảng toàn quốc, tuy hơi khác vài tỉnh khác nhưng giảm được nhiều việc. Một lần hội nghị là có thể xác định ủy viên tỉnh ủy, thường vụ và đại biểu tham gia Đại hội Đảng toàn quốc. Đại hội Đảng trở thành một nơi xác định hướng gió, Triệu Quốc Đống không cho rằng mình không trúng tuyển vào ủy viên tỉnh ủy và thường vụ, nhưng quan trọng nhất là số phiếu bầu cho hắn. Rất nhiều người như Lăng Chính Dược đều chú ý tới điểm này, đây là bước thử thách đầu tiên dành cho Triệu Quốc Đống ở An Nguyên, xem sức ảnh hưởng của hắn ở An Nguyên lớn đến đâu. Về phần các công tác chuẩn bị tuy cần triển khai nhưng chủ yếu là phải qua cửa Đại hội Đảng hơn tháng sau. Qua được cửa này mới chứng minh Triệu Quốc Đống có thể đứng vững ở An Nguyên. Triệu Quốc Đống biết đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng. Hắn biết căn cơ của mình ở An Nguyên rất mỏng, dù sao tuổi hắn còn quá trẻ, thời gian lên tới cấp tỉnh ở An Nguyên chỉ có vài năm, chỉ có mỗi Ninh Lăng là hang ổ của hắn, còn ở các thành phố thị xã khác thì hắn rất xa lạ. Nếu muốn nhanh chóng đứng vững gót chân ở trong tỉnh thì hắn không thể không lợi dụng thời gian hơn tháng này để thăm dò tình hình và đưa ra vài đối sách. Cũng may mình không phải hoàn toàn không biết gì về tình hình An Nguyên hiện nay. Mấy năm trước Ninh Lăng lục tục có một vài cán bộ đi ra, đây là cơ sở để giúp hắn. Âu Dương Cẩm Hoa không quá quen thời tiết ở An Đô. Cuối tháng tư Bắc Kinh vẫn là mùa xuân, thời tiết khá lạnh, không nhiều hơi nước. Nhưng ngày đầu tới An Nguyên đã gặp trận mưa rào làm Âu Dương Cẩm Hoa cảm nhận rõ sự khác biệt về thời gian giữa Nam và Bắc. Nhất là trận mưa kéo dài cả đêm, không phải chỉ mưa có một lúc rồi tạnh như ở Bắc Kinh làm y không ngủ ngon được. Âu Dương Cẩm Hoa có chút buồn bực, mùa xuân đã thế này không biết mùa hè mưa đến mức nào nữa. Cũng may sáng hôm sau trời tốt hơn, sang ngày thứ ba thì trời nắng to làm tâm trạng người ta cũng thoáng cái tốt hơn nhiều. Văn phòng của sếp là văn phòng của chủ tịch tỉnh khóa trước. Văn phòng ủy ban tỉnh vốn có ý điều chỉnh văn phòng của sếp một chút, để sếp dùng tạm văn phòng này rồi sửa một văn phòng khác nhưng bị sếp từ chối. Sếp không quá chú ý mấy cái này, hơn nữa khu nhà này có hơi thở cổ kính, phá vỡ kết cấu và bố cục này lại không hay. Nhất là đẩy cửa sổ bằng gỗ là thấy được những cây cối, bãi cỏ. Căn nhà này nằm phía bên cạnh trụ sở văn phòng ủy ban, lại bị nhiều cây cổ thụ che khuất. Âu Dương Cẩm Hoa cũng thích căn nhà này. Vì thế y rất chú ý tới văn phòng của sếp. Mặc dù sếp không chú ý nhưng thay đổi chủ khác thì có vài thiết bị trong văn phòng cần đổi lại một chút. Ví dụ như đổi bàn làm việc, ngoài ra còn đưa mấy chậu cây xanh, bức tranh mà sếp thích. Giá sách thì không cần đổi, chỉ thoáng dọn dẹp một chút là được, giá sách làm bằng gỗ lim với giá cả xa xỉ, không đổi là sáng suốt. Thứ này bày ở đây cũng hòa hợp với bố cục toàn văn phòng, đổi lại cái khác chưa chắc đã thích hợp. Sếp thích xem nhiều loại sách. Quyển sách Âm mưu ám sát phương Đông của Agatha Christie nghe nói được sếp mua từ lúc học ở trường Đảng Trung ương giờ vẫn được sếp mở ra xem suốt, không biết là chưa đọc hết hay muốn tìm được ý nghĩa trong đó. Còn quyển London thì theo lời sếp lúc nào xúc động đọc sẽ làm người ta bình tĩnh lại. Âu Dương Cẩm Hoa thích dọn dẹp văn phòng của sếp, bên ngoài là phòng tiếp khách có quy mô khá lớn, bên trong là thư phòng, trong nữa là phòng nghỉ ngơi có cả phòng vệ sinh. Hội nghị thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh đã kết thúc. Quyết định sếp làm phó chủ tịch tỉnh, quyền chủ tịch tỉnh, điều này cũng có nghĩa đã hợp thức hóa việc sếp chủ trì công việc của ủy ban tỉnh. Lúc trước Trung ương bổ nhiệm sếp làm phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên là yếu tố cơ bản, quyết định sếp đứng thứ hai bên tỉnh ủy.
bây giờ sếp đã được xác định làm người đứng đầu chính quyền An Nguyên, như vậy sau đây chính là triển khai công việc. Âu Dương Cẩm Hoa một bên dọn phòng một bên cân nhắc sau đây mình nên làm như thế nào để quen với công việc. Tình hình ở tỉnh và ủy ban nhất định có điểm khác nhau nhưng có lẽ không quá lớn. Công việc chính của mình vẫn là phục vụ sếp, chẳng qua phạm vi lớn hơn, phức tạp hơn. Ở ủy ban tỉnh bên dưới có đến 7 phó trưởng ban thư ký, ngoài ra ở văn phòng còn có 4 vị phó chánh văn phòng, Âu Dương Cẩm Hoa không khỏi choáng váng vì con số này. Tỉnh và ủy ban khác nhau là ở điểm này, mỗi người phụ trách một hối. Ủy ban kế hoạch phát triển coi như một bộ khổng lồ nhất nhưng so sánh với ủy ban tỉnh thì vẫn còn nhỏ hơn nhiều. Thư ký Âu Dương. Ngoài cửa truyền tới giọng nói trầm thấp, Âu Dương Cẩm Hoa nghe ra liền biết đó là phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh kiêm trưởng phòng quản lý hậu cần văn phòng, Từ Thụ Đức. Từ Thụ Đức này có giọng nói rất rung động. Trưởng ban thư ký Từ. Âu Dương Cẩm Hoa vội vàng đi ra ngoài. Chủ tịch Triệu có ở đây không? Ngài đã xem qua văn phòng chưa, có yêu cầu gì không? Từ Thụ Đức đi nhanh vào, người theo tiếng, đi đến bên cạnh cửa nhìn xem Triệu Quốc Đống có ở đây không. Từ Thụ Đức không quá quen Triệu Quốc Đống. Mặc dù trước đó khi y đã làm phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh thì Triệu Quốc Đống đã là bí thư thị ủy Ninh Lăng, nhưng Triệu Quốc Đống không liên lạc mấy với ủy ban tỉnh, thậm chí có thể nói là xa cách. Nhưng thật ra thị trưởng Trung Dược Quân lúc ấy lại quan hệ nhiều hơn. Triệu Quốc Đống lúc ấy cũng có quan hệ mật thiết với phó chủ tịch thường trực Nhâm Vi Phong. Vì thế chỉ liên hệ với phó trưởng ban thư ký phục vụ Nhâm Vi Phong mà thôi, cũng chính là phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng ủy ban tỉnh Thang Thiếu Thành bây giờ, ngoài ra Triệu Quốc Đống chỉ biết mặt mấy vị phó trưởng ban thư ký khác mà thôi. Ai ngờ vị bí thư thị ủy Ninh Lăng rời khỏi An Nguyên 2 năm trước bây giờ đã quay lại làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh. Từ Thụ Đức chỉ có thể nói đời người gặp gì không ai có thể giải thích nổi. Ai có thể ngờ được Triệu Quốc Đống trước chỉ là nhân vật xếp phía cuối ở cấp tỉnh mà trong 2 năm đã thành lãnh đạo của trụ sở này. Ngay cả Phó Chủ tịch Thường trực Dương Kính Quang ngày xưa là lãnh đạo của hắn bây giờ cũng trở thành cấp phó cho Triệu Quốc Đống. Ngay cả Dương Kính Quang cũng phải điều chỉnh tâm tính, những người khác đương nhiên cũng cần điều chỉnh quan niệm, tâm tính của mình, nếu không sẽ bị đào thải, điểm này không cần ai nhắc. Từ Thụ Đức cũng như vậy, cho nên y mới quan tâm tới yêu cầu của Chủ tịch tỉnh như vậy. Vị thư ký trẻ tuổi này do Triệu Quốc Đống mang từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia về, mặc dù còn chưa nhận chức nhưng có thể làm Triệu Quốc Đống mang từ Bắc Kinh về thì đủ thấy Triệu Quốc Đống coi trọng vị thư ký trẻ tuổi này như thế nào. Hai hôm nay Từ Thụ Đức đã tiếp xúc với Âu Dương Cẩm Hoa mấy lần, cũng có ấn tượng tốt đối với Âu Dương Cẩm Hoa. Khi thấy đối phương khiêm tốn cẩn thận, không hề ra vẻ mình là thư ký của Chủ tịch tỉnh, chuyện gì cũng tự mình làm. Trưởng ban thư ký Từ, Chủ tịch tỉnh không nói gì. Ngài không để ý đến phương diện gì. Tôi thấy chỉ cần thêm mấy chậu cây vào là được, sếp rất thích hoàn cảnh bây giờ và nói với tôi không cần đổi lại, cứ như thế này là được. Âu Dương Cẩm Hoa vội vàng nói. Ồ, vậy có thích hợp không? Từ Thụ Đức hơi ngẩn ra một chút, y cũng hỏi thăm qua bên thị ủy Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống đúng là không để ý đến phương diện này. Nghe nói lúc làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì từ xe đến thiết bị văn phòng gần như không đổi. Ngay cả khi điều hòa có vấn đề cũng bảo người sửa chứ không mua mới. Quyển 19, chương 40. Âu Dương Cẩm Hoa có chút do dự nhưng rất khẳng định trả lời. Trưởng ban thư ký Từ, điều này tôi có thể khẳng định Chủ tịch Triệu không chú ý mấy, Chủ tịch thích đơn giản. Âu Dương Cẩm Hoa nói khá uyển chuyển, Từ Thụ Đức có thể nghe ra ý tốt của Âu Dương Cẩm Hoa. Triệu Quốc Đống là người có tính cách độc lập, điểm này hắn nghe không ít người nói. Rất nhiều thói quen của lãnh đạo cao cấp thì Triệu Quốc Đống không thích, điểm này từ lời nói của Âu Dương Cẩm Hoa thì Từ Thụ Đức cũng nghe ra đôi chút. Vậy Chủ tịch Triệu có nói yêu cầu gì về xe và lái xe không? Từ Thụ Đức cẩn thận hỏi. Về xe thì Chủ tịch cũng không có yêu cầu gì, ngài nói nếu thích hợp thì lấy một xe ở đội xe văn phòng ủy ban là được, xe có thể giống lãnh đạo tỉnh khác, thậm chí xe mà Chủ tịch Tần dùng cũng được. Lái xe thì Chủ tịch đã nói với tôi về bác Bành từng làm lái xe cho Chủ tịch lúc ngài còn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, điểm này còn mời trưởng ban thư ký xem hộ có thể hỗ trợ một chút không. Từ Thụ Đức lập tức hiểu được vị Chủ tịch tỉnh mới này không quá để ý mấy thứ bên ngoài, nhưng đối với người bên cạnh lại rất coi trọng, hắn thích dùng người cũ. Được, không vấn đề gì, vấn đề xe còn phải mời thư ký Âu Dương chọn giúp một chút. Vấn đề lái xe tôi lập tức liên lạc với bên Ninh Lăng tranh thủ xử lý xong trong chiều nay. Từ Thụ Đức lập tức nhận lời. Cảm ơn ngài, tôi mới tới nên không quen tình hình ở An Nguyên,
sau này có gì sai sót mong ngài phê bình và thông cảm. Âu Dương Cẩm Hoa cười cười đưa Từ Thụ Đức ra cửa còn nói. Không biết lúc nào trưởng ban thư ký rảnh, tôi muốn mời mấy vị đồng nghiệp trong văn phòng ngồi một chút, cũng xin mời trưởng ban thư ký nể mặt tới tham gia. Từ Thụ Đức rất vui vẻ nhận lời. Vị thư ký Âu Dương Cẩm Hoa này không đơn giản, mới tới mấy ngày đã tạo quan hệ tốt với thư ký của mấy vị phó chủ tịch tỉnh khác, không giống tên thư ký của Tần Hạo Nghiên mới tới Nam Hoa làm phó thị trưởng, tên này toàn ra vẻ. Âu Dương Cẩm Hoa và Từ Thụ Đức đi qua hành lang thì gặp Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang đang đi tới, Từ Thụ Đức vội vàng chào hai vị chủ tịch, Triệu Quốc Đống cũng đứng lại nói chuyện vài câu với Từ Thụ Đức, cũng nói đùa với Từ Thụ Đức, muốn Từ Thụ Đức chú ý một chút, hậu cần của mình toàn bộ nhờ vào đối phương. Từ Thụ Đức cũng có chút vui vẻ nói chuyện vài câu với, sau khi biết hai vị chủ tịch còn việc cần bàn thì y mới chủ động rời đi. Lão Từ là người thành thật, lúc tôi ở bên tỉnh ủy cũng đã tiếp xúc, sang bên ủy ban càng liên lạc nhiều hơn. Chuyện giao cho y thì bình thường không cần quan tâm, y đều làm tốt. Dương Kính Quang và Triệu Quốc Đống vẫn duy trì quan hệ mật thiết và tùy ý, đương nhiên do thân phận thay đổi nên có khác đôi chút. Dương Kính Quang cũng nhanh chóng làm quen điểm này. Mà Triệu Quốc Đống thoạt nhìn cũng không để ý việc này, điều này làm cho Dương Kính Quang vui vẻ không ít. Chủ tịch Kính Quang, tôi đến vài ngày mà nghe anh toàn khen người, không thấy chê ai cả. Tôi nhớ lúc anh làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì không khen bên ủy ban tỉnh mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả tiến vào văn phòng. Hắc hắc, ăn cơm nhà ai thì nói tiếng nhà đó mà. Cậu bây giờ cũng thế mà, chúng ta bây giờ có quan hệ mật thiết, có lợi cùng hưởng, có họa cùng chịu. Dương Kính Quang nhìn quanh nói. Cậu có hài lòng với văn phòng này không? Tôi đã nói với lão tiền nếu cậu không thích thì để cậu ngồi đâu một thời gian rồi bố trí văn phòng khác. Chẳng qua tôi đoán chắc không cần đổi lại, coi như tiết kiệm tiền cho văn phòng. Cũng là anh hiểu rõ tôi không chú ý mấy cái này. Dù sao không ai làm cả đời ở một vị trí cả, thời gian tới là vỗ mông rời đi mà. Triệu Quốc Đống ra hiệu Dương Kính Quang ngồi xuống, Âu Dương Cẩm Hoa vào rót trà cho hai người. Ha ha, đây là trà Thanh Châm nổi tiếng của Hoài Khánh hả? Không ngờ cậu đi mấy năm mà vẫn nhớ đến đặc sản của An Nguyên chúng ta. Dương Kính Quang nhìn qua rất vui vẻ. Vẫn là quê hương tốt phải không? Ồ, tôi tới Điền Nam, bên đó đề cử Phổ Nhị nhưng không quá quen. Tuy trà Bích Phụ Sơn Hoa Lâm kém hơn Phổ Nhị nhiều nhưng chúng ta không thể quên gốc mà. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã quay lại An Nguyên. Đối với rất nhiều người mà nói cậu là Hồ Hán Tam. Dương Kính Quang nhặt lá trà trôi lơ lửng trong cốc rồi nở nụ cười. Có thể nói rất nhiều cảm xúc. Triệu Quốc Đống cũng không nhịn được cười. Chủ tịch Kính Quang, anh đây là tạo áp lực cho tôi đó, chẳng qua tôi thật sự rất mong chờ. Dương Kính Quang cười ha hả, tâm trạng rất vui thích. Tôi chỉ biết cậu sẽ nói như vậy, cậu càng có áp lực thì càng hiếu chiến, ngược lại cậu sẽ cảm thấy không hài lòng. Đến Ninh Lăng không phải là cậu bị ép như vậy sao? Nói cũng đúng, chẳng qua anh cảm thấy cục diện của An Nguyên trong cả nước giống cục diện Ninh Lăng ở toàn tỉnh sao? Triệu Quốc Đống như thuận miệng nói. Dương Kính Quang sửng sốt, mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên câu hỏi này không phải do Triệu Quốc Đống thuận miệng nói ra. Y suy nghĩ khá lâu mới nói. Không quá giống, bề ngoài nhìn thì Ninh Lăng lúc ấy ở vị trí nhóm dưới của tỉnh, An Nguyên lại thuộc nhóm đầu cả nước. Nhưng do dân số quá đông nên từ GDP, thu tài chính trên đầu người cùng với thu nhập của dân chúng đô thị và nông thôn thì đều thuộc nhóm giữa của cả nước, có chênh lệch tương đối lớn với mấy tỉnh Việt, Tô, Chiết, cho nên theo cái nhìn của tôi thì hai bên khá tương tự, nhất là 1-2 năm qua An Nguyên ngoài Ninh Lăng có điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội ra thì các nơi khác khá nhấp nhô. Mà An Đô là tỉnh thành nhưng ý nghĩ phát triển không rõ ràng, hơn nữa quan hệ với tỉnh cũng khá vi diệu. Cho nên An Đô không thể trở thành động cơ, nói tóm lại vấn đề khá đột xuất. Triệu Quốc Đống thầm gật đầu, Dương Kính Quang mặc dù xuất thân là trưởng ban thư ký tỉnh ủy nhưng đầu óc rõ ràng, phân tích vấn đề có tật tự, nói chuyện bằng số liệu, chân thật khách quan. Y làm việc ở tỉnh ủy lâu như vậy cũng khiến y giỏi đánh giá vấn đề ở góc độ vĩ mô. Một năm qua Tần Hạo Nghiên không quan tâm mấy tới công việc bên ủy ban cũng làm cho Dương Kính Quang có cơ hội rèn luyện. Sự phát triển của An Nguyên chúng ta cũng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Tôi nhớ lúc đồng chí Ninh Pháp làm bí thư thì tốc độ phát triển của An Nguyên khá nhanh, nhất là kinh tế mấy thị xã quật khởi khiến chúng ta kéo gần khoảng cách với Việt, Tô, Lỗ Chiết.
Nhưng khi bí thư Đông Lưu làm bí thư thì 1-2 năm đã AUFCTA lại bị kéo khống chế với mấy tỉnh phía trước. Nhưng năm 4-05 đã phát triển nhanh hơn chút, nhưng tới năm 6 lại giảm nhiều. Số liệu quý 1 năm nay không được khả quan, đây thoạt nhìn là điều bình thường nhưng chứng minh một điểm: tỉnh ta không có quy hoạch tổng hợp, không có phương hướng phát triển tốt, không chỉ là về phát triển kinh tế mà cả về phát triển sự nghiệp xã hội. Triệu Quốc Đống nhíu mày gần như suy nghĩ từng chữ một. Lúc bí thư Đông Lưu mới làm bí thư tỉnh ủy thì cũng cảm thấy vấn đề bảo vệ môi trường ở tỉnh khá đột xuất, một số ngành lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường bị tiến hành điều chỉnh, đóng cửa, điều này có ảnh hưởng nhất định đến phát triển kinh tế. Nhưng bí thư Đông Lưu đưa chiến lược thay thế, khuyến khích phát triển ngành nghề mới, tôi cảm thấy việc này là tốt. Nhưng từ năm trước tới năm nay tôi cảm thấy chiến lược này bị coi nhẹ, thay thế trên phạm vi lớn. Từ thu hút đầu tư đến đẩy mạnh sản nghiệp thì đều có thay đổi. Nhìn qua thì tài chính thu hút được và ngành bất động sản phát triển nhanh chóng có xu thế tốt đẹp, nhưng cẩn thận phân tích thì nhiều công ty gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn điện năng cao bị khu vực duyên hải đào thải đã tới An Nguyên chúng ta. Dương Kính Quang hít sâu một hơi, y cảm thấy có chút khẩn trương. Triệu Quốc Đống nói trên danh nghĩa là bảo vệ chính sách của Ứng Đông Lưu, nhưng lại biến tướng phê bình biến hóa về chiến lược trong năm qua của An Nguyên. Nhưng Dương Kính Quang cũng phải thừa nhận lời của Triệu Quốc Đống có lý. Dương Kính Quang cũng biết nếu Triệu Quốc Đống nói rõ điều này trước mặt mình đương nhiên là có mục đích. Lăng Chính Dược sau khi làm bí thư tỉnh ủy đã nói rõ An Nguyên cần theo đuổi tăng trưởng, cố gắng kéo gần khoảng cách với tỉnh Chiết, cố gắng trong 3 năm vượt qua tỉnh Thích. Mục tiêu này gây áp lực rất lớn, các nơi đều cảm thấy gấp gáp và áp lực, cố gắng thu hút đầu tư. Điều này làm sức thu hút đầu tư năm ngoái của An Nguyên đạt hiệu quả rõ ràng. Nhưng nó lại không phù hợp quan điểm của Triệu Quốc Đống. Quyển 19, chương 41. Trên thực ở vấn đề này Dương Kính Quang từng đưa ra ý kiến trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy nhưng không ai coi trọng. Dương Kính Quang thậm chí còn nhớ trong hội nghị thường ủy Lăng Chính Dược có vẻ mặt khó chịu, Tần Hạo Nghiên có thái độ hờ hững, đương nhiên còn có nụ cười u ám của Long Ứng Hoa. Cũng may Trần Anh Lộc giúp mình một chút, cho rằng khi thu hút đầu tư và phát triển sản nghiệp cũng cần chú ý bảo vệ môi trường. Nhưng Long Ứng Hoa sau đó lại nói người không thể nhịn ăn. Không khí hội nghị thường ủy lần đó không quá tốt, Lăng Chính Dược mặc dù không phát biểu quan điểm nhưng Dương Kính Quang cảm thấy đối phương cho rằng mình khiêu chiến quyền uy của hắn, nhất là khi đó mình mới làm phó chủ tịch thường trực chưa lâu, có lẽ đối phương cho rằng mình đã cứng cánh nên dám phát biểu ý kiến phản đối. Chủ tịch Quốc Đống, tôi cảm thấy ở vấn đề này có thể phải nhìn theo hai vế. Năm trước An Nguyên thu hút đầu tư rất tốt, nhất là mấy thị xã trước đây công tác thu hút đầu tư kém giờ đã có đột phá, ví dụ như Thông Thành, Lô Hóa cùng Nam Hoa, đều có không ít hạng mục lớn tiến vào. Tuy không thể so sánh với Ninh Lăng, Hoài Khánh cùng với Kiến Dương nhưng cũng là khởi đầu tốt. Dương Kính Quang mặc dù tán thành vài quan điểm của Triệu Quốc Đống nhưng vẫn vô thức muốn giải thích. Các thị xã kia đạt thành tích cũng không hoàn toàn là dựa vào ngành ô nhiễm môi trường, tiêu tốn năng lượng. Ở vấn đề này tôi cảm thấy Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh làm việc khá đắc lực, không vì mấy vấn đề này mà đi ngược lại nguyên tắc. Triệu Quốc Đống cười cười không nói, hắn có thể hiểu cảm nhận của Dương Kính Quang, một năm công tác mặc dù không như ý, quan điểm công việc khác với lãnh đạo chủ yếu, tâm trạng cũng chưa chắc tốt nhưng dù sao cũng có thành tích nhất định, nếu như toàn bộ bị bác bỏ thì y là phó chủ tịch thường trực cũng mất mặt. Hơn nữa Dương Kính Quang nói không phải hoàn toàn không có lý. Chủ tịch Kính Quang, tôi thấy trong lời của anh không có tự tin mấy, chuyện lên xe rồi mới mua vé không phải không có mà. Chuyện cứ đưa hạng mục vào trước sau đó mới nghĩ biện pháp bảo vệ môi trường không phải không tồn tại. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi không muốn hắt nước lạnh cho ai, có những lúc tôi cũng khó nghĩ. Luôn cảm thấy chỉ cần có thể phát triển trước, có thể giải quyết công ăn việc làm, tiêu hóa sức lao động dư thừa ở nông thôn, tạo nguồn thu thuế. Như vậy có chút vấn đề cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Tôi đã làm bí thư huyện ủy, phó thị trưởng thường trực, làm thị trưởng. Thậm chí lúc làm bí thư thị ủy cũng đã từng có kinh nghiệm như vậy. Nhưng khi đứng ở vị trí cao hơn tuy cần thông cảm khó khăn ở bên dưới nhưng vẫn phải chú ý nhiều thứ. Nhất là bảo vệ môi trường liên quan tới lợi ích dân sinh thì càng phải chú trọng hơn nữa. Tôi có thể dễ dàng tha thứ ở góc độ khác nhưng riêng điểm này chúng ta cần thật cẩn thận. Dương Kính Quang muốn nói lại thôi, cuối cùng y thở dài một tiếng. Quan hệ giữa anh và tôi đã có nhiều năm, tôi cũng không khách khí với anh. Anh không nên cho rằng tôi đứng ở cái gọi là độ cao chính trị mà nói không đau lưng. Tôi nói chính là ý thức bảo vệ môi trường, ý thức quyền lợi, ý thức pháp luật của dân chúng càng lúc càng cao,
rất nhiều vấn đề trước đây có thể lừa được nhưng bây giờ không được. Hơn nữa hỏi thẳng lương tâm mình thì khi hoàn cảnh sống xung quanh bị ô nhiễm nặng nề thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta có thể tức giận không? Có thể sẽ trách móc các cơ quan chức năng hay không? Đồng thời làm lãnh đạo chúng ta cũng có thể tự hỏi xem cơ quan chức năng đã tận tụy với công việc chưa, có đặt lợi ích của dân chúng lên trên hết không, có bởi vì nhìn chằm chằm vào cái gọi là công ăn việc làm, tăng thu nhập, tăng thuế để lấy thành tích lên trước mà quên đi lợi ích của quần chúng nhân dân không? Dương Kính Quang không khỏi xúc động, y cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải nói cho có, cũng không phải nói gì về đại cuộc chính trị mà là chính thức đặt ánh mắt lên quần chúng nhân dân bình thường. Chẳng lẽ đây là thay đổi trong một năm của Triệu Quốc Đống ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển sao? Thấy Dương Kính Quang lắc đầu không nói, Triệu Quốc Đống cũng biết Dương Kính Quang có điểm khó xử. Năm ngoái Tần Hạo Nghiên không chú ý công việc, Dương Kính Quang phụ trách chính công việc bên ủy ban. Nhưng Dương Kính Quang mới làm phó chủ tịch thường trực, hơn nữa quan hệ với Lăng Chính Dược không quá hài hòa nên làm như thế nào thực hiện được ý đồ của tỉnh ủy cũng khó, nhất là khi biết ý kiến của Lăng Chính Dược chưa chắc đã chính xác nhưng vẫn phải cắn răng phục tùng. Phát triển tuy quan trọng nhưng có phải vì thế mà không nhìn đến thứ khác? Có một số việc mang lại nguy hại phải mất mấy chục năm mới cứu vãn nổi. Triệu Quốc Đống lúc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển đã giao tiếp không ít với Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia, đạt được các số liệu làm hắn rất giật mình. Chính quyền các cấp phải trả giá gấp 10 thậm chí gấp trăm lần lợi ích đạt được, mà dân chúng bình thường tổn thất càng khó có thể dùng tài chính để hình dung. Triệu Quốc Đống nâng chung trà nhấp một ngụm, hắn đã nói hết lòng còn Dương Kính Quang nghĩ như thế nào là việc của đối phương. Dương Kính Quang không phải người cổ hủ, Triệu Quốc Đống cũng không phải người chỉ biết lao tới trước, không biết suy nghĩ. Làm như thế nào vận động vòng vèo thì không ai thiếu kinh nghiệm và thủ đoạn, chỉ cần vì một mục tiêu chính xác thì Triệu Quốc Đống tin mình có thể hợp tác tốt với Dương Kính Quang, như vậy cũng có đủ quyền lên tiếng khiêu chiến bất cứ ai. Thấy ánh mắt lấp lánh của Triệu Quốc Đống rơi vào người mình, Dương Kính Quang một lúc lâu sau mới lắc đầu cười khổ. Chủ tịch Quốc Đống, cậu đây là thật sự định tạo gió lốc sao? Tôi phải nhắc cậu, tháng sau là Đại hội Đảng Toàn tỉnh lần thứ 11 sẽ tuyển chọn ủy viên tỉnh ủy và thường vụ mới. Còn chọn ra đại biểu tham gia Đại hội Đảng Toàn quốc 17, đây là thử vàng đá. Cậu mặc dù là phó bí thư nhưng cũng phải qua cửa này, anh cảm thấy bây giờ làm như vậy có thích hợp không? Triệu Quốc Đống thầm vui trong lòng, Dương Kính Quang đúng là vẫn tỏ thái độ đứng cùng chiến tuyến với mình, vậy là đủ rồi. Về phần Đại hội Đảng tỉnh thì Triệu Quốc Đống không dự định động can qua trước đó, còn nhiều thời gian có khi thời gian là cơ hội, không có gì phải gấp. Anh cảm thấy tôi rất khó qua cửa này sao? Triệu Quốc Đống cười nói, không nói Lăng Chính Dược hắn không dám mạo hiểm như vậy, không dám lấy tiền đồ chính trị ra đánh cuộc, dù hắn thật sự muốn để tôi thành trò cười, anh cảm thấy hắn có thể thực hiện được ư. Triệu Quốc Đống đầy tự tin nói, Dương Kính Quang nghe xong cũng động tâm. Người này thật sự đã khác trước, lời nói đầy khí phách như không để ý cửa khó khăn tháng sau. Dương Kính Quang cũng biết Lăng Chính Dược không có khả năng động tay chân ở vấn đề này, nếu không chính là tự sát. Nhưng y có thể âm thầm phát huy sức ảnh hưởng khiến số phiếu Triệu Quốc Đống nhận được rất thấp thì có thể. Đương nhiên việc này là ở chỗ Lăng Chính Dược có quyền khống chế tuyệt đối mới dám làm vậy. Nhưng Triệu Quốc Đống dám nói thế đương nhiên cũng là có điểm tự tin, nói rõ hắn sớm thấy được ở vấn đề này. Dương Kính Quang không cho rằng Triệu Quốc Đống đang hư trương thanh thế, có làm thế cũng không có ý nghĩa. Một tháng sau là thấy được tình hình thực tế, chẳng lẽ hắn còn tưởng ở tình huống này mình có thể giảng hòa với Lăng Chính Dược sao? Thấy Dương Kính Quang đang suy nghĩ lời vừa rồi của mình, Triệu Quốc Đống cao giọng cười nói. Anh cứ yên tâm, nếu như ngay điểm này tôi không chắc chắn thì hơn 10 năm tôi ở An Nguyên không phải phí công vô ích sao? Anh cho rằng tôi lên được vị trí này là do may mắn sao? Ở tình huống này Triệu Quốc Đống biết phải làm Dương Kính Quang đủ tin tưởng vào mình. Trong cả tỉnh ủy thì chính thức coi là đồng minh và có thể giúp đỡ mình trong công việc chỉ có Dương Kính Quang mà thôi. Nhưng Dương Kính Quang cũng có tính cực hạn, Lăng Chính Dược trong hơn năm qua thể hiện sự bá đạo làm Dương Kính Quang thấy áp lực và nguy hiểm. Trước đó Dương Kính Quang chỉ là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trong thời Ứng Đông Lưu thì thuận lợi, về cơ bản chưa gặp áp lực gì lớn. Bây giờ sang làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, lại có bí thư tỉnh ủy không hài lòng với mình, lúc này y mới cảm thấy được sự khó khăn và nguy hiểm, cũng làm cho y thấy khiếp đảm và sợ hãi. Triệu Quốc Đống cảm thấy sâu trong lòng Dương Kính Quang không muốn xung đột trực diện với Lăng Chính Dược, dù đối phương có gây sự như thế nào,
dù vi phạm nguyên tắc thì Dương Kính Quang vẫn hy vọng được yên ổn. Đúng là ở tình huống đó nếu ngay cả Dương Kính Quang không thể có dũng khí thì mình rất khó tìm được đồng minh đủ trọng lượng ở An Nguyên. Quyển 19, chương 42. Dương Kính Quang rời đi, Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế lặng lẽ suy nghĩ. Lo lắng của Dương Kính Quang không phải không có lý do. Lăng Chính Dược sẽ không mạo hiểm khiến mình không thể thành thường vụ hoặc là ủy viên đảng ủy, nhưng nếu khiến số phiếu của mình thuộc nhóm dưới trong các thường vụ hoặc là miễn cưỡng mới thành đại biểu tham gia đại hội đảng toàn quốc thì chỉ sợ sẽ là ám chỉ của rất nhiều người, đó là Triệu Quốc Đống có căn cơ nông cạn, không tạo được bao sóng gió. Lăng Chính Dược không phải cán bộ gốc An Nguyên, y sở dĩ có thể nhanh chóng tạo được quyền uy ở An Nguyên không phải do y làm ra bao cống hiến lớn cho An Nguyên mà là do Trung ương giao cho y quyền lực làm lãnh đạo cao nhất. Đồng thời cũng là do các mối quan hệ rộng của y khi làm phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ trung ương. Long Ứng Hoa cũng tốt, Tề Hoa cũng tốt, Trần Anh Lộc cũng tốt, hắn điều chỉnh được những người này đến vị trí hắn mong muốn, sau đó tìm một lý do đẩy Thôi Hồng An khỏi Vĩnh Lương, không cần biết biểu hiện của đối phương ở Vĩnh Lương như thế nào, đây là ân uy cùng làm, đủ để làm hầu hết người khuất phục dưới quyền uy của hắn. Đây là uy quyền mà không phải quyền uy. Quyền uy làm cho người ta chủ động phục tùng. Uy quyền thì làm cho người ta khuất phục dưới quyền lực. Triệu Quốc Đống không cho rằng đó là bình thường, nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng không phải để hiện tượng này tồn tại, chuyện một người quyết định tất cả sớm đã lỗi thời, ảo tưởng dựa vào quyền lực trong tay để thống nhất nhận thức là nực cười. Mặc dù điểm nực cười này đôi khi tạo được hiệu quả không tuyệt đối không có khả năng kéo dài. Nhưng mình cũng phải đối mặt thực tế đó là Lăng Chính Dược lợi dụng quyền lực trong tay nhanh chóng thành lập ảnh hưởng về uy quyền của hắn. Như vậy mình nhất định phải bài trừ ấn tượng nói 102 của hắn. Triệu Quốc Đống cho rằng Lăng Chính Dược có thể nhanh như vậy thành lập được uy quyền là do Tần Hạo Nghiên. Đúng là vì Tần Hạo Nghiên chủ động nhượng bộ mới có thể khiến Lăng Chính Dược được voi đòi tiên. Làm phó bí thư thứ nhất của tỉnh ủy, là người đứng đầu chính quyền tỉnh An Nguyên, anh nếu trong hội nghị thường ủy nhu nhược không nói gì thì đó là thất trách. Triệu Quốc Đống thậm chí còn nghi ngờ mục đích làm như vậy của Tần Hạo Nghiên. Chẳng lẽ nói mấy năm làm chủ tịch tỉnh đã hoàn toàn khiến y mất sự hùng tâm sao? Vì thế y muốn sớm nghỉ ngơi trên cương vị này. Lúc này nghiên cứu vì sao Tần Hạo Nghiên làm như vậy đã không có bao ý nghĩa, Triệu Quốc Đống càng chú ý tới Miêu Trấn Trung. Miêu Trấn Trung không nhiều khả năng sẽ thành đồng minh của mình, nhưng ít nhất phải sang năm sau thì hắn mới có thể rời đi. Mà tính cách của Miêu Trấn Trung quyết định hắn sẽ không phải chuyện gì cũng nghe lời Lăng Chính Dược. Thậm chí nếu ăn mòn quyền lực vốn thuộc về Miêu Trấn Trung thì chính là phạm vào cấm kỵ của hắn. Tần Hạo Nghiên trước đó lùi bước làm cho Miêu Trấn Trung không thể một mình chống lại Lăng Chính Dược, chỉ có thể nhẫn nhịn nhưng bây giờ mình đã tới thì rất nhiều vấn đề hắn có phải cũng đều có suy nghĩ như mình không? Triệu Quốc Đống cảm thấy mình cần nhanh chóng gặp mặt Miêu Trấn Trung. Lăng Chính Dược dựa lưng vào ghế xem văn bản, y xem một lúc thấy không yên lòng mới lắc đầu gỡ kính mắt xuống tiện tay bỏ các thứ lên bàn. Nhắm mắt dựa lưng ra sau suy nghĩ. Rất khó có thể vứt bỏ đối phương. Triệu Quốc Đống đúng là có duyên phận với mình. Cạnh tranh cán bộ cấp phó tỉnh mình không thể ảnh hưởng gì, kết cục thành như vậy. Long Ứng Hoa bây giờ thành cấp phó thứ hai của hắn, hắn nhảy thành quyền chủ tịch tỉnh An Nguyên, ai có thể nói đây không phải là số phận an bài. Năng lực của Triệu Quốc Đống rất mạnh, Lăng Chính Dược không đến mức không dám thừa nhận điều này, nhưng có năng lực cũng không có nghĩa hắn thích hợp ở mỗi một vị trí nào đó. Như làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, Lăng Chính Dược không cho rằng Triệu Quốc Đống làm tốt. Hắn cho rằng Triệu Quốc Đống chẳng qua là thanh kiếm mà Thái Chánh Dương dùng để mở đường máu mà thôi, Triệu Quốc Đống không làm gì cả. Hắn có thể tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia làm phó chủ nhiệm không phải do biểu hiện của hắn mà chẳng qua là Tiền Việt coi trọng năng lực ở phương diện nào đó của hắn mà thôi. Cho đến bây giờ Lăng Chính Dược vẫn không thể hiểu nổi tại sao Trung ương điều Triệu Quốc Đống về An Nguyên. Nếu quả thật là do thấy Triệu Quốc Đống là nhân tài trong phát triển kinh tế vậy đưa hắn tới Kiềm Nam hoặc tỉnh Tần có kinh tế chậm phát triển hơn không phải càng thích hợp hơn sao? Quyết định của Trung ương cũng có tính chủ quan, cũng không trưng cầu ý kiến bên dưới, điểm này Lăng Chính Dược hiểu rất rõ. Lăng Chính Dược đang suy nghĩ thì thư ký lặng lẽ tiến vào. Bí thư, trưởng ban thư ký tới. Mời y vào. Lăng Chính Dược nói. Trần Anh Lộc bình tĩnh tiến vào. Bí thư tìm tôi. Ồ, ngồi đi, tôi vừa lúc muốn tìm anh nói chuyện một chút. Lăng Chính Dược xua tay nói. Trần Anh Lộc dù trước mặt ai đều có vẻ mặt khá nghiêm cẩn. Từ sau khi lên làm phó chủ tịch tỉnh thì vẻ tươi cười trên mặt ít đi rất nhiều, ngay cả Trần Anh Lộc cũng cảm thấy điểm này.
nhưng trong công việc và cuộc sống đúng là không có nhiều việc đáng để vui mừng. Trần Anh Lộc cảm thấy số mình khá khổ, dù ở vị trí nào cũng không được an nhàn. Mặc dù Lăng Chính Dược đưa y tới vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy nhưng Trần Anh Lộc cũng chỉ thoáng vui vẻ một chút rồi hết, không đến mức quá đắc ý. Thực tế mà nói mình là người có lý lịch ít nhất, bằng cấp thấp nhất trong các phó chủ tịch tỉnh, có lẽ do mình có nhiều kinh nghiệm công tác cơ sở một chút, lúc làm phó chủ tịch cũng kiên định chịu khó làm việc mà thôi, không biết Lăng Chính Dược có phải coi trọng điểm này không? Lăng Chính Dược thực ra rất coi trọng sự trầm ổn của Trần Anh Lộc. Theo hắn thấy trong các phó chủ tịch tỉnh An Nguyên thì nguyên phó chủ tịch thường trực Nhâm Vi Phong chính là người ưu tú nhất, nhưng người này như cánh chim đã cứng không thể giữ lại được. Tề Hoa quá cẩn thận, mềm mỏng cho nên mình đưa hắn tới vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ, đối phương sẽ có thể rất tốt thi hành ý đồ của mình. Khang Nhân Lương như con cá trạch, quá giảo hoạt không tiện giao trọng trách. Tào Ninh có năng lực nhưng không đủ toàn diện, kiến thức chuyên môn có, thông minh thừa nhưng thiếu trầm ổn. Hoàng Chí tính cách quá lạnh lùng, thiếu sự rộng lượng. Chỉ có Trần Anh Lộc là bình ổn, ngoài nghiện thuốc nhiều là Lăng Chính Dược không quen ra thì đúng là người thích hợp nhất làm trưởng ban thư ký. Cũng không biết lúc trước Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống sao hợp tác không tốt, điều này giống như phản ứng Triệu Quốc Đống là kẻ gây náo loạn, đi tới đâu cũng không yên bình. Nhưng Triệu Quốc Đống lại làm ở Ninh Lăng rất tốt, một đám cán bộ bên dưới tuyệt đối tín nhiệm vào hắn, đó là do thành tích kinh tế huy hoàng tạo thành hay hắn giỏi làm người đứng đầu hơn. Trần Anh Lộc có chút khó hiểu, y cảm thấy Lăng Chính Dược như rơi vào trạng thái hoảng hốt như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, tình huống này không nhiều lắm. Cũng may trạng thái đó chỉ kéo dài tầm chục giây, Lăng Chính Dược đã khôi phục bình thường. Anh Lộc, tháng sau là đại hội đảng, anh và Lão Tề trong thời gian này sẽ bận đó, giúp bí thư Trấn Trung nhanh chóng làm xong các trình tự, đảm bảo không có sai sót. Điểm này bí thư Lăng yên tâm, bí thư Trấn Trung có kinh nghiệm phong phú. Trưởng ban Tề cũng từng làm bí thư thị ủy nên chắc không vấn đề gì. Trần Anh Lộc gật đầu nói. Trong thời gian trước chúng tôi đã nghiên cứu hai lần, văn kiện cũng đã gửi tới thị ủy và đảng ủy các sở ban ngành, Lão Tề và tôi cũng đến mấy đơn vị, tất cả đều bình thường. Vậy là tốt, năm trước tới năm nay nhân sự tỉnh ta thay đổi quá lớn, không nên vì nguyên nhân này mà ảnh hưởng đến tuyển cử. Lăng Chính Dược gật đầu, nói thật nếu Trần Anh Lộc làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì hắn càng yên tâm hơn. Nhưng Tề Hoa tới làm trưởng ban thư ký lại không quá thích hợp, cho nên cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng may sau này còn nhiều cơ hội. Cái này thì không, trong các bí thư thị ủy các nơi ngoài Lão Đậu ra thì đều là các bí thư làm vài năm, giác ngộ chính trị cao, năng lực khống chế mạnh, cũng quen với công việc này nên không có vấn đề gì mấy. Trần Anh Lộc rất khẳng định hồi đáp. Mặc dù là Lão Đậu thì cũng làm nhiều năm ở tỉnh nên cũng không lạ việc này mấy. Tôi đã xem qua tình hình bộ máy 14 thành phố, thị xã tỉnh ta. Các bí thư thị ủy phần lớn đều sắp làm hết khóa, cũng có người gần tới tuổi, còn có một số phản ứng không tốt. Hơn năm qua tôi vẫn suy nghĩ làm như thế nào điều động tính tích cực trong công việc của cán bộ, tôi thấy cần phải có thưởng phạt phân minh. Đối với một vài vị trí không quá thích hợp thì chúng ta cần phải cân nhắc hướng đi của bọn họ. Lăng Chính Dược đã suy nghĩ rất kỹ mới nói ra, Trần Anh Lộc nghe xong không khỏi run lên. Quyển 19, chương 43. Tình hình An Nguyên không hoàn toàn giống như lời Lăng Chính Dược nói, nhưng Lăng Chính Dược ám chỉ gì? Trần Anh Lộc suy nghĩ thật nhanh tình hình 14 thành phố thị xã. An Đô có thể không cân nhắc, không phải phạm vi quyền lực của tỉnh ủy. Vĩnh Lương có thể cũng tạm không cân nhắc, Đậu Tái Viễn mới tới, dù như thế nào cũng không tới lượt hắn. Lô Vệ Hồng, Thông Thành rất được lòng Lăng Chính Dược, muốn điều chỉnh cũng phải tới nơi tốt hơn. Hoài Khánh thì sau khi Đàm Lập Phong đi Lăng Chính Dược vẫn cân nhắc mãi và mới có quyết định. Bí thư thị ủy Kiến Dương, Lý Tân vừa nhận chức, là cán bộ do Lăng Chính Dược mang từ ban tổ chức cán bộ trung ương tới, y làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy một năm rồi tới Kiến Dương, tự nhiên không cần tính. Thiên Châu cũng không thể, Trác Ninh đến Thiên Châu làm khá tốt. Tuy Thiên Châu còn chênh lệch lớn với phía trước nhưng Trần Anh Lộc cảm thấy Lăng Chính Dược có ấn tượng tốt đối với Trác Ninh, hơn nữa Trác Ninh cũng theo Lăng Chính Dược khá gần. Cũng có thể không tính tới. Còn lại 8 nơi là Miên Châu, Nam Hoa, Lam Sơn cùng Đường Giang, Lô Hóa cùng Vinh Sơn, Tân Châu, Ninh Lăng. Bí thư thị ủy Đường Giang, Kim Đại Giang làm khá lâu, mặc dù không có nguyên nhân như vậy thì cũng sẽ được điều chỉnh. Tuy Kim Đại Giang cố gắng dựa vào Lăng Chính Dược nhưng theo Trần Anh Lộc thấy Lăng Chính Dược không quá thích đối phương. Đây là do nguyên nhân năng lực và ấn tượng mà không phải do lập trường. Ngược lại thị trưởng Đường Giang Vưu Liên Hương có năng lực đột xuất,
Chính xác mà nói, sự phát triển nhanh chóng của Đường Giang mấy năm qua ở trình độ rất lớn là do tính cách mềm mỏng của Kim Đại Giang kết hợp với Vưu Liên Hương có tác phong cứng rắn. Nếu có thể thì Kim Đại Giang lên một sở ban ngành nào đó, mà Vưu Liên Hương làm bí thư thị ủy cũng là kết quả hợp lý. Nhưng Trần Anh Lộc lại biết khả năng này không lớn. Quan hệ giữa Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống thì đã sớm có người báo cáo với Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược sẽ không cân nhắc để Vưu Liên Hương lên chức, cái này không quan hệ tới lòng dạ mà là do nhu cầu chính trị. Mà nếu Kim Đại Giang rời đi, lại điều người khác tới làm bí thư thị ủy thì nhất định sẽ tạo ra mâu thuẫn lớn ở Đường Giang, sẽ ảnh hưởng đến cục diện, cho nên Kim Đại Giang vốn có thể phải đi nhất lại không thể đi nhất. Bí thư thị ủy Nam Hoa thì sau khi Dương Thiếu Bằng lên làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh liền do thị trưởng thay thế. Trần Anh Lộc đoán khả năng điều chỉnh cũng khá thấp. Bí thư thị ủy Lam Sơn, Đồng Lập Đào năm trước từ cơ quan thuộc Trung ương đi xuống, tới tỉnh làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trước khi Ứng Đông Lưu đi liền bổ nhiệm làm bí thư thị ủy Lam Sơn, có lẽ sang năm sẽ về Bắc Kinh nên không cả phải tính tới. Như vậy chỉ còn lại có Ninh Lăng, Nguyên Châu, Tân Châu, Lô Hóa cùng Vinh Sơn. Trong năm nơi này thì bí thư thị ủy Lô Hóa cùng Vinh Sơn có tuổi lớn nhất, thời gian nhận chức không ngắn, cũng không có thành tích quá bắt mắt, nếu điều chỉnh thì cũng hợp tình hợp lý. Nhưng quan trọng nhất là ý đồ của Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược điều chỉnh Thôi Hồng An đã tạo ra chút tác dụng gõ núi dọa hổ, nếu muốn thực hiện ý đồ nhắc nhở như vậy điều chỉnh bộ máy Lô Hóa cùng Vinh Sơn cũng hợp lý. Nhưng nếu như theo lời của Lăng Chính Dược là ngồi trên đống công lao ăn mà không vận động thì Lô Hóa cùng Vinh Sơn tuyệt đối không nằm trong nhóm này. Ngồi ăn công lao thì nhất định phải từng có căn cơ nhất định và sự huy hoàng. Nguyên Châu cùng Tân Châu cũng từng huy hoàng, Bối Thiết Lâm cùng Trang Quyền đảm nhiệm bí thư thị ủy hai nơi này đã khá lâu, coi như là cán bộ cấp giám đốc sở nhiều tư cách. Một từ giám đốc đài truyền hình tỉnh tới Thông Thành làm bí thư thị ủy, sau đó tới Nguyên Châu. Người còn lại là phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tới Tân Châu làm bí thư thị ủy. Hai năm qua kinh tế Nguyên Châu cùng Tân Châu phát triển khá chậm nhưng cũng không thể gọi là quá kém. Kinh tế một nơi phát triển lúc lên lúc xuống, đó là bình thường. Còn một chính là Ninh Lăng. Ninh Lăng đã đứng thứ hai của tỉnh chỉ sau An Đô, thậm chí còn có thể vượt qua An Đô. Hai năm qua tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng giảm mạnh, Trần Anh Lộc nghe được Lăng Chính Dược rất bất mãn việc tốc độ tăng trưởng từ trên 100% giảm xuống còn 30%, đến quý một năm nay lại còn có 20%, mặc dù vẫn thuộc nhóm đầu cả tỉnh nhưng so sánh với hai năm trước thì cách xa quá lớn làm người ta khó có thể chấp nhận. Trần Anh Lộc không xác định lời vừa rồi Lăng Chính Dược có phải nhằm vào Ninh Lăng không. Nếu là như vậy thì rất phiền phức. Trần Anh Lộc không cho rằng Lăng Chính Dược muốn động bộ máy Ninh Lăng là ý kiến hay. Nếu như Lăng Chính Dược thật sự muốn động vào bộ máy Ninh Lăng thì nên tiến hành trước khi Triệu Quốc Đống tới An Nguyên. Lúc ấy nếu điều Trung Dược Quân tới làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh thì Trung Dược Quân có khổ cũng không thể nói thành lời, Triệu Quốc Đống cũng không thể ảnh hưởng được. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống đã làm quyền chủ tịch tỉnh. Thời gian đến đại hội đảng tỉnh chỉ còn có một tháng thì điều chỉnh bây giờ là không thể. Vậy phải đợi sau đại hội đảng mới có thể tiến hành, vậy tình hình sẽ như thế nào? Có thể làm Triệu Quốc Đống phản ứng rất mạnh không? Có thể tạo ra sóng gió lớn trong hội nghị thường ủy không? Nói cách khác từ cục diện chính trị mà nói thì bây giờ đã mất đi thời cơ tốt nhất điều chỉnh bộ máy Ninh Lăng. Đương nhiên Trần Anh Lộc cũng biết Lăng Chính Dược có điểm khó xử của mình. Y không thể chỉ nghĩ đến vấn đề ở tỉnh. Y phải chú ý cái nhìn của Trung ương và của tỉnh ủy. Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh phối hợp rất ăn ý, mà từ năm trước Ninh Lăng lại nhắc lên hoạt động, thực hiện chính sách tinh thần kỳ họp 16, gần sát dân sinh, chú ý ý dân, và tạo ra danh tiếng, cũng được đánh giá rất cao. Nhất là Ninh Lăng xây dựng nhà xã hội rất nhiều, áp chế được giá nhà tăng vọt khiến cho giá nhà Ninh Lăng vẫn duy trì ở mức khá thấp. Nó từ góc độ nào đó hấp dẫn càng nhiều nhà đầu tư tới Ninh Lăng. Hơn nữa cũng được dân chúng rất ủng hộ. Hiện tượng Ninh Lăng, trước Tết đã thành tâm điểm trong toàn tỉnh, không ít đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân các thị xã đều đặt câu hỏi tại sao kinh tế địa phương không bằng Ninh Lăng, người lưu động không thể bằng Ninh Lăng, thu nhập bình quân ở đô thị và nông thôn cũng không bằng Ninh Lăng vậy mà giá nhà hơn xa Ninh Lăng, thậm chí trong hai hội nghị cấp tỉnh cũng có không ít đại biểu yêu cầu Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh cần phải tiến hành điều tra vấn đề giá nhà ở Ninh Lăng. Tổng kết kinh nghiệm xem có thể áp dụng phương pháp này với các thành phố, thị xã khác hay không. Trần Anh Lộc rất nghi ngờ Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh có ánh mắt chính trị như vậy hay không, sau lưng có phải do Triệu Quốc Đống chỉ điểm không. Trần Anh Lộc cảm thấy khả năng này rất lớn,
chỉ là lúc ấy Triệu Quốc Đống có lẽ không ngờ mình sẽ về An Nguyên, nếu như lúc ấy hắn có thể đoán được mình về An Nguyên thì quả thật rất đáng sợ. Trần Anh Lộc không tin đối phương lại yêu nghiệt tới mức này. Nhưng y cũng phải thầm than chiêu thức mà Triệu Quốc Đống đưa ra để giúp hai người chung dược quân là quá chính xác. Ở tình hình như vậy nếu Lăng Chính Dược muốn điều chỉnh Bàng Mẫn Ninh Lăng thì nhất định sẽ bị câu hỏi của Trung ương và tỉnh ủy, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín mà Lăng Chính Dược rất khó khăn gây dựng lên. Lăng Chính Dược đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Mà khi anh ổn định được cục diện thì một ít cơ hội cũng mất đi. Giống như bây giờ Lăng Chính Dược muốn điều chỉnh bộ máy Ninh Lăng để lập uy sẽ rất dễ gặp mạo hiểm cực lớn, đây là con dao hai lưỡi, ai hơn ai kém cũng khó nói. Bí thư Lăng, bây giờ sợ rằng không tiện cân nhắc vấn đề này, có phải nên đợi đại hội đảng tỉnh kết thúc rồi nghiên cứu không? Khẽ thở dài một tiếng, Trần Anh Lộc suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghĩ đại hội đảng bây giờ là chuyện quan trọng nhất của tỉnh, mà thông qua đại hội đảng có thể làm mọi người thấy rõ tình hình và nhân khí, nó cũng trợ giúp chúng ta triển khai công việc tiếp theo, kể cả việc điều chỉnh nhân sự như bí thư vừa nói. Trần Anh Lộc nói làm mắt Lăng Chính Dược sáng lên. Mình chọn Trần Anh Lộc làm trưởng ban thư ký đúng là không sai, điểm là chúng. Đối phương cũng nắm bắt rõ ý đồ của mình, không cần mình nói thêm gì cả. Dùng một trưởng ban thư ký như vậy là rất thuận lợi. Ừ, đại hội đảng là chuyện quan trọng nhất hiện nay, chúng ta cần phải để đại hội đảng lần này thể hiện được ý nguyện của hơn 4 triệu đảng viên của An Nguyên chúng ta, đưa ra cơ cấu phát triển trong mấy năm tới của tỉnh. Lăng Chính Dược gật đầu nói. Cho nên anh và lão Tề cần phải nắm bắt thật tốt công việc này. Trần Anh Lộc cười khổ một tiếng, cái này đại biểu gì? Là mình chính thức tuyên chiến với Triệu Quốc Đống sao? Đại hội đảng biến thành chiến trường mà mình và Tề Hoa là quân cờ rất quan trọng, còn có thể sẽ nhiều người dần dần tiến vào ván cờ, mà ván cờ này nếu đã đi sẽ không thể quay đầu lại. Quyển 19, chương 414. Âu Dương Cẩm Hoa cảm thấy vẻ mặt sếp rất nghiêm túc giống như có tâm sự nhưng y không nhìn ra gì cả. Y chỉ có thể lặng lẽ đóng cửa đi ra. Tòa nhà này thiết kế rất hợp lý, văn phòng chủ tịch tỉnh nằm ở trên tầng cao nhất, đối diện là văn phòng thư ký, ngoài ra còn có một phòng gần phòng thư ký với diện tích nhỏ hơn chút là phòng cảnh vệ. Dù là phòng thư ký hay cảnh vệ cũng có thể dễ dàng thấy tình hình trên hành lang, nói cách khác người từ ngoài vào sẽ bị chặn lại. Chẳng qua đây là nằm trong trụ sở ủy ban tỉnh, người bình thường rất khó có thể vào đây. Mà phòng cảnh vệ, thư ký có khoảng cách nhất định với văn phòng chủ tịch tỉnh ở bên trong, như vậy cũng có tác dụng ngăn cách. Theo thông lệ hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh đều có cảnh vệ đi theo, cảnh vệ bình thường đều được tuyển từ cục cảnh vệ, sở công an, đều là chính sách vũ trang dù là tố chất chính trị hay ngoại hình đều đáng tin cậy. Thư ký Âu Dương. Thấy Âu Dương Cẩm Hoa tiến vào, một thanh niên đang đọc sách đứng lên chào rồi cung kính nói. Vị thư ký này ngay cả lãnh đạo cục thấy cũng khá khách khí. Dù trên danh nghĩa chỉ là thư ký. Lôi Dã cũng biết vấn đề này. Tiểu Dã, tôi không phải nói rồi sao? Lúc không có ai khác thì chúng ta không cần gọi theo chức danh, nghe lạ quá. Tôi hơn cậu vài tuổi, cậu gọi tôi Hoa Ca, tôi gọi cậu Tiểu Dã. Âu Dương Cẩm Hoa vừa xua tay vừa nói. Cậu như vậy sẽ khiến tôi thấy khó chịu. Phân công của chúng ta mặc dù khác nhau nhưng đều là phục vụ lãnh đạo, tính chất giống nhau. Hoa Ca. Đây là thói quen trong quân đội của tôi, sửa không được. Lôi Dã có chút xấu hổ gãi đầu. Lôi Dã không phải tân binh, y ở quân đội 5 năm rồi chuyển thành sĩ quan. Lần này được chọn làm cảnh vệ cho tân chủ tịch tỉnh cũng có nghĩa mở ra một đường hướng mới cho hắn. Nếu làm tốt sau này xuất ngũ về địa phương có thể được bố trí một công việc tốt, đây cũng là do lão lãnh đạo kiêm đồng hương tiết lộ cho hắn. Sang đây sẽ khác ở cục của cậu, thứ nhất không cần mặc quân phục. Sau này đi theo chủ tịch tỉnh ra ngoài phải chú ý điểm này. Tôi nghĩ lãnh đạo các cậu cũng sớm nhắc điểm này, không cần tôi nói nhiều. Thứ hai một vài thói quen tốt trong quân đội nhưng thể hiện ở đây lại không thích hợp mấy, phải chú ý. Thứ ba phải học được cách ngồi, chủ tịch Triệu ngoài lúc ra ngoài thì nhiều lúc chính là họp và ngồi trong văn phòng tiếp khách, duyệt văn bản. Nói cách khác đây là địa điểm công tác chính của chúng ta. Chúng ta phải học được cách ngồi. Âu Dương Cẩm Hoa có ấn tượng tốt đối với Lôi Dã. Lôi Dã này khá chân thật, không hút thuốc không uống rượu, xem ra là được tuyển chọn kỹ lưỡng. Lãnh đạo cục cảnh vệ, sở công an cùng trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh Mai Cửu Vinh cũng chuyên môn mang Lôi Dã tới gặp mặt chủ tịch Triệu, sếp rất hài lòng. Nhưng Lôi Dã trước đây chưa từng làm việc này, tuy có chuyên môn nhưng có nhiều vấn đề không quen. Trưởng ban thư ký Mai cũng bảo Âu Dương Cẩm Hoa cần phải dạy bảo Lôi Dã,
để Lôi Dã nhanh chóng tiến vào trạng thái. Lôi Dã rất chú ý học tập, cũng nhanh chóng thích ứng. Âu Dương Cẩm Hoa cũng muốn giúp đối phương một chút. Cảm ơn Hoa ca, tôi biết. Lôi Dã đứng nghiêm gần từng tiếng. Được rồi, tùy tiện một chút đi, ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi không phải nói rồi sao, lúc chỉ có hai người thì không cần khách khí, chúng ta cũng giống nhau. Âu Dương Cẩm Hoa nở nụ cười. Lôi Dã có thói quen tốt là không nói nhiều, trừ khi hắn cảm thấy cần hỏi thì mới mở miệng nói, cái khác đều là kiên quyết không hỏi nhiều không nói nhiều. Âu Dương Cẩm Hoa cũng thích có thêm người bạn, hắn đến An Nguyên cũng không có mấy người quen, nhất là ở ủy ban tỉnh này. Trong đám bạn học đại học cũng có người ở An Nguyên nhưng quan hệ tốt chỉ có một và phân về thị ủy An Đô. Hai hôm nay hắn mặc dù cũng hay liên lạc với đối phương nhưng không có thời gian gặp. Đến một nơi mới mà có thể nhanh chóng quen thuộc cũng dung nhập cũng là kiểm tra năng lực. Âu Dương Cẩm Hoa cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn rất chú ý điểm này, cố gắng làm cho mình kết thành một khối với đồng nghiệp trong văn phòng, nhưng trong này cũng có điểm khó khăn. Mọi người đều có đối tượng phục vụ của mình, cũng không phải sinh viên mới tốt nghiệp, đều chìm nổi mấy năm trong xã hội. Nhất là đối tượng phục vụ của mình càng khác nên khiến cho mình tự động vạch giới hạn vô hình với người khác. Âu Dương Cẩm Hoa cũng không hy vọng xa vời mình có thể được mọi người hài lòng, đó là không thực tế cũng không cần thiết. Âu Dương Cẩm Hoa chỉ hy vọng có quan hệ tốt với mấy vị trưởng, phó trưởng ban thư ký, chánh, phó chánh văn phòng và có mấy bạn bè nói chuyện được ở văn phòng. Đây là yêu cầu cơ bản nhất mà Âu Dương Cẩm Hoa đặt ra cho mình. Triệu Quốc Đống cũng đang suy nghĩ làm như thế nào mở được cục diện. Dương Kính Quang nói không phải không có lý, bây giờ còn chưa thể cân nhắc công việc khác, quan trọng nhất chính là qua cửa ở Đại hội Đảng tỉnh. Đây là cách thử vàng, mấy chục ủy viên tỉnh ủy đều nhìn chằm chằm vào Đại hội Đảng lần này, không tính tới có thể trúng tuyển hay không mà số phiếu sẽ chính là phương hướng xác định sức ảnh hưởng của Lăng Chính Dược và mình. Một năm qua Lăng Chính Dược đã có không ít bố cục, chẳng những kéo vài thân tín từ ban tổ chức cán bộ trung ương xuống, đồng thời cũng nhanh chóng hấp thu một nhóm người. Đây hoặc là cán bộ thời Ninh Pháp, hoặc là cán bộ sau khi Ứng Đông Lưu đi đã chủ động dựa vào Lăng Chính Dược, không thiếu người đầu cơ chính trị nhưng cũng phải thừa nhận đám người này có tính đại biểu nhất định. Đây là ưu thế khi Lăng Chính Dược làm bí thư tỉnh ủy. Từ lý thuyết mà nói hắn đương nhiên trở thành trung tâm ở An Nguyên, muốn tất cả xoay quanh vòng tròn trung tâm này nhưng đây không phải tuyệt đối. Việc này phải xem biểu hiện của hắn có đủ làm người ta phục nhân cách và năng lực của hắn không. Chứ chỉ dựa vào địa vị và uy quyền tổ chức giao cho thì không thể thắng được tất cả hoặc có thắng cũng rất miễn cưỡng. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết rõ ảo diệu trong đó. Hắn công tác nhiều năm như vậy nên hắn biết rõ điểm này. Theo lý thuyết một bí thư tỉnh ủy không khác mấy so với một bí thư thị ủy, đương nhiên cấp độ là khác nhau nhưng triết lý và ý nghĩa là tương tự. Làm như thế nào để mình thành trung tâm tuyệt đối, làm như thế nào để công việc triển khai với mình là trung tâm chính là nghệ thuật lãnh đạo. Không thể nghi ngờ Lăng Chính Dược có năng lực và trình độ nhất định nhưng hắn cũng có nhược điểm của mình, đó là kinh nghiệm công tác cơ sở không đủ, công tác kinh tế không phải lĩnh vực hắn am hiểu, mà đó lại là ưu thế của mình. Còn một tháng nữa, đây là cơ hội của mình. Đại hội đảng có thể thử ra trụ cột của mình ở An Nguyên, cũng có thể thử được sự tự tin của Lăng Chính Dược, đây là tương đối. Bên này lên bên kia xuống, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chủ tịch Mao từng nói không phải gió đông áp gió tây chính là gió tây áp gió động, dùng ở đợt đại hội đảng này tuy hơi quá nhưng tình hình thực tế là như vậy. Đương nhiên gió đông hay gió tây thì cuối cùng cũng là muốn áp dụng lên chiến thuyền An Nguyên, làm chiến thuyền An Nguyên vượt sóng gió. Chỉ chẳng qua xem cỗ năng lượng nào có tác dụng chủ đạo hơn mà thôi. Mỗi một bước đều cần có bắt đầu, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Lão đệ quả nhiên là nhân tài trong loài người. Thiên Cửu và Đông Chiêu nói không sai, không ngờ nhanh như vậy lão đệ đã về lại An Nguyên. Ba Kiên Cường tôi đúng là không nhìn lầm người, lúc ấy tôi nói tiền đồ của cậu không thể hạn lượng, chỉ là không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Mặt Ba Kiên Cường hơi đỏ lên vì men rượu, y cùng Triệu Quốc Đống vừa đi vừa nói chuyện. Tốt quá, cậu bây giờ đã là chủ tịch tỉnh nên càng cần ủng hộ mạnh cho ZX chúng tôi. Quân yêu dân, dân ủng hộ quân dân là một nhà, chính quyền cũng là đại biểu của dân chúng. Ở nhiều công việc quân khu tỉnh chúng tôi còn cần lãnh đạo ủy ban tỉnh ủng hộ quân khu nhiều hơn. Kiên Cường, lời này chỉ nên nói lúc có người ngoài thôi chứ. Triệu Quốc Đống ra vẻ tức giận sẵn giọng. Vừa nãy Cửu ca cùng Đông Chiêu đã nói gì? Không phải nói người nhà không nên nói lời khách khí sao? Quân khu gặp vấn đề thì tỉnh đương nhiên ủng hộ. Anh gọi điện thẳng cho tôi, tỉnh sẽ giúp ngay.
Tôi cũng không đi vòng vo với anh, tôi muốn anh giúp. Quyển 19, chương 45. Được, tôi thích nghe câu này. Ba kiên cường rất quyết đoán nhận lời, không nói câu dư thừa nào cả. Sau này chúng ta có chuyện gì thì trực tiếp liên lạc. Đương nhiên cậu nếu muốn đi khiêu chiến thì nhất định phải kéo tôi. Triệu Quốc Đống cũng nở nụ cười, đây là bước đầu tiên trong hành trình khiêu chiến nhưng cũng là hành trình mạo hiểm. Hắn quyết định mạo hiểm là do quan hệ cá nhân giữa hắn và ba kiên cường. Hai năm qua hai người mặc dù ít liên lạc nhưng đã từng ăn với nhau ở Bắc Kinh, Trầm Đông Chiêu cùng Quảng Thiên Cửu cũng là trung gian cho hắn. Ha ha, kiên cường, nơi này tôi không dám tới nữa đâu, quân giải phóng nhân dân đánh đâu thắng đó, tôi cảm thấy mình tốt nhất không nên tự rước nhục. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Triệu Quốc Đống cùng ba kiên cường một bên đi dạo một bên nói chuyện tình hình trong và ngoài nước. Triệu Quốc Đống mới từ ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia xuống lại có hứng thú với quân sự, mà ba kiên cường cũng có gia thế khác thường, hai người trong khi nói chuyện cũng có nhiều tiếng nói chung. Từ Iran gia nhập tổ chức Thượng Hải sẽ có lợi hại như thế nào, từ việc xây dựng đường ống dẫn dầu từ cảng Wada Pakistan về Trung Quốc. Trước khi rời khỏi quân khu, Triệu Quốc Đống rất tùy ý hỏi về công tác tuyển cử đại hội đảng ở quân khu có thuận lợi không, điều này cũng làm ba kiên cường ý thức được ý trong đó. Hai hôm trước thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tề Hoa cũng tới tìm hiểu tình hình tuyển cử, bây giờ Triệu Quốc Đống lại hỏi thì đương nhiên không đơn giản. Ba kiên cường thoáng suy nghĩ một chút là hiểu ngay ý của Triệu Quốc Đống. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tề Hoa tới quân khu tỉnh tìm hiểu công tác chuẩn bị đại hội đảng của quân khu, lúc ấy ba kiên cường không ở quân khu mà xuống cơ sở, sau khi y về thì chính ủy quân khu chỉ nói vài câu hời hợt. Ba kiên cường không biết đối phương cố ý chọn lúc mình không có ở nhà rồi tới hay là trùng hợp. Mà chính ủy đi lại khá gần với Tề Hoa, như vậy làm ba kiên cường phải suy nghĩ đôi chút. Kết quả ba kiên cường rất thận trọng tỏ vẻ rất tốt bao gồm cả tuyển cử cho đại hội đảng tỉnh. Ồ, Chủ tịch Quốc Đống muốn đi xem khu công nghệ cao và huyện Giang Khẩu. Đàm Lập Phong nhíu mày nói. Bí thư Kinh Sơn nói như thế nào, có đi cùng không? Bên thị ủy không nói rõ chỉ nói là báo ngài chuẩn bị. Trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố khá cẩn thận nói. Hay là báo bên khu công nghệ cao trước một tiếng để bọn họ chuẩn bị. Quan Kinh Sơn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Không cần, ở khu công nghệ cao có gì cũng không giấu được người, đối với Chủ tịch Quốc Đống mà nói càng không có bao ý nghĩa. Chủ tịch hiểu rất rõ tình hình an đô chúng ta. Vậy, trưởng ban thư ký không biết thị trưởng định như thế nào. Như vậy đi, nếu Bí thư Kinh Sơn không có thời gian thì do tôi đi cùng Chủ tịch tỉnh, nếu Bí thư Kinh Sơn có thời gian thì tôi và Bí thư Kinh Sơn cùng tham gia. Chủ tịch Quốc Đống dù sao mới tới, trạm thứ nhất đã đến An Đô chính là coi trọng An Đô. Quan Kinh Sơn lạnh nhạt nói. Anh nói với trưởng ban thư ký Mao một tiếng. Khu công nghệ cao vẫn là nỗi đau trong lòng An Đô. Nơi đây được tỉnh ủy. Ủy ban An Nguyên trình lên và được phê làm khu khai phát công nghệ cao cấp quốc gia nhiều năm nhưng vẫn không thể hình thành ưu thế sản nghiệp. Quan Kinh Sơn sau khi làm thị trưởng cũng ra tỉnh ngoài khách sạn, cũng nghe được một ít đô thị phát triển ở khu vực Duyên Hải nhắc tới khu công nghệ cao An Đô đều nói là một cái giá bỏ đi, ý chính là gì cũng có thể nhét vào, không hề có ưu thế âng làm cho Quan Kinh Sơn rất xấu hổ. Nhưng đối phương đánh giá không sai, khu công nghệ cao đúng là làm người ra rất thất vọng. Các công ty tiến vào khu công nghệ cao khá lẻ tẻ, có công ty có thực lực và năng lực nghiên cứu khoa học nhất định, cũng có nhiều công ty sản xuất công nghiệp truyền thống tốn năng lượng và gây ô nhiễm môi trường, còn có một vài công ty không có thực lực nhưng đến lấy đất. Theo Quan Kinh Sơn thấy thì khu công nghệ cao An Đô không thể so sánh với khu khai phát Hoài Khánh. Từ lúc lên làm thị trưởng An Đô, Quan Kinh Sơn mới coi như ý thức được tình hình thực tế của An Đô. Thành phố tỉnh thành này có rất nhiều nơi phải điều chỉnh. Hơn nữa là thành phố với dân số trên 10 triệu dân, kinh tế nhiều năm phát triển chậm, sản nghiệp trụ cột không rõ ràng, không có quy hoạch khoa học, xây dựng đô thị không có quy hoạch, lặt vặt hỗn loạn, phát triển sự nghiệp xã hội không có điểm rơ sang. Bảo sao Quan Kinh Sơn lại thở dài một tiếng sau khi mình tới, đây là cảm thấy có người có thể chia sẻ áp lực cho hắn. Hai người vì thế cũng thảo luận nhiều lần ở vấn đề này, cũng nhất trí cho rằng An Đô cần phải có quy hoạch khoa học hợp lý. Cũng cần kiên định đẩy mạnh sự phát triển của An Đô. Nếu không An Đô chỉ có nước bị Ninh Lăng vượt qua thậm chí còn xuất hiện tình cảnh xấu hổ là bị Ninh Lăng bỏ càng lúc càng xa. So sánh với An Đô, Hoài Khánh đúng là không ở cùng cấp độ. An Đô là thành phố cấp phó tỉnh, là trung tâm của An Nguyên nên nó không đơn giản là ảnh hưởng tới thành phố mà ảnh hưởng tới cả sự phát triển của An Nguyên.
vừa phải kết hợp tình hình thực tế của Ando, vừa phải tạo ra ưu thế sản nghiệp của Ando, vừa không thể không suy nghĩ đến tác dụng cầm đầu của Ando với An Nguyên, phải kết hợp quy hoạch chung của tỉnh, nếu không sẽ được đánh giá là không có cái nhìn đại cuộc. Bảo sao Quan Kinh Sơn lúc ngồi ở vị trí này rất mệt mỏi. Mặc dù hai năm qua tình hình Ando cũng hơi khởi sắc nhưng không thể so sánh được với Ninh Lăng, Hoài Khánh, thậm chí cũng có chênh lệch lớn với không ít địa phương khác trong tỉnh. Ando muốn phát triển, cũng phải kết hợp với quan điểm của tỉnh, điểm này cả Quan Kinh Sơn và Quan Kinh Sơn đều đồng tình. Không chỉ là phải phối hợp tốt với tỉnh hơn nữa còn phải khiến một vài quy hoạch, tư tưởng của tỉnh lấy Ando làm trung tâm, làm tỉnh đưa vào nhiều hạng mục, xây dựng cơ sở vật chất khổng lồ để thúc đẩy Ando phát triển. Đương nhiên điều này cũng có khó khăn, tỉnh có quan điểm của tỉnh, phải thống nhất chung trong toàn tỉnh. Nhưng hai người Quan Kinh Sơn đều cho rằng mâu thuẫn này không lớn, có thể phối hợp tốt được. Hơn nữa sự phát triển của Ando sẽ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, thậm chí sự phát triển của cả An Nguyên. Bây giờ hai người Quan Kinh Sơn cảm thấy lo lắng chính là tình hình trước mắt của Ando không quá tốt, mặt khác chính là Ninh Lăng đang không ngừng gây sự muốn trở thành đứng đầu kinh tế toàn tỉnh. GDP Ninh Lăng năm nay nhất định sẽ vượt qua Ando. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng năm nay không cao, mà thu nhập bình quân của dân chúng đô thị và nông thôn của Ninh Lăng năm trước cũng đã vượt qua Ando, bây giờ khoảng cách đang không ngừng được kéo lên. Triệu Quốc Đống làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh càng làm Quan Kinh Sơn và Quan Kinh Sơn buồn bực. Điều này nói rõ Trung ương tán thành thành tích Triệu Quốc Đống đạt được ở Ninh Lăng, hơn nữa cũng thể hiện Trung ương coi trọng mô hình Ninh Lăng. Đây là đả kích không nhỏ với hai người Quan Kinh Sơn. Hai người sau khi biết tin Triệu Quốc Đống thành quyền chủ tịch tỉnh cũng đã chuyên môn bàn bạc, phân tích Triệu Quốc Đống làm chủ tịch tỉnh thì sẽ mang tới ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của Ando. Đáp án là không xác định nhưng ảnh hưởng trái chiều có thể lớn hơn. Nhưng cục diện đó không ai có thể ngăn nổi. Thực tế mà nói Ando nếu muốn được tỉnh ủng hộ và phối hợp thì phải được ủy ban tỉnh ủng hộ là chính. Ando trước thường kéo khoảng cách với tỉnh. Không nể mặt tỉnh mấy, mà hiện nay sự phát triển của Ninh Lăng đã đánh mạnh vào địa vị của Ando, rất nhiều thứ đã thay đổi. Đương nhiên Triệu Quốc Đống bây giờ làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh nên đứng ở góc độ khác, Quan Kinh Sơn chưa thể xác định cái nhìn của Triệu Quốc Đống về công việc sau đây của Ando. Vì thế Quan Kinh Sơn và Quan Kinh Sơn cảm thấy cần hiểu được quan điểm của Ando rồi tỏ rõ tư tưởng của Ando, mong được Triệu Quốc Đống ủng hộ. Điểm đầu tiên Triệu Quốc Đống đi khảo sát chính là Ando đã chứng minh sự coi trọng của hắn với Ando. Quan Kinh Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, cuộc đời là như vậy, mỗi một bước đều gặp rất nhiều vấn đề không ai có thể đoán định trước, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Quyển 19, chương 46. Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài cửa sổ mà không khỏi có cảm xúc. Năm ngoái cũng đã tới, chẳng qua lúc ấy hắn có thân phận khác. Khi đó hắn cũng chuyên môn trao đổi ý kiến với Đàm Lập Phong và Quan Kinh Sơn, nhưng theo hắn biết khu công nghệ cao Ando vẫn không có khởi sắc mấy. Lần này Triệu Quốc Đống không tới xem một công ty cụ thể nào mà hắn muốn nghe ban quản lý khu công nghệ cao báo cáo về tư tưởng quy hoạch của khu, nghe tư tưởng bố cục của khu công nghệ cao. Nhưng từ biểu hiện bề ngoài của khu công nghệ cao thì không có bao thứ đáng giá để xem. Dù là nhân viên công tác trên xe hay là lãnh đạo liên quan đều cảm thấy tâm trạng chủ tịch Triệu, bí thư Quan, thị trưởng Đàm không được tốt. Lam Đại ngồi trên xe Kesida thứ hai mà tinh thần khá hoảng hốt. Thấy Quốc Đống ca xuống rồi có một loạt lãnh đạo thành phố như bí thư Quan, thị trưởng Đàm cùng với phó thị trưởng thường trực Vu Chiết, thường vụ thị ủy, bí thư kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao, Dịch Hiểu Ba cũng đều ra đón, cô thấy rất tự hào. Hơn 2 năm Quốc Đống ca đã về An Nguyên, bây giờ lấy thân phận chủ tịch tỉnh xuất hiện trước mặt mọi người. Đối thủ cạnh tranh trước đây giờ cũng thành cấp dưới, đây có phải áo gấm về nhà không? Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì giống như không để ý, vẻ tự tin, bình tĩnh kia quả thật còn đẹp trai hơn cả diễn viên truyền hình. Lam Đại phát hiện mình khó có thể khống chế được những nhung nhớ dành cho Triệu Quốc Đống, trong giấc mơ cô hay nhớ tới cảnh ở phòng ngủ ngọa Phật tự, bàn tay của Cham vào ngực mình, vào băng ghế, vào mông mình. Lam Đại sợ là cả đời không thể thoát khỏi giấc mộng đó. Quốc Đống ca càng chạy càng cao. Khoảng cách với mình cũng càng lúc càng xa. Hắn về An Nguyên một tuần nhưng về cơ bản không về Triệu gia mà ở chung khu nhà tỉnh ủy. Thư ký và cảnh vệ luôn đi theo, cuộc sống như vậy có lẽ về sau sẽ theo hắn cả đời. Lam Đại không biết sau này như thế nào, cuộc sống của hắn sẽ thành như thế nào. Một mình độc thân ở Ando, Lưu Nhược Đồng không cùng tới. Có lẽ sẽ như vậy nhưng Cổ Tiểu Âu Kiều San thì sao? Lam Đại rất loạn,
Cô không phóng túng như Cổ Tiểu Âu, cũng không có nhiều tâm cơ ở phương diện này như Kiều San. Cô muốn lặng lẽ chờ đợi giây phút thuộc về mình, dù không bao giờ có, dù không có tương lai nhưng cô vẫn muốn như vậy. Chờ đợi cũng là một loại hy vọng, có hy vọng thì sẽ nghĩ tới. Triệu Quốc Đống không biết Lam Đại đang suy nghĩ gì. Hắn thấy được Lam Đại đi theo sau Tống Như Phỉ nhưng lúc này hắn chỉ có thể coi như không thấy. Thành phố An Đô tiếp đón hắn với quy cách rất cao, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng thấy hơi quá. Ngoài Đàm Lập Phong, Quan Kinh Sơn, Vu Chiết, Dịch Hiểu Ba ra còn có vài lãnh đạo thành phố khác. Trong trụ sở ban quản lý, Dịch Hiểu Ba báo cáo rất chi tiết về quy hoạch và tư tưởng 3 năm tới của khu công nghệ cao. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình như trở về thời gian một năm trước, mình dẫn đoàn tổ công tác của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đến khảo sát khu công nghệ cao. Thành phố Ando cũng có chút động tác, ít nhất việc phân chia các khu vực công năng của khu công nghệ cao đã có một kết cấu, cũng đưa ra một vài tư tưởng mới nhưng hắn cảm thấy chưa quá thiết thực. Đương nhiên đây cũng là do thời gian quá ngắn. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống thấy thành phố Ando đang ở trạng thái lửa cháy tới tận lông mày. Nếu muốn dựa theo bước tiến bình thường thì chỉ sợ rất có thể bị các nơi khác bỏ qua chứ không chỉ có mình Ninh Lăng. Vũ Hán ở Đông Bắc, Trùng Khánh, Thành Đô phía Tây cũng đưa ra khẩu hiệu trở thành trung tâm kinh tế của khu vực đất liền. Khu vực duyên hải như một cây cung, khu vực đất liền giống như phạm vi dây cung bao trùm, ai thành tên đặt lên đó chính là mục tiêu cạnh tranh của các thành phố khu vực đất liền. Dịch Hiểu Ba giới thiệu xong, Phó Thị trưởng Thường Trực Vu Chiết tiến hành bổ sung. Chủ yếu nói khu công nghệ cao bắt đầu có ý giảm và chuyển một số công ty không phù hợp chính sách ngành nghề của khu công nghệ cao, ngoài ra cũng cố gắng bồi dưỡng sản nghiệp mới. Kinh Sơn, Lập Phong, mấy người các anh cũng ở đây, tôi mới tới nên nhiều tình huống còn chưa rõ. Tôi vốn không định nói gì miễn bị coi là chỉ tay chỉ chân nhưng tôi có một cảm giác, nói như thế nào nhỉ, không quá hài lòng. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi cảm thấy nên nói một chút. Về cảm tưởng Triệu Quốc Đống đúng là không hài lòng, mặc dù quy hoạch tư tưởng cũng có vài cái mới nhưng hiệu quả quá chậm, nhất là khi đối thủ cạnh tranh ở khắp nơi. Ando nếu cứ tiến bước theo thiết tấu này chỉ sợ khó có thể đuổi kịp. Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong hơi căng thẳng, Vu Chiết và Dịch Hiểu Ba cũng khẩn trương. Vị chủ tịch Triệu này giỏi làm kinh tế, Ninh Lăng vẫn ở đó, người ta có tư cách để nói, nếu như phê bình nặng lời thì anh cũng chỉ có thể ngồi im mà nghe. Tôi cảm thấy so với năm trước tôi tới thì khu công nghệ cao cũng có chút biến hóa đáng mừng. Vừa nãy thị trưởng Vu cũng giới thiệu quan niệm của khu công nghệ cao có thay đổi, tôi thấy vậy là tốt. Khu công nghệ cao Ando được định vị làm gì? Khu công nghệ cao chính là nơi tụ tập các ngành khoa học kỹ thuật cao lại, phải có các sản nghiệp có nội dung khoa học kỹ thuật và tiềm lực phát triển, hoặc chính là sản nghiệp mới có chiến lược phát triển tốt. Triệu Quốc Đống vừa suy nghĩ vừa nói. Định vị khu công nghệ cao không ngại nhìn xa một chút. Tài nguyên đất đai có hạn mà vị trí khu công nghệ cao Ando ở đây, không ai có thể thay thế được. Nó giống như thành phố Ando vậy, chính là muốn đặt ở tầm cao của tỉnh. Có thể có người nói chúng ta bây giờ gặp phải áp lực cực lớn, khu công nghệ cao gặp phải cạnh tranh cũng rất lớn, ở tình huống này phải bình tĩnh. Nhưng tôi muốn nói bình tĩnh không phải là không làm gì, không phải là ngồi chờ. Tôi cho rằng khu công nghệ cao nếu có quy hoạch rồi thì phải tiến hành ngay. Phải cân nhắc ý đồ của nhà đầu tư xem làm như thế nào hấp dẫn các công ty phù hợp với khu công nghệ cao Ando, ở điểm này cần phải làm đủ các công tác chuẩn bị, chỉ như vậy thì trồng ngô đồng mới có thể hấp dẫn được Phượng Hoàng tới, nếu không mấy loại gà rừng, quả đen tới thì sẽ mất ý nghĩa. Câu nói vị trí của Ando không ai thay thế được của Triệu Quốc Đống làm Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong đều giật mình. Hôm nay Triệu Quốc Đống tới hấp dẫn bọn họ nhất chính là câu nói này. Hiện trạng của khu công nghệ cao như vậy. Vấn đề tồn tại bọn họ biết rõ. Triệu Quốc Đống cũng không phải thần tiên mà biến đá thành vàng. Vấn đề hắn nói thì bọn họ đã sớm nghĩ tới, quan trọng nhất là tìm được điểm vào, áp dụng vào thực tế. Nhưng lời Triệu Quốc Đống nói không thể không làm hai người động tâm. Nếu Triệu Quốc Đống thật sự cho rằng địa vị của Ando không thể thay thế, cũng có nghĩa hắn cho rằng Ninh Lăng thể thay thế vị trí trung tâm an nguyên của Ando, đây chính là liều thuốc kích thích cho Ando. Như vậy Ando muốn tranh thủ tỉnh ủng hộ sự phát triển của Ando cũng dễ hơn. Ý kiến của Triệu Quốc Đống cũng đại biểu ý kiến của Ủy ban tỉnh. Hai người Quan Kinh Sơn đều ý thức được đây là cơ hội tuyệt vời. Tít, ý kiến của ngài rất chính xác, Bí thư Kinh Sơn và tôi vẫn suy nghĩ mãi vấn đề định vị của Ando, không chỉ là khu công nghệ cao mà là của cả thành phố Ando. Thành phố Ando phải phát huy tác dụng như đầu rồng, phải làm những việc cần làm. Ví dụ như ngài nói đến các ngành truyền thống gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn năng lượng lớn thì chúng tôi sẽ kiên quyết từng bước cắt giảm,
đồng thời phải phát huy ưu thế và địa vị của An Đô để phát huy tính đặc biệt của khu công nghệ cao. Đàm Lập Phong và Quan Kinh Sơn thoáng nhìn nhau, sau đó Đàm Lập Phong lên tiếng. Triệu Quốc Đống như không cảm thấy hàm nghĩa trong lời nói của Quan Kinh Sơn. Hắn gật đầu nói. Lập Phong, đúng là như vậy, An Đô không thể chỉ đứng ở góc độ của An Đô, mà phải đặt ở tầm vĩ mô toàn tỉnh, lợi dụng sự phát triển của An Đô mà thúc đẩy toàn tỉnh. Ngược lại An Đô cũng cần lợi dụng quy hoạch của tỉnh để xây dựng mình thành trung tâm của tỉnh. Đàm Lập Phong và Quan Kinh Sơn thoáng yên tâm, đây là lần đầu Triệu Quốc Đống tỏ rõ thái độ, địa vị trung tâm, điều này có nghĩa thái độ của tỉnh đã rõ ràng. Quyển 19, chương 47. Không khí thoáng nhẹ nhàng một chút, tâm trạng hai bên cũng thả lỏng hơn nhiều, không khí nói chuyện cũng tích cực hơn. Dù là Đàm Lập Phong hay Quan Kinh Sơn khi thấy Triệu Quốc Đống tỏ rõ thái độ cũng yên tâm hơn nhiều. Một vài ý kiến bọn họ cảm thấy sẽ bị trì hoãn vô hạn, thậm chí không biết có thể bị tỉnh phủ quyết hay không thì cũng có thể nói ra vào lúc này. Ngay cả nhân viên công tác xung quanh cũng thoáng cái cảm thấy không khí tối tăm vừa nãy đã biến mất. Tìm được điểm vào khiến khoảng cách hai bên đến gần hơn. Sau đó Quan Kinh Sơn thậm chí rõ ràng đưa ra hy vọng ủy ban tỉnh có thể thay đổi ước thúc và sự kỳ thị trước đây đối với An Đô, ủng hộ thiết thực cho An Đô quật khởi trở lại. Triệu Quốc Đống cũng nói tỉnh sẽ nghiêm túc cân nhắc tư tưởng quy hoạch của thành phố An Đô, đề nghị tỉnh và thành phố phải cân nhắc làm như thế nào để xây dựng An Đô trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại của khu vực đất liền. Muốn tỉnh phải nghiêng một bộ phận tài nguyên cho An Đô, nhất là phát triển ngành dịch vụ và thương mại. An Đô phải trở thành trung tâm dịch vụ của An Đô, mà khu công nghệ cao cũng phải ưu tiên cân nhắc các ngành gì nên tiến vào, không được tham lam, phải có nguyên tắc chọn các công ty có nhiều ưu thế, tránh cho việc cạnh tranh thu hút đầu tư với các thị xã xung quanh, mà phải thực hiện cạnh tranh cấp cao với tỉnh ngoài. Tỉnh cũng cần chuyên môn đưa ra chính sách phục vụ sự phát triển cho An Đô, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tạo được ưu thế, điểm sáng của ngành dịch vụ An Đô, tranh thủ đạt được đột phá lớn trong thu hút đầu tư. Quan điểm này của Triệu Quốc Đống làm Quan Kinh Sơn, Đàm Lập Phong suy nghĩ rất nhiều. Nếu tỉnh thật sự có thể nghiêng tài nguyên cho An Đô, có thể nói đã kết hợp với ưu thế vị trí địa lý của An Đô và đưa ra các loại chính sách giúp đỡ thì Quan Kinh Sơn, Đàm Lập Phong tin rằng trong thời gian ngắn sẽ có đột phá. Thái độ của Triệu Quốc Đống gần như là đưa chiếc gối êm cho hai người ngủ, sao không làm bọn họ vui mừng. Chuyến đi từ Bích Chỉ đến Giang Khẩu, Triệu Quốc Đống gặp không ít người quen. Phùng Đông Hoa lên chức làm bí thư quận ủy quận Bích Chỉ, mà Thẩm Đình Chiêu đã làm bí thư huyện ủy Giang Khẩu, Vư Huệ Hương làm có thể huyện Giang Khẩu, cuối cùng đã vào hàng ngũ chính huyện. Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong đều biết Triệu Quốc Đống đã từng làm việc vài năm ở huyện Giang Khẩu, nhưng thấy hắn quen thuộc với bộ máy Giang Khẩu như vậy, từ bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, phó chủ tịch thường trực đều nói chuyện thân thiết với nhau thì đương nhiên không phải lần đầu gặp mặt. Vư Huệ Hương thì bọn họ biết đây là em gái của thị trưởng thị xã Đường Giang, Vư Liên Hương, vẫn công tác ở Giang Khẩu, mà Thẩm Đình Chiêu và Lục Diệu, phó chủ tịch thường trực Giang Khẩu đáng lẽ không nên có quan hệ gì với Triệu Quốc Đống mới đúng. Lúc Triệu Quốc Đống công tác ở Giang Khẩu thì không biết hai vị này ở đâu. Qua đó có thể thấy Triệu Quốc Đống cũng có chút quan hệ, tuy nói sức ảnh hưởng không bằng hai người Quan Kinh Sơn nhưng cũng làm bọn họ có chút bất ngờ. Ra khỏi khách sạn đã là hơn 9 giờ tối. Không khí bàn ăn khá tốt. Buổi chiều Triệu Quốc Đống không hài lòng khi khảo sát Giang Khẩu. Ngoài ngành sản xuất linh kiện ô tô chiếm nửa Giang Sơn kinh tế của Giang Khẩu ra, ngành may mặc của Giang Khẩu sau thời gian suy thoái những năm 90 đã một lần nữa trở lại. Ngành may chẳng những nhanh chóng hồi phục mà còn mang lại rất nhiều công ăn việc làm. Triệu Quốc Đống nói chuyện với hai người Quan Kinh Sơn khá hòa hợp, nhất là việc thị ủy, ủy ban An Đô đưa ra việc từng bước đẩy mạnh quá trình đô thị hóa ở các huyện. Phát triển các ngành công nghiệp nhẹ ít ô nhiễm, thu hút nhiều sức lao động, còn khu vực gần nội thành thì chú trọng phát triển các ngành vật tư, kho chứa, vận chuyển bình thường. Quốc Đống, không ngờ cậu lại nói chuyện hòa hợp với bí thư quan và thị trưởng Đàm như vậy, bên ngoài đều nói cậu có quan hệ không tốt với thị trưởng Đàm, dù là bí thư quan cũng không cùng đường với cậu. Khâu Nguyên Phong đã lâu không tự mình lái xe, chẳng qua hôm nay y phá lệ làm lái xe. Triệu Quốc Đống đến An Đô khảo sát. Thị ủy, ủy ban An Đô rất chú trọng, nhất là việc muốn tới Bích Chỉ và Giang Khẩu thì càng chú ý hơn. Thị ủy, ủy ban yêu cầu Cục Công an thành phố đưa ra phương án bảo vệ chu đáo, không được xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Vì thế Khâu Nguyên Phong được bố trí thành lãnh đạo cục dẫn đội. Người ở cấp bậc như Triệu Quốc Đống thì việc bảo vệ căn bản không có gì phải lo, nhưng thị ủy ban phải coi trọng. Khâu ca, hiện tượng bề ngoài có thể coi là thật sao?
chẳng qua tôi cũng không có gì mâu thuẫn với bọn họ, đều bên ngoài đồn đại mà thôi, cảm thấy tôi và Đàm Lập Phong tranh chức thị trưởng Hoài Khánh, đầu tiên tôi đẩy hắn đi, sau đó hắn về đuổi tôi đi nên không đội trời chung. Tôi hình như cũng cạnh tranh chức thị trưởng An Đô nhưng kết quả Quan Kinh Sơn thắng, đây lại thành khúc mắc. Ha ha, nhưng nhiều khúc mắc như vậy thì tôi còn có thể làm gì được chứ? Tâm trạng của Triệu Quốc Đống nhìn qua khá tốt, hắn rất thoải mái lấy tay đưa ra sau đầu dựa vào nhắm mắt. Chẳng qua bên ngoài truyền rất sống động, nói sau khi nghe tin cậu về thì bí thư quan và thị trưởng Đàm xa sầm mặt vài ngày. Khâu Nguyên Phong không nhịn được nở nụ cười. Đúng là như thật vậy. Ha ha ha. Triệu Quốc Đống cười phá lên. Đến mức như vậy sao? Dù là tôi có mâu thuẫn với bọn họ cũng không đến mức như vậy chứ. Coi khả năng của bọn họ thấp như vậy sao? Khâu Nguyên Phong cười cười không nói theo. Đúng rồi, Lưu ca gần đây thế nào rồi? Thời gian trước truyền tin tỉnh muốn điều chỉnh Lưu Triệu Quốc nhưng vẫn chưa tiến hành, nhưng về cơ bản có thể xác định Lưu Triệu Quốc rất nhanh sẽ không ngồi ở vị trí này nữa. Y ngồi ở vị trí này đã 10 năm, đã là cực hạn. Tỉnh ủy đã xác định điều Lưu Triệu Quốc đi thậm chí rời khỏi An Đô, có lẽ sẽ bố trí vị trí thích hợp ở trên tỉnh. Nhưng việc này phải xem Lưu Triệu Quốc có chấp nhận hay không nữa. Ôi, cục trưởng gần đây già đi không ít, bên ngoài có một người phụ nữ trẻ tuổi quấn lấy. Tôi đã gặp qua hai lần, ả ta khoảng 30 tuổi, rất đẹp, đi lại khá gần với Khanh Liệt Bưu. Lúc đi trên đường tôi thấy ả ngồi trong xe Mercedes, Ben 600 của Khanh Liệt Bưu. Khâu Nguyên Phong có chút khó khăn mở miệng nói. Đối với Y và Triệu Quốc Đống mà nói thì Lưu Triệu Quốc là người có ơn tri ngộ, nhất là Y gần như do một tay Lưu Triệu Quốc nâng đỡ tới vị trí này. Khâu Nguyên Phong cũng rất hy vọng Lưu Triệu Quốc có thể thả lỏng mình trước khi lui, nếu như có thể lên tỉnh làm ở một vị trí thích hợp và nhàn thì cũng không phải không tốt với Lưu Triệu Quốc. Khâu Nguyên Phong nói làm Triệu Quốc Đống không có gì để nói. Tình huống đó hắn có thể làm gì? Đều nói càng già thì gan càng nhỏ nhưng Lưu Triệu Quốc lại không phải vậy. Lưu Triệu Quốc vẫn có quyền lực tuyệt đối ở Cục Công an thành phố An Đô, có một số việc biết không thể tham gia hoặc thậm chí có thể vi phạm pháp luật nhưng Lưu Triệu Quốc vẫn can đảm tiến hành, điều này làm thị ủy, ủy ban An Đô khá bất mãn. Mà Lưu Triệu Quốc cũng biết đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình nên trong thời gian này cũng hơi thu lại đôi chút. Khâu ca, Lưu ca có chừng mực của mình, chúng ta không tiện đánh giá. Tôi chỉ hy vọng Lưu ca không phạm sai lầm, bình an quá độ là đủ. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Quyển 19, chương 48. Khâu Nguyên Phong im lặng không nói, y có dự cảm nếu Lưu Triệu Quốc vẫn cố chấp, hay chống đối như trước thì không chừng sẽ thua vào lúc này. Cục Công an thành phố có một khu đất ở phía Bắc vốn dùng xây dựng trung tâm huấn luyện chính sách nhưng sau đó Sở Công an có ý kiến là Cục Công an và Sở cùng dùng trung tâm huấn luyện mà Sở xây dựng. Khu đất hơn 300 mẫu kia thừa ra bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào đó. Mặc dù Cục Công an là chủ của khu đất nhưng muốn thay đổi tính chất bán ra ngoài thì vẫn phải thông qua không ít trình tự, hơn nữa phải thông qua đấu thầu. Đương nhiên Cục Công an có quyền quyết định lớn nhất, mà Lưu Triệu Quốc có ý muốn đem khu đất này giao cho công ty bất động sản tiến hành phụ trách xây dựng một số căn hộ cho chiến sĩ trong cục, số đất còn lại giao cho công ty đó kinh doanh. Theo Khâu Nguyên Phong biết ý của Lưu Triệu Quốc chính là hợp tác với công ty bất động sản Cửu Đỉnh. Điều này tạo ra nhiều tranh luận ở trong cục, các chiến sĩ bên dưới thì hoan hô nhưng Lưu Triệu Quốc lo không phải cái này. Nếu chỉ là xây dựng nhà cho nhân viên cục thì là việc tốt. Chiến sĩ cơ sở vốn vất vả, có thể có chỗ ở tập trung cũng có thể giải quyết được một vài vấn đề khẩn cấp hiện nay. Nhưng Khâu Nguyên Phong lo chính là hợp tác với công ty bất động sản Cửu Đỉnh. Đây là công ty của Khanh Liệt Bưu. Khanh Liệt Bưu không phải ảnh từ thiện, hắn đương nhiên không thể nào làm không công cho Cục Công an. Khu đất này xây dựng thành nhà cho nhân viên cục đương nhiên không có vấn đề, nhưng bất động sản Cửu Đỉnh nhất định có ý đồ khác. Bây giờ Khâu Nguyên Phong không rõ trong này có vấn đề gì không nhưng chính thức thực hiện thì sẽ xuất hiện nhiều vấn đề không thể đoán trước. Lưu Triệu Quốc làm nhiều năm như vậy ở thành phố An Đô đương nhiên là có con đường của hắn. Dù là Cục Tài nguyên Môi trường thành phố hay Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh thì hắn cũng có quan hệ. Mà Khanh Liệt Bưu là người dám bỏ tiền, dám tiêu tiền. Bọn họ nếu muốn đụng tới khu đất kia đương nhiên là có quy hoạch tỉ mỉ. Phó Cục trưởng phụ trách hậu cần của Cục bây giờ là người được Lưu Triệu Quốc đề bạt lên, gần như hoàn toàn trung thành với Lưu Triệu Quốc, hoàn toàn dựa theo ý đồ của Lưu Triệu Quốc làm việc. Bọn họ hợp lại đúng là làm người ta không thể yên tâm nổi, Khâu Nguyên Phong lo chính là điểm này. Chỉ là có một số việc Khâu Nguyên Phong không tiện nói với Lưu Triệu Quốc. Thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác,
cũng có quan hệ đặc thù với Lưu Triệu Quốc, dù là Khâu Nguyên Phong hay Triệu Quốc Đống đều khó có thể mở miệng nói với Lưu Triệu Quốc. Vì thế Triệu Quốc Đống mới chỉ có thể mong Lưu Triệu Quốc bình yên qua cửa. Vấn đề là Lưu Triệu Quốc sẽ như Triệu Quốc Đống hy vọng sao? Cuộc nói chuyện với Khâu Nguyên Phong làm tâm trạng Triệu Quốc Đống không vui vẻ gì. Lưu Triệu Quốc là nỗi đau trong lòng hắn. Thực ra hắn sớm biết Lưu Triệu Quốc và Khanh Liệt Bưu quan hệ với nhau và có cả ả phụ nữ Hứa Á Phỉ kia nữa. Lưu Triệu Quốc nếu muốn thoát thân là không dễ. Triệu Quốc Đống chỉ hy vọng Lưu Triệu Quốc sau khi lui ra khỏi vị trí không nên quá rêu rao, không nên vì hành vi quá rõ ràng khiến Ủy ban Kỷ luật hoặc Thanh tra tỉnh chú ý. Ở vị trí của Lưu Triệu Quốc thì nhất định đắc tội nhiều người, không chỉ có vài đối thủ đơn giản mà có nhiều người bị thương tổn, bị tổn thất lợi ích, cũng có thể khi anh lộ sơ hở thì đám người kia sẽ tập trung hỏa lực công kích anh. Mà một khi có chút đột phá thì anh có thể hoàn toàn suy sụp. Vẻ lo lắng trên mặt Khâu Nguyên Phong đã chứng minh suy đoán của Triệu Quốc Đống. Nhưng hắn có thể làm gì? Hắn về An Đô được hơn tuần nhưng Lưu Triệu Quốc không gọi điện cho hắn, điều này đủ để chứng minh ấn tượng của mình trong mắt đối phương. Lưu Triệu Quốc nhất định là nghĩ mình và y không thể chung sống hòa bình, thậm chí còn đề phòng mình mang nguy hiểm tới cho y. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi cảm thấy khó chịu, con người không phải đi tới một vị trí nào đó là muốn làm gì thì làm. Dù là hắn cũng không có quyền quyết định ở một việc nhìn như không quá quan trọng. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không nhịn được lắc đầu. Mình phải đối mặt rất nhiều phiền phức. Đại hội đảng là sân khấu biểu diễn tốt nhất của mình, mà mình và đối thủ cũng muốn lấy sân khấu này đấu nhau. Mà trong thời gian một tháng này mình cũng còn rất nhiều công việc cần làm. Hôm nay đến An Đô khảo sát chỉ là bước đi đầu tiên, công việc chuẩn bị cần phải dần dần thẩm thấu. An Đô cũng là mắt xích quan trọng nhất, là thành phố cấp phó tỉnh. Bọn họ có quyền độc lập khá lớn nhất là đối với một vị lãnh đạo cụ thể. Quan Kinh Sơn không nói, hắn có quan điểm và sự phân tích chính trị của hắn. Mà Đàm Lập Phong theo lý thuyết có thể đi tới vị trí này thì nhất định do Lăng Chính Dược phát huy sức ảnh hưởng trong đó. Nhưng Triệu Quốc Đống không cảm nhận được quan điểm phát triển của Đàm Lập Phong có gì tương tự Lăng Chính Dược. Là mình quá ngốc hay đối phương giấu quá sâu. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng ở mấy vấn đề này anh có thể giấu được quan điểm của mình. Bên trên Đàm Lập Phong có Quan Kinh Sơn, nếu như rời khỏi quỹ đạo phát triển tổng thể của An Đô, Quan Kinh Sơn là người đầu tiên không đáp ứng. Mà bây giờ xem ra hai người thoạt nhìn khá ăn ý. Suy nghĩ lung tung làm Triệu Quốc Đống thấy phức tạp, làm cho đầu óc hắn hơi loạn, cho nên Triệu Quốc Đống mới bảo Khâu Nguyên Phong để mình đi bộ ở dòng Mai Giang. Khâu Nguyên Phong không quá yên tâm nên gọi điện cho thư ký và cảnh vệ của hắn tới rồi mới rời đi. Vưu Liên Hương sau khi biết tin Triệu Quốc Đống về làm quyền chủ tịch tỉnh thì thị trưởng rất vui vẻ. Mặc dù không thể hiện gì mấy ngoài mặt nhưng mấy cán bộ chính thức đi lại gần Vưu Liên Hương đều biết trong thời gian này tâm trạng của Vưu Liên Hương rất tốt, rất nhiều chuyện vốn dễ bị phê bình thì lên báo cáo qua sẽ được Vưu Liên Hương hiểu, muốn ký tên giải quyết kinh phí thì cũng phải nhân lúc này. Hùng Chính Lâm là người đầu tiên báo cho Vưu Liên Hương việc Triệu Quốc Đống có thể làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh An Nguyên. Tin này làm Vưu Liên Hương hoảng hốt một lúc lâu không nói. Mãi tới khi Hùng Chính Lâm ở bên kia kêu vài tiếng thì cô mới tỉnh táo lại. Thế sự biến hóa quá nhanh, năm trước mình gặp Triệu Quốc Đống còn nhờ Triệu Quốc Đống giúp mình giải quyết chuyện của Từ Kinh Vĩ. Không ngờ mới qua Tết không lâu hắn đã rời khỏi Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia về An Nguyên, biến hóa như vậy ai có thể tưởng tượng nổi. Bây giờ làm Từ Kinh Vĩ lên bộ rèn luyện đã không có bao ý nghĩa. Vưu Liên Hương biết rõ tác phong của Triệu Quốc Đống. Hắn nếu đến An Nguyên nhất định không muốn đứng sau người, chịu người sai bảo mà không làm gì, muốn tới nhất định phải làm ra thành tích. Giống như Ninh Lăng vậy, hắn nói cùng với việc ngồi im lấy lý lịch không bằng mạo hiểm đánh cuộc đủ thấy chỉ số mạo hiểm trong tính cách của hắn lớn đến đâu. Đương nhiên làm tới vị trí này thì tính nhiệt huyết cũng phải dựa vào trụ cột hợp lý khoa học, nhưng nó cũng khác tác phong làm việc của các cán bộ lãnh đạo khác. Vưu Liên Hương hy vọng Triệu Quốc Đống sau khi về An Nguyên sẽ mang lại không khí mới cho An Nguyên. Vừa nãy Huệ Hương gọi điện tới nói Triệu Quốc Đống đến khảo sát Giang Khẩu, cùng mấy lãnh đạo thành phố An Đô như Quan Kinh Sơn, Đàm Lập Phong cùng Vu Chiết đi khảo sát, chủ yếu là về xây dựng khu công nghiệp Giang Khẩu. Nhưng Huệ Hương cũng nói Triệu Quốc Đống nói chuyện rất hòa hợp với hai người quan, Đàm, không giống như sự khách khí ngoài mặt. Điều này làm Vưu Liên Hương khá kinh ngạc. Khúc mắc giữa Triệu Quốc Đống cùng Đàm Lập Phong thì mọi người đều biết. Cuộc đời chính là như vậy, luôn lơ đãng xuất hiện những cảnh khiến người ta nhớ lại chuyện trước đây, chỉ khi vở kịch hoàn toàn kết thúc thì anh mới có thể đột nhiên phản ứng lại giống như cảnh đó rất lâu trước kia đã diễn ra.
Vưu Liên Hương vừa suy nghĩ vừa nghiền ngẫm xem cục diện chính trị An Nguyên sẽ thay đổi như thế nào khi Triệu Quốc Đống tới. Kim Đại Giang trong thời gian này rất hay lên tỉnh, từ Lăng Chính Dược đến Miêu Trấn Trung, Tề Hoa đều được Kim Đại Giang xin gặp, y đây là tìm vị trí thích hợp trên tỉnh cho mình. Dù là Phó Chủ nhiệm Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh hay Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh cũng được, Kim Đại Giang mong lên một cấp. Về phần Phó Chủ tịch tỉnh hay Thường vụ tỉnh ủy gì đó thì Kim Đại Giang không hy vọng. Chẳng qua theo tình hình trước mắt thì hình như tỉnh ủy còn chưa có ý điều chỉnh hắn. Quyển 19, chương 49. Vưu Liên Hương cũng không biết Kim Đại Giang đi ở có gì tốt hay xấu với mình, chính xác mà nói tính cách của Kim Đại Giang tuy mềm yếu, thiếu quyết đoán và quyết định thậm chí có tư tâm nhưng Vưu Liên Hương cảm thấy vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Mặc dù là chuyện của Từ Kinh Vĩ bị Kim Đại Giang ngăn cản nhưng Vưu Liên Hương cảm thấy mấy năm qua hai người hợp tác khá được. Kim Đại Giang thích ôm chuyện, thích chỉ trỏ nhưng chỉ cần cô tỏ thái độ là đối phương biết ý giữ chừng mực. Đây cũng là điều khiến Vưu Liên Hương tuy hơi phiền Kim Đại Giang nhưng thị ủy, ủy ban vẫn phối hợp tốt. Kim Đại Giang đi chưa chắc tới lượt mình làm bí thư thị ủy, Vưu Liên Hương biết rõ điểm này. Cán bộ từ Ninh Lăng đã sớm tạo thành dấu ấn trong một số người, nếu muốn lên vị trí quan trọng thì đúng là có chút khó khăn. Triệu Quốc Đống đến chỉ sợ càng làm tâm tính đó tăng lên. Kim Đại Giang đi, đến một bí thư thị ủy không hòa hợp thì cục diện Đường Giang có lẽ sẽ có thay đổi. Cho nên Vưu Liên Hương thà đồng ý chấp nhận tình hình hiện nay. Vưu Liên Hương cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ là đối mặt tình huống này cô vô lực, cô chỉ hy vọng Triệu Quốc Đống có thể nhanh chóng đứng vững ở An Nguyên. Thị trưởng tìm tôi. Liễu Tử Kiến vào văn phòng Vưu Liên Hương thấy cô đang đứng thất thần trước cửa sổ. Hai người có quan hệ rất mật thiết nên Liễu Tử Kiến khá tùy ý. Ừ, có lẽ cuối tuần Chủ tịch Triệu sẽ tới Đường Giang chúng ta khảo sát. Vừa nãy Bí Thư Kim gọi tôi sang bàn chuyện một chút, yêu cầu ủy ban có phương án tiếp đón. Ừ, lần này Chủ tịch Triệu có thể không hoàn toàn xem phát triển kinh tế, còn muốn xem xây dựng nhà xã hội, tập huấn cho nông dân, cho nên chúng ta nên bàn trước một chút chọn điểm tham quan. Tôi biết Chủ tịch Triệu không cần chọn lợi tốt nhất mà cần là tính phổ biến nhất. Vưu Liên Hương vừa nói xong, Liễu Tử Kiến nhíu mày nói. Thị trưởng, điều này sợ là không được, Bí Thư Kim có đồng ý không? Ôi, vấn đề này ý kiến của Bí Thư Kim khác tôi. Y cảm thấy nên thể hiện mặt tốt đẹp nhất của Đường Giang chúng ta ra, để Chủ tịch Triệu có ấn tượng tốt nhưng tôi thấy cái này. Vưu Liên Hương lắc đầu. Thị trưởng, tôi cảm thấy như thế này, tính cách của Chủ tịch Triệu thì ngài khá rõ nhưng khi ấy Chủ tịch Triệu chỉ là bí thư thị ủy, bây giờ là Chủ tịch tỉnh nên góc độ nhìn vấn đề cũng khác. Vì thế tôi hy vọng thận trọng một chút. Nếu chủ tịch muốn xem vấn đề nhà xã hội và giải quyết công ăn việc làm thì lão Lưu không phải vẫn nói xây dựng nhà xã hội tiểu khu An Thái làm rất tốt sao, dân chúng rất hài lòng. Còn vấn đề giải quyết công ăn việc làm thì chúng ta có thể. Nói xong công việc, Liễu Tử Kiến cảm thấy tâm trạng Vưu Liên Hương hôm nay không quá tốt nên quan tâm hỏi. Thị trưởng, hôm nay chị hình như có tâm sự. Có phải anh cảm thấy chủ tịch Triệu tới nên cục diện sẽ tốt hơn một chút không? Ánh mắt Vưu Liên Hương khá phiêu hốt. Liễu Tử Kiến có chút giật mình, y đã nói chuyện với Từ Kinh Vĩ về vấn đề này. Triệu Quốc Đống quay về An Nguyên gần như giống lần đó hắn từ bộ năng lượng về Ninh Lăng, tạo hiệu ứng chấn động ở An Nguyên. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều tập trung vào vị chủ tịch tỉnh mới có 37 tuổi, đây gần như là người trẻ tuổi nhất lên làm chủ tịch tỉnh trong lịch sử hơn 25 năm qua của Trung Quốc. Là người có quan hệ mật thiết với Vưu Liên Hương. Liễu Tử Kiến cùng Từ Kinh Vĩ đều cảm thấy đây là việc vui mừng. Nhưng câu hỏi của Vưu Liên Hương làm Liễu Tử Kiến phải suy nghĩ rất kỹ. Thị trưởng lo lắng gì vậy? Liễu Tử Kiến tốt xấu cũng làm trong quan trường mấy chục năm nên y nhạy cảm thấy được sự lo lắng của Vưu Liên Hương. Tình hình An Nguyên bây giờ khá hỗn độn, có nhiều dòng chảy ngầm làm người ta cảm thấy đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Triệu Quốc Đống và Bí Thư Tỉnh ủy Lăng Chính Dược có quan hệ rất vi diệu. Bọn họ mặc dù không quá rõ mâu thuẫn giữa Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược nhưng biết Long Ứng Hoa tranh đoạt chức thường vụ tỉnh ủy với Triệu Quốc Đống và thất bại, sau đó y biệt tích khỏi An Nguyên, hai năm sau Long Ứng Hoa trở về làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh. Một người điều tới Liên đoàn Lao động Trung Quốc rồi đột nhiên quay về An Nguyên, hơn nữa thoáng cái làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp thì có ai dám tin không có quan hệ với tân bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa biểu hiện một năm qua của Long Ứng Hoa cũng chứng minh dự đoán của cán bộ bên dưới. Bây giờ Triệu Quốc Đống đã về làm chủ tịch tỉnh, không nói quan điểm công việc có khác nhau hay không,
chỉ riêng mối quan hệ phức tạp này cũng đủ để tỉnh ủy, ủy ban tỉnh có sóng gió. Anh biết tôi đang lo lắng gì mà, Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy đã làm chủ tịch tỉnh chưa chắc đã là việc tốt. Vưu Liên Hương cũng hiểu bây giờ nói như vậy hơi trái lương tâm. Lúc trước mình không phải rất vui khi nghe tin này sao? Chẳng qua mấy ngày qua cô từ từ quan sát biến hóa trên tỉnh nên mới cảm nhận được dòng chảy ngầm trong đó. Liễu Tử Kiến khẽ thở dài một tiếng, y cũng nghĩ tới vấn đề này nhưng con người chỉ có thể chấp nhận thực tế. Giống như mình và Từ Kinh Vĩ bị đóng dấu Vưu Liên Hương vậy, sẽ rất khó vào mắt Kim Đại Giang. Đương nhiên Kim Đại Giang chỉ là bí thư thị ủy nên còn không quyết định được vận mệnh của mình và Từ Kinh Vĩ nhưng trên tỉnh ủy thì sao? Hàn Độ đi, đây là đả kích đối với Vưu Liên Hương vốn có quan hệ mật thiết với Hàn Độ. Miêu Trấn Trung thì không thân cận được, hơn nữa sau khi Lăng Chính Dược tới thì Miêu Trấn Trung đã nhún nhường hơn nhiều. Thấy cục diện sẽ dần ổn định theo thời gian không ngờ An Nguyên lại chấn động cực mạnh vì Triệu Quốc Đống về. Thị trưởng, chị lo là chủ tịch Triệu sẽ mang tới phong ba lớn hơn nữa thậm chí ảnh hưởng tới thị xã. Liễu Tử Kiến không vòng vo mà hỏi thẳng. Ừ, đúng thế. Lăng Chính Dược có quan hệ không tốt với Quốc Đống, không biết Trung ương suy nghĩ như thế nào mà để hai người cùng cộng tác. Hơn nữa tôi cảm thấy hai người không thể chung sống hòa thuận, đây là điều tôi lo nhất. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Anh nói tôi có phải lo lắng Viễn Vông không, chuyện ở trên đó thì có quan hệ gì tới chúng ta? Cửa thành có lửa thì sẽ ảnh hưởng đến người trong thành. Thị trưởng, chị không phải lo lắng điều này sao? Liễu Tử Kiến cười xong nghiêm mặt nói. Thị trưởng, thực ra tôi cảm thấy chị không cần lo nhiều như vậy. Dù chủ tịch Triệu không về thì bên trên cũng sẽ không chấp nhận chị. Theo tôi thấy tình hình đã rất xấu, tình hình Đường Giang chẳng lẽ tỉnh không biết sao? Vậy tại sao mãi không có điều chỉnh? Bây giờ chủ tịch Triệu về thì có thể thế nào chứ? Vì thế tôi thấy tình hình sẽ càng lúc càng tốt, với ưu thế về năng lực và độ tuổi của chủ tịch Triệu thì Trung ương có ý đồ gì? Vưu Liên Hương cẩn thận suy nghĩ lời Liễu Tử Kiến nói. Liễu Tử Kiến mặc dù không nói rõ nhưng hàm nghĩa đã quá rõ. Anh thấy rõ hơn tôi. Vưu Liên Hương từ tốn nói. Thị trưởng, tôi là người ngoài cuộc nên tỉnh táo hơn. Chính xác mà nói tôi không thể tính là người ngoài cuộc chẳng qua đối với ở góc độ của chị thì tôi miễn cưỡng thấy rõ hơn một chút. Liễu Tử Kiến thản nhiên nói. Có vài thứ không cần phải né trách, cũng không có lựa chọn khác. Nếu là vậy thì cố gắng tranh thủ. Mắt Vưu Liên Hương sáng lên. Liễu Tử Kiến nói rất đúng, Vưu Huệ Hương gọi điện cho mình cũng ám chỉ vài thứ đó chính là hai cấp tỉnh, thành phố, thị xã rất chú ý đại hội đảng sắp diễn ra. Triệu Quốc Đống cũng đã hỏi qua tình hình chuẩn bị đại hội đảng của Giang Khẩu, trong này có ý gì? Mai Cửu Vinh làm trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh đã vài năm, y là người khá khiêm tốn, lúc Trung Vạn Thái làm trưởng ban thư ký thì y là phó trưởng ban kiêm chánh văn phòng, xem như từng bước lên làm trưởng ban thư ký. Chỉ là đến bước này thì tuổi cũng đã tới. Mai Cửu Vinh không có ý gì khác chỉ cần có thể yên ổn sang Đại hội đại biểu nhân dân hoặc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh làm cấp phó tỉnh một khóa là đủ hài lòng rồi. Y biết muốn sang Đại hội đại biểu nhân dân làm phó chủ nhiệm là khá khó khăn. Mai Cửu Vinh cũng biết điểm yếu của mình ở đâu đó là chưa từng làm lãnh đạo một thành phố, thị xã nào. Lúc ở Lô Hóa chỉ làm phó bí thư thị ủy sau đó tới văn phòng ủy ban làm chánh văn phòng rồi làm 7-8 năm. Bây giờ tuổi gần tới chỉ xem có cơ hội cuối cùng hay không. Quyển 19, chương 50. Đối với người như Triệu Quốc Đống, Mai Cửu Vinh không hề cảm thấy khó chịu khi đối phương làm lãnh đạo của mình. Thứ nhất thành tích của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng là rất rõ ràng, không nói người ta còn làm ở Điền Nam và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Chỉ riêng thành tích ở Ninh Lăng rồi trực tiếp làm Phó Chủ tịch Thường trực cũng không có gì quá đáng. Nhìn Ninh Lăng và An Đô 5 năm trước chênh lệch như thế nào? Năm nay Ninh Lăng vượt qua An Đô thì không ai có thể phủ nhận năng lực của Triệu Quốc Đống. Thứ hai lời bình về Triệu Quốc Đống khá tốt, Mai Cửu Vinh có quan hệ khá tốt với Tương Uẩn Hoa. Tương Uẩn Hoa có hai sở thích chính là chơi đồ cổ và câu cá, Mai Cửu Vinh chỉ có một sở thích là câu cá. Hai người rảnh rỗi là hẹn nhau đi câu cá. Hồ Thanh Hóa, Giang Khẩu, Hồ Đại Lộc, Lộc Sơn đều là điểm bọn họ thích tới. Thường xuyên qua lại nên Mai Cửu Vinh cũng bị Tương Uẩn Hoa ảnh hưởng đôi chút nên có cái nhìn khá tốt về Triệu Quốc Đống. Cho nên khi Triệu Quốc Đống tới làm phó bí thư, quyền chủ tịch tỉnh, Mai Cửu Vinh cũng rất yên tâm chào tạm biệt thời đại Tần Hạo Nghiên, nghênh đón thời đại của Triệu Quốc Đống. Trước khi Tần Hạo Nghiên đi cũng không có an bài thích hợp cho Mai Cửu Vinh, điều này làm Mai Cửu Vinh rất thất vọng.
y vốn hy vọng Tần Hạo Nghiên trước khi đi sẽ giao tiếp với Lăng Chính Dược để giải quyết cho mình, nhưng Tần Hạo Nghiên không thể làm được điểm này. Là do Tần Hạo Nghiên không hết sức hay là Lăng Chính Dược ngăn cản thì y không biết. Có lẽ cả hai đều có, tóm lại điều này làm Mai Cửu Vinh rất khó chịu. Triệu Quốc Đống đến lại mang tới một tia hy vọng cho Mai Cửu Vinh. Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt với Qua Tĩnh, điểm này Mai Cửu Vinh biết rõ. Lúc Triệu Quốc Đống còn công tác ở Hoài Khánh thì Mai Cửu Vinh đã biết Qua Tĩnh dám vì Triệu Quốc Đống mà công khai chống đối với Phó Bí Thư Tỉnh ủy lúc ấy là Yến Nhiên Thiên. Mà mấy năm qua Triệu Quốc Đống thuận lợi lên chức nhất là về An Nguyên cũng một phần do Qua Tĩnh cố gắng. Đúng là nguyên nhân này nên Mai Cửu Vinh muốn làm tốt để Triệu Quốc Đống có hảo cảm với mình. Lão Mai, sớm vậy. Mai Cửu Vinh nhận ra người vừa gọi mình là Long Ứng Hoa. Vị thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh này đang cố tỏ vẻ thân thiết với mình, biến hóa này có lẽ do Triệu Quốc Đống tới nên vậy. Chủ tịch Long, tôi tới sớm là do nhiệm vụ, ngài mới không cần tới sớm như vậy. Mai Cửu Vinh cười cười đặt quyển sổ lên bàn. Hôm nay tổ chức hội nghị thường trực ủy ban tỉnh, có mấy công việc cần bố trí. Nhân viên tham gia không ít. Đây là lần đầu diễn ra hội nghị thường trực ủy ban sau khi Triệu Quốc Đống làm quyền chủ tịch tỉnh, có lẽ tất cả mọi người sẽ đến sớm hơn đôi chút. Ha ha, lão Mai, lời này của anh có vài nghĩa, vì sao nói tôi không cần đến sớm, anh đến sớm là nhiệm vụ. Ngồi ở đây đều là nhiệm vụ mà. Lão Tào, anh nói có đúng không? Long Ứng Hoa rất thoải mái bỏ cặp xuống bàn, ngửa lưng ra sau nhìn Tào Ninh vừa bước vào rồi nói. Theo sau Tào Ninh còn có phó trưởng ban thư ký chánh văn phòng Thang Thiếu Thành. Thấy Mai Cửu Vinh và Long Ứng Hoa đều đã tới, Tào Ninh cùng Thang Thiếu Thành có chút bất ngờ nhưng lập tức phản ứng đây là hội nghị thường trực ủy ban đầu tiên của Triệu Quốc Đống, không ai muốn gặp đen đủi, dù là Long Ứng Hoa cũng phải tới sớm. Cố vấn khoa học kỹ thuật của ủy ban tỉnh, Lôi Vân Thiện là người tới tiếp theo. Trong hội nghị thường trực ủy ban hôm nay có một công việc quan trọng đó là nghiên cứu về việc xây dựng quy hoạch trung tâm khoa học kỹ thuật Hàng Thiên, Nguyên Châu. Thực tế quy hoạch này đã có từ một năm trước, mà hội nghị thường trực ủy ban tỉnh cũng đã thảo luận nhiều lần về quy hoạch Nguyên Châu này. Nhưng mỗi lần đều có ý kiến khác nhau, hơn nữa do vài nguyên nhân khách quan nên phương án áp dụng mãi không được thông qua. Thị ủy, ủy ban Nguyên Châu rất có ý kiến với việc lần. Nhiều lần báo cáo lên ủy ban tỉnh yêu cầu nhanh chóng xác thực và đưa vào thực tế. Phó Chủ tịch tỉnh Dương Thiếu Bằng và chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách tỉnh Khuất Vân Ba vừa đi vừa nói chuyện tiến vào. Nhân viên tham gia lục tục tới, Triệu Quốc Đống cùng Khang Nhân Lương cùng tiến vào. Khang Nhân Lương bây giờ vẫn phụ trách nông nghiệp, y làm ở vị trí Phó Chủ tịch tỉnh không ít năm, là Phó Chủ tịch tỉnh có tư cách già nhất ở ủy ban tỉnh An Nguyên. Mà Long Ứng Hoa lao vọt về An Nguyên. Làm phó chủ tịch tỉnh hơn nữa thành thường vụ tỉnh ủy cũng là đả kích lớn đối với Khang Nhân Lương. Thấy ưu thế về tuổi dần biến mất, y đã khó có thể duy trì sự bình tĩnh như trước nữa. Triệu Quốc Đống đến làm Khang Nhân Lương sống dậy hy vọng. Y biết rõ năng lực, bản lĩnh của Triệu Quốc Đống, nếu không ngày xưa đã không bảo con trai phải cực kỳ cung kính với Triệu Quốc Đống. Sau khi biết tin Triệu Quốc Đống về An Nguyên làm quyền chủ tịch tỉnh, Khang Nhân Lương lập tức gọi điện chúc mừng. Cũng nói rõ mình sẽ toàn lực ủng hộ Triệu Quốc Đống. Điều này thậm chí tạo ra chút chấn động ở tỉnh ủy và ủy ban tỉnh.